chương 306, đáp trả. Thái Long thấy Lâm Thanh Diện khinh thường lời nói của anh ta, lại còn kêu họ cút, khuôn mặt lập tức châm xuống. Đồ không biết tốt xấu, lại còn dám kêu chúng tao cút, xem ra mày còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, anh em cùng lên, để hắn cảm nhận một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Thái Long hừ lạnh một tiếng. Đội người lập tức đi về phía Lâm Thanh Diện, ai nãy đều bắt đầu trà lòng bàn tay, nhìn dáng vẻ như đều muốn cho Lâm Thanh Diện đẹp mặt. Hồ Vũ Tinh thấy Lâm Thanh Diện lúc này rồi vẫn còn làm ra vẻ như vậy, mặt lộ ra nụ cười lạnh, thì thầm, đồ không có mắt, chẳng lẽ nhìn không ra sự lợi hại của đám người này sao, đã lúc này rồi còn ở đó cứng miệng, không phải tìm chết sao. Những người xung quanh ban đầu vẫn chưa nhận ra Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện dám không để mấy người này vào mắt, nhất định là có chút thủ đoạn, nhưng sau khi nghe thấy lời của Hồ Vũ Tinh, lại nhìn Lâm Thanh Diện như vậy, liền cảm thấy Lâm Thanh Diện không biết sống chết lâm thanh diện nhìn mấy người thái long đi về phía mình khóe miệng cong lên nụ cười nhạt vừa xuống máy bay anh cũng đang muốn thư giãn gân cốt mấy người này vừa khéo là bao cát để anh luyện tay kim văn ngạo kêu người bắt cóc hứa bích hoài uy hiếp anh chuyện này đủ để kim văn ngạo lên danh sách đen của anh rồi bây giờ kim văn ngạo vẫn không từ bỏ lại còn phái người đến sân bay chặn anh vậy anh đương nhiên để kim văn ngạo hiểu rõ ở hồng thành chút sức mạnh của ông ta ở trong mắt lâm thanh diện căn bản không đáng nhắc tới Lâm Thanh Diện đặt ba lô trên lưng xuống, sau đó hoạt động cánh tay một chút, dáng vẻ sẵn sàng chờ ra tay. Hồ Vũ Tinh thấy dáng vẻ Lâm Thanh Diện như đang chuẩn bị trước khi thi đấu, không nhịn được cười, nói tên này thật tự tin, lại còn làm nóng người nữa, chỉ với tay chân còm nhom của hắn, e rằng ngay cả một cái tát của người ta cũng không chịu nổi." Đám người Thái Long bao vây Lâm Thanh Diện lại, mặt cũng đầy trào phúng, rõ ràng đều cảm thấy Lâm Thanh Diện lúc này vận động làm nóng người là dư thừa. Chính vào lúc đám người Thái Long định ra tay, thì đội bảo vệ ở không xa đột nhiên chạy tới, người dẫn đầu chính là cháu trai của chủ nhân nhà họ Cổ Cổ Tề. Sân bay này là do nhà họ Cổ dẫn đầu tu sửa, nhà họ Cổ có cổ phần rất lớn của sân bay, không ít người trong nhà họ Cổ đều nhậm chức trong sân bay, Cổ Tề chính là tổ trưởng an ninh của sân bay. Lúc nãy anh ta đang ngồi uống trà trong phòng làm việc, có người đến nói với anh ta rằng có một đám người có ý đồ bất chính trong sảnh sân bay, nhìn như đến làm loạn. Nói là muốn dạy dỗ một người, vì đảm bảo an toàn, họ đã bắt đầu sơ tán đám người. Người của họ đi tiến hành thương lượng với đám người đó, đám người đó căn bản không để họ vào mắt, cho nên bèn chạy tới xin chỉ thị của Cổ Tề xem làm thế nào. Cổ Tề cho rằng đây chỉ là dây dưa thông thường, bèn nói với người đó phái thêm vài người bắt hết đám người này lại trước là được. Tiếp đó, Cổ Tề bèn nhàn nhã mở camera giám sát đại sảnh sân bay, muốn xem xem rốt cuộc là ai gây chuyện ở đây khi anh ta nhìn thấy lâm thanh diện xuất hiện trong màn hình camera sợ hãi đến run rẩy vội đứng dậy theo đám bảo vệ đến đại sảnh sân bay ban đầu tiệc tối nhà họ cổ cổ tề cũng có mặt tối hôm đó cổ diệc thành đang vì lâm thanh diện bị đánh gãy chân mà chủ nhân nhà họ cổ cổ thanh chiết càng là vô cùng cung kính với lâm thanh diện con trai của ông bị đánh gãy chân rắm cũng không dám thả cổ tề tối đó vẫn muốn kết giao với lâm thanh diện đáng tiếc lâm thanh diện căn bản không để ý anh ta nhưng cho dù như vậy, cổ tề vẫn hiểu rõ, Lâm Thanh Diện không phải người anh ta có thể trêu chọc, sau này gặp mặt, nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Lâm Thanh Diện, thế nào đi nữa, cũng không thể khiến Lâm Thanh Diện sinh ra ấn tượng xấu gì. Sân bay Hồng Thành là do người nhà họ cổ dẫn đầu xây dựng, chuyện này không ít người biết, nếu hôm nay Lâm Thanh Diện gặp phải phiền phức, anh ta không ra mặt, đợi tới lúc Lâm Thanh Diện biết được, không chừng ngày nào đó Lâm Thanh Diện không vui, đến tìm anh ta gây phiền phức, Vậy anh ta xong đời rồi. Cho nên bất kể có thể giúp ích gì không, anh ta cũng phải ra mặt. Các người đang làm gì vậy, đây là sân bay, không đến lượt các người dương oai ở đây, chẳng lẽ các người còn muốn ra tay với anh Lâm ở đây sao? Cổ tê chạy tới chỗ Lâm Thanh Diệt, mắt tức giận nhìn đám người Thái Long hét lên. Sau đó, anh ta nghiêng đầu mặt đầy cung kính nhìn Lâm Thanh Diệt, mở miệng nói, anh Lâm, thực xin lỗi anh, tôi đến trễ, để anh chịu kinh hãi. Lâm Thanh Diện và đám người Thái Long đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này bảo vệ sân bay còn tới quản chuyện này. Hơn nữa, điều khiến đám người Thái Long kinh ngạc không phải đám bảo vệ này tới quản chuyện, mà là những người này rõ ràng chính là tới giúp Lâm Thanh Diện, người dẫn đầu lại còn gọi Lâm Thanh Diện là anh Lâm. "Anh Lâm, anh có nhớ tôi không? Tôi là cháu trai của gia chủ nhà họ Cổ, tiệc tối nhà họ Cổ lần trước, tôi và anh có duyên gặp mặt một lần, chỉ là anh quý nhân hay quên." Có lẽ đã không còn nhớ tôi rồi, Cổ Tê giải thích với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện lập tức hiểu ra là có chuyện gì, thì ra là người của nhà họ Cổ, chẳng trách lại đến quản chuyện này. Mọi người xung quanh thấy bảo vệ đều có chút kinh ngạc, dù sao thì lúc đó có vài bảo vệ nhìn thấy đám người Thái Long xong đều tránh đi. Hơn nữa người dẫn đầu lại còn cung kính với Lâm Thanh Diện như vậy, điều này khiến họ có chút không nghĩ tới. Những bảo vệ này tại sao lại tới giúp phế vật Lâm Thanh Diện chứ? chẳng lẽ họ không nên ở một bên xem náo nhiệt sao? Chuyện của loại phế vật như Lâm Thanh Diệt, hẳn ai cũng không muốn quan tâm mới đúng, Hồ Vũ Tinh thấy những bảo vệ đi tới, lập tức có chút tức giận, giống như những bảo vệ này đã phá hoại chuyện tốt của cô ta. Thái Long liếc nhìn cổ tê một cái, lạnh giọng nói tôi khuyên các người tốt nhất đừng nhiều chuyện, đừng thấy các người nhiều người, đối với chúng tôi mà nói, vẫn không đủ, các người thành thực ở một bên nhìn đi, chúng tôi xử lý xong đổ phế vật này sẽ đi cổ tề nghe thấy lời của thái long lập tức trừng mắt hắn ta lạnh giọng nói các người là cái thá gì chứ cũng dám ở đây hống hách nơi này là sân bay tôi là tổ trưởng bảo vệ sân bay có tôi ở đây tôi xem ai dám động vào anh lâm thái long nhếch môi trực tiếp khoe khoang cơ bắp của mình với cố tề lạnh lùng nói anh chắc chắn muốn quản tôi ra một cú đấm anh liền không thể làm tổ trưởng bảo vệ nữa sau này chỉ có thể nằm trên giường cổ tề bị cơ bắp của thái long dọa sợ lúc này anh ta mới cẩn thận quan sát đám người thái long phát hiện những người này đều không phải dễ chọc nhất thời trong lòng cũng có chút run rẩy nhưng ở trước mặt lâm thanh diện anh ta không dám sợ hãi những người này cho dù biết đánh nhau nhất định cũng dễ chọc hơn lâm thanh diện các người qua một bên nhìn đi vừa khéo tôi muốn hoạt động gân cốt một chút chúng đã tự mình dâng tới cửa tôi sao có thể khách sáo giao những người này cho tôi đi lâm thanh diện nói cổ tề nghiêng đầu nhìn lâm thanh diện anh lâm những người này nhìn có vẻ đều giỏi đánh đấm một mình anh e là sẽ chịu thiệt chỉ là có vẻ mà thôi yên tâm đi thật sự muốn ra tay họ cộng lại cũng không phải đối thủ của tôi lâm thanh diện cười nói thấy lâm thanh diện nói vậy trong lòng cố tê có chút hoài nghi nhưng cũng không dám nói nhiều bèn nói vậy anh lâm cẩn thận chút nếu tình huống không đúng tôi sẽ lập tức dẫn người đi giúp anh lâm thanh diện gật đầu sau đó nhìn đám người thái long nói ra tay đi Tôi không muốn lãng phí thời gian nữa." Thái Long thấy Lâm Thanh Diện lại còn không cần những người này giúp đỡ, trong lòng cảm thấy Lâm Thanh Diện nhất định là đầu óc có bệnh, còn mơ tưởng một mình đánh với nhiều người như vậy, chỉ sợ là vội đi đầu thai. Cổ Tê dẫn đám bảo vệ đứng sang một bên, chưa chỗ cho Lâm Thanh Diện, chỉ cần tình huống không đúng, anh ta sẽ lập tức dẫn đám bảo vệ xông lên. Thái Long không lãng phí thời gian nữa, nắm chặt nắm tay, hừ lạnh một tiếng, lên hết đánh hắn thành tàn phế với tốc độ nhanh nhất, để đám bảo vệ đó thấy, cho dù họ đứng bên cạnh cũng không có cách nào ngăn cản chúng ta. Đám người lập tức nhào về phía Lâm Thanh Diện, mặt cười khinh miệt. Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ, lúc đám người Thái Long sông tới trước mặt mình, thân hình nhanh chóng di chuyển, trực tiếp tới phía người có thân hình nhỏ nhất trong đám người, nhếch miệng cười với hắn ta, một cú đấm đánh lên cánh tay hắn, tiếng thét thảm thiết vang lên, chân người đó mềm nhũn, chân Lâm Thanh Diện cũng nhanh chóng giơ tới phế cả đầu gối hắn. Lâm Thanh Diện tạo ra đột phá, đầu tiên loại trừ người yếu nhất trong đám người, phá trận thế của họ, chuyện tiếp theo liên đơn giản. Thái Long thấy người bên mình còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh gãy tay chân, trong lòng lập tức sinh ra kinh hãi, thì ra tên này không đơn giản như trong tưởng tượng của họ. Mọi người xung quanh cũng bị động tác của Lâm Thanh Diện làm kinh ngạc, người này nhìn có vẻ gầy gò yếu ớt, lại có sức bộc phát lớn mạnh như vậy. Người khó tin nhất trong đó chính là Hồ Vũ Tinh, cô ta luôn cho rằng Lâm Thanh Diện là phế vật, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại có thực lực lớn mạnh như vậy, thật sự khiến cô ta nhìn ngây ngốc. Cổ tề cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện vừa ra tay đã kinh diễm như vậy, nhưng ngoài chán động, anh ta càng thêm khâm phục Lâm Thanh Diện, dù sao Lâm Thanh Diện có thể được gia chủ nhà họ cổ xem trọng như vậy, vượt qua người bình thường cũng là hiển nhiên. Thực lực của mấy người Thái Long quả thực lợi hại hơn đám du côn bình thường, nhưng trình độ của họ vẫn chỉ giới hạn ở nơi nhỏ bé như Hồng Thành này, không có được huấn luyện lợi hại nhất, cho dù là đánh chết một con gấu nâu cũng không có gì để khoe mẽ. Với thực lực của Lâm Thanh Diện, chỉ cần sức bộc phát và tốc độ đầy đủ, một người đối chọi với một con gấu nâu cũng là chuyện nhỏ. Không tới 5 phút, đám người Thái Long đã bị Lâm Thanh Diện quật ngã xuống đất, hơn nữa là gãy tay chân, loại vĩnh viễn cũng không thể đứng dậy. Thái Long là người cuối cùng bị Lâm Thanh Diện khống chế, lâm thanh diện vươn tay ấn thái long xuống đất cười nói có phải tôi đã nói với các người đến sân bay chặn tôi là một lựa chọn sai lầm thái long mặt đầy hoảng loạn đám anh em của hắn bị gãy tay chân bây giờ hắn bị lâm thanh diện đè xuống đương nhiên cũng không tránh khỏi vận mệnh này hắn liếc nhìn phía cổ tề gọi các người còn ngây ra đó làm gì các người là bảo vệ sân bay tên này nổi điên ở đây các người không phải nên quản sao ngoặc kép cổ tề nghe thấy lời của thái long lập tức nhún nhún vai cười nói là anh kêu tôi đừng lo chuyện bao đồng tôi đương nhiên phải nghe lời anh rồi thái long tuyệt vọng chỉ là bây giờ hối hận đã muộn rồi tôi thích nhất chính là đáp trả lúc nãy các người nói tôi sau này phải sống trên giường các người sợ là cũng chưa từng trải nghiệm trạng thái đó là như thế nào đi nhưng đừng vội tôi sẽ cho các người cơ hội trải nghiệm lâm thanh diện cười nói một câu sau đó dùng sức bẻ gãy cánh tay thái long sau đó anh lại đạp một cú lên chân thái long đến đây đám người thái long đều biến thành tàn phế cổ tề thấy lâm thanh diện giải quyết xong hết đám người này vội chạy tới chỗ anh cười nói anh lâm anh thật sự là anh dũng thần vũ những người này ở trên tay anh lại không hề có lực đáp trả thực sự khiến người ta khâm phục lâm thanh diện cười với anh ta nói có thể nhờ anh giúp một việc không cổ tề lập tức gật đầu nói anh lâm cứ nói chỉ cần tôi có thể làm được thì nhất định giúp giúp tôi nâng những người này tới trước cửa tòa nhà công ty địa ốc Vân Hải, đi, tin rằng sẽ có người đang đợi họ quay về đâu, Lâm Thanh Diện nói. chương 307, Kim Văn Ngạo tức giận. Tòa nhà địa ốc Vân Hải. Kim Văn Ngạo đang ngồi trong phòng làm việc, ông vẫn đang lo lắng kiểm tra tung tích của cậu con trai, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa liên lạc được với Kim Tôn. Lúc đầu ông cứ nghĩ con trai mình chơi với vợ của Lâm Thanh Diện quá vui vẻ nên không rảnh nhớ tới ông, nhưng bây giờ đã hơn một ngày rồi, dù kim tôn có chơi quá hăng anh cũng nên có thời gian để xem xét điện thoại của mình mới đúng việc này khiến kim văn ngạo tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với kim tôn hay không bạn gái của anh bao nhiêu tiền tôi muốn cô ấy nghe tên đàn ông đó nói câu này tôi lập tức giận tái mặt đoàn thanh hồ định ra tay tôi cản chị ấy lại cơ thể nghiêng qua đứng chặn trước đoàn thanh hồ cười đầy giả tạo nói chị ấy là bảo vật vô giá cũng là hàng không bán xin lỗi tôi thấy anh nên tìm mấy cô đứng đường bàn giá cả đi tôi nghĩ mấy em đó phù hợp với thân phận của anh đây tôi nói xong câu này người đàn ông đó lập tức tức giận lao lên định túm luôn cổ áo tôi nhưng lại bị tôi cầm chặt lấy cổ tay dùng sức lôi sang ngang một cái rồi kéo dọc một cái vặn một cái cánh tay hắn bỗng chốc bị cong với góc độ kỳ quái hắn đau đớn gào lên nhưng dù có như vậy hắn cũng vẫn ngạo mạn nói rằng nếu như tôi không buông ra thì tối nay hắn ta sẽ băm tôi ra cho chó gặm Giọng nói của tên đàn ông này tức khắc làm thu hút khách khứa trong đại sảnh, ông lão bất đắc dĩ nói: "Trần tiên sinh, xin cậu buông tay. Các cậu đều là khách của ông chủ, có gì hiểu lầm thì nói rõ là được, cần gì phải làm ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người." Tôi đẩy tên đàn ông đó ra, hơi áy náy nói với ông lão: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý gây rối, thực sự là do người này khinh người quá. Hắn ta sỉ nhục người phụ nữ của tôi, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho người phụ nữ của mình." Tôi cảm giác được ông lão này chẳng những không hề có thái độ thù ghét gì, mà dường như còn có chút cảm tình với tôi. Vậy nên tôi mới ra vẻ nhượng bộ, nói cho cùng nếu như đối phương không có thù ghét gì tôi, chứng tỏ Vương Duy chắc hẳn cũng vậy. Mà tên đàn ông trước mặt này ngang tàng như thế, chắc là thân phận cũng không đơn giản. Đây là địa bàn của người khác, phép vua thua lệ làng, lỡ như gặp phải người không động vào nổi, không phải là tôi tự đào hố chôn thân sao. Bởi vậy nên bây giờ tôi lấy lòng ông lão không khác nào lấy lòng Vương Duy, cũng không đến nỗi vì để chút nữa có ông ấy giúp đỡ, chống lưng cho, nhưng thay tôi nói một câu công bằng chắc cũng được. Thầm tính trong bụng, tôi bất giác nhìn ông lão với ánh mắt thân thiết hơn, ông ấy vội nói, tôi biết, là do Trung thiếu gia mạo phạm đến phu nhân. Trung thiếu gia, tôi nhìn tên Trung thiếu gia đang vô cùng tức giận một cái, hắn rõ ràng đang cảm thấy phẫn nộ và bực bội với lời nói của ông lão hét lên, ông già chết tiệt, mắt ông mù rồi à? Rõ ràng là tên này không biết điều ức hiếp tôi, tại sao ông lại đổ hết lên đầu tôi? Sao thế, trí nhớ lão già chết tiệt như ông kém, quên mất tôi là ai rồi à? Lúc này rất nhiều khách khứa đã đi đến cửa, tất cả mọi người đều hiếu kỳ hóng hớt màn kịch này. Ông lão bị sỉ nhục như vậy, vẫn nhã nhận cười nói, trung thiếu ra nói đùa rồi, mặc dù tôi già cả mắt mờ. Nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt, không dám quên thân phận thiếu gia nhà họ chung của cậu. Ông ấy nói xong thì nhắc nhở tôi, Trần Tiên Sinh, đây là Trung Hữu Nghĩa con trai thứ của doanh nhân Trung Lương nổi tiếng Án Thành. Tôi nhìn tên Trung Hữu Nghĩa một lượt, đúng là xỉ nhục cái tên này. Trung Hữu Nghĩa vênh váo tự đắc nói, không dám quên thì tốt, ông chủ ông còn phải nể mặt tôi, ông thế mà dám ăn nói bừa bãi, nói giúp tên này. Tôi thấy đầu óc ông có vấn đề rồi đó, vốn dĩ vì không quen thuộc chỗ này, nên tôi vẫn không muốn rằng co với người đàn ông này mãi nhưng bây giờ thấy hắn nói chuyện như thế với ông lão lại nghĩ đến việc ông lão vì tôi mới chọc giận hắn tôi bỗng hơi bực bội lạnh lùng nói đầu óc có vấn đề cũng còn hơn kẻ có mẹ mà không được dạy đàng hoàng như anh tôi cảnh cáo anh một câu nếu anh còn nói chuyện như thế với bác đây cẩn thận tôi cho anh tối nay nằm lê lết không bỏ dậy nổi trong đám đông đột nhiên có một tiếng ồ oh, ngay sau đó vài tên áo vét dày ra bước qua tên nào cũng mặt mày chẳng tốt lành gì đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Trung Hữu Nghĩa lập tức gọi một tiếng, anh, với người đứng giữa, nói tôi là kẻ không có mắt dám bắt nạt hắn. Anh trai hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá tôi, cười khẩy nói, cậu nói muốn cho em trai tôi không bỏ dậy nổi. Ngang ngược như thế, xin hỏi lai lịch thế nào? Tôi lạnh nhạt nói, tôi có lai lịch gì không cần thiết phải nói cho anh, anh chỉ cần biết hôm nay tôi đến tham gia tiệc mừng thọ của ông Vương là được. Ồ, khách khứa ở đây hôm nay có nhiều người không mời tự đến một lòng muốn làm thân với chú vương của tôi ai biết được cậu có phải là một trong số đó không chứ tên trung đại thiếu gia này còn vinh váo hơn cả trung hữu nghĩa nếu không thì sao là anh em chứ tôi ngậm cười nói xem như tôi chủ động đến đây góp vui anh cứ nói anh muốn giải quyết chuyện này thế nào đi trung đại thiếu gia ngạc nhiên với câu trả lời của tôi ngay sau đó càng thêm kiêu căng xem thường tôi mà nói rất đơn giản cậu ức hiếp em trai tôi thế nào Chúng tôi sẽ đối phó cậu như vậy, không phải cậu đã đánh nó rồi sao? Bây giờ chúng tôi sẽ đập cậu." Tôi nhíu mày nói, "Các anh, ý của anh là anh định đánh hội đồng tôi?" Trung đại thiếu gia gật đầu, vẫn mặt dày vô sỉ nói, "Không sai, cậu biết đánh đấm thế mà, mấy người ở đây của chúng tôi cùng lên chắc cũng không làm cậu bị thương nổi." Nghe xong câu này, trong đầu tôi thật sự bái phục mấy tên mặt dày vô sỉ này, có điều các cậu ấm lúc vô sỉ cũng vẫn kiêu ngạo, đúng là làm người ta chán ghét. "Không có lẽ không nên gọi là cậu ấm, nhìn hành vi của hắn, hệt như thứ lưu manh. Tôi đang định nói thì Đoàn Thanh Hồ giữ tay tôi lại, từ sau lưng tôi bước ra. Mà khoảnh khắc chị ấy bước ra, đám người trung đại thiếu gia đều lộ ra ánh mắt khao khát đầy mê đắm. Đoàn Thanh Hồ lạnh nhạt nói, chuyện mâu thuẫn này do tôi mà ra, tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi nhìn Đoàn Thanh Hồ, nhíu mày nói, ý của chị là? Đoàn Thanh Hồ gật đầu, nhìn về phía mấy tên đó nói, muốn đánh, tôi đánh với các anh vừa hay tôi có từng luyện vài chiêu taekwondo, đối phó với thứ cậu ấm yếu đuối chỉ biết thắng nhờ đánh hội đồng như các anh còn dễ chán. Thấy sao, trung đại thiếu ra đánh giá đoàn thanh hồ từ trên xuống dưới, sâu trong mắt toàn là suy nghĩ xấu xa, còn em trai trung hữu nghĩa của hắn thì vội nói anh, đồng ý đi. Em thích cô em này, đánh thắng cô ta đi, tối nay em muốn có cô ta. Ánh mắt đoàn thanh hồ lạnh đi, nhìn về phía trung hữu nghĩa, bình tĩnh nói, được, nếu như các anh thật sự đánh thắng được tôi, tôi sẽ đi theo anh. Anh em Trung Hữu Nghĩa vừa nghe đã lộ ra ánh mắt hứng thú, lúc này bọn họ không hề ý thức được rất nhiều khách khứ đã bắt đầu chỉ trỏ bọn họ, mà chỉ một lòng muốn có được đoàn thanh hồ. Trên đầu chữ sắc treo một thanh đao, hai anh em này, bao gồm cả đám anh em xấu xa của bọn hắn đến bây giờ còn chưa hiểu được chuyện này. Nhưng không sao cả, tôi nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng hiểu được thôi. Trung Đại Thiếu Gia cười nói, được, nhưng nếu cô thua thì đừng nói mấy tên đàn ông chúng tôi bắt nạt một người phụ nữ nhé đoàn thanh hồ lạnh lùng nói yên tâm anh nhà tôi đã nói nam nữ bình đẳng cho dù tôi có thua cũng tuyệt đối không nói các anh ỷ nam hiếp nữ trung hữu nghĩa hưng phấn nói có ca tính tôi thích hắn nói xong thì ghé vào tai trung đại thiếu ra nói gì đó giọng nói hắn cũng không nhỏ chút nào vì vậy rất nhiều người đều nghe được hắn đang hỏi anh trai mình tối nay vui vẻ ở biệt thự của nhà bọn họ hay là ở khách sạn tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ phách lối của bọn chúng nói với đoàn thanh hồ chút nữa ra tay mạnh một chút xảy ra chuyện gì cũng có em rồi đoàn thanh hồ gật đầu trung đại thiếu ra hỏi tôi bây giờ muốn so găng luôn à tôi nhìn về hướng khách khứa đang đứng hóng chuyện nói tối nay là tiệc mừng thọ của ông vương buổi tiệc vẫn chưa kết thúc chúng ta ẩu đả cũng không hay lắm đừng làm mất hứng của khách khứa thêm xui xẻo cho ông vương thế này đi tối nay sau khi buổi tiệc kết thúc chúng ta chọn một cổng bệnh viện nào đó so chiêu. Trung Hữu Nghĩa hỏi, tại sao lại chọn cổng bệnh viện? Tôi lạnh nhạt nói, tất nhiên là để thuận tiện cho các anh nhập viện chữa thương rồi, như vậy tiết kiệm cho các anh không ít thời gian chờ xe cứu thương đó. Tôi nói xong, khách khứa xung quanh đều phá lên cười ha ha, đám người Trung Hữu Nghĩa đỏ lượng cả mặt, một người trong số đó nói, anh Trung, tên này ngứa đòn thật rồi, bây giờ mọi người xử gọn hắn luôn đi. Trung Hữu Nghĩa cũng ra vẻ nóng nảy muốn đánh liền, nhưng trung đại thiếu gia lắc đầu nói cậu ta nói đúng tối nay là sinh nhật của chú vương bây giờ chúng ta gây chuyện thì không ổn lắm mọi chuyện đợi buổi tiệc kết thúc đi mọi người trông chừng bốn người này thật kỹ đừng để bọn họ chạy mất tôi nghĩ bụng tên trung đại thiếu gia này cũng không hồ đồ lắm tôi ấy nấy nhìn ông lão một cái ông ấy khá là khó xử làm một tư thế mời chúng tôi đi vào đại sảnh bởi vì vừa xảy ra chuyện vừa nãy lại thêm ngoại hình phong độ của nhóm bọn tôi đều rất xuất sắc thoáng cái chúng tôi thành tiêu điểm của cả buổi tiệc. Nhưng chắc biết được chúng tôi đụng chạm phải người không nên đụng, vậy nên những người này mặc dù rất tò mò về chúng tôi nhưng cũng không dám đến giao lưu. Tiệc mừng thọ của vương duy theo kiểu tự do, khắp nơi trong đại sảnh đều là bàn tiệc, trên bàn bày đủ loại thức ăn, bánh ngọt, ở chỗ không xa còn có một sàn nhảy. Trên sàn từng đôi nam nữ đang nhảy múa nhiệt tình, trong đó có một đôi vô cùng hút mắt, nam thì cực kỳ khôi ngô, nữ xinh đẹp vô cùng mặc dù vẫn còn kém một bậc so với đoàn thanh hồ, nhưng khí chất thì không hề kém cạnh, hai người phong thái thanh lịch, hết sức xứng đôi. Tôi chú ý thấy tên Trung Hữu Nghĩa cứ dán chặt mắt vào cô gái đó, vẻ mặt không cam tâm. Tôi nhớ tới ban nãy hắn ta nói muốn mua đoàn thanh hồ cũng đoán được xương xương hắn ta muốn làm gì rồi. Khi một thằng đàn ông tầm thường không có được người phụ nữ hắn yêu thích thì sẽ muốn tìm một người phụ nữ xuất sắc, xinh đẹp hơn để vớt phát mặt mũi, như kiểu tìm được một người xuất sắc hơn thì sẽ thắng, sẽ gỡ gạc được danh dự thực tế chỉ là một hành vi ấu trĩ vô cùng sau khi nhảy xong đôi nam nữ này mỉm cười rời khỏi sàn nhảy khi nhìn thấy chúng tôi hai người đều hơi sửng sốt ngay sau đó người đàn ông đó bước đến nói với ông lão đứng cạnh tôi chú trương những người này nhìn mặt hơi lạ không lẽ bọn họ là chú trương cười ngắt lời người đàn ông nói thiếu ra đây là trần danh trần tiên sinh mà ông chủ đích thân mời đến cô gái bên cạnh là bạn gái của cậu ấy đoàn thanh hồ hai người còn lại là bạn tốt của cậu ấy một người là trợ thủ đắc lực thẩm nặc ngôn một người là gia chủ nhà họ vân nổi tiếng nam kinh vân tam thiên xem ra ông lão hiểu về chúng tôi rất tường tận hơn nữa nhìn cách cư xử của thiếu gia nhà họ vương dường như cũng có biết về chúng tôi ánh mắt nhìn tôi cũng tràn đầy xúc động rốt cuộc bọn họ là ai sao lại biết tôi lúc này tôi nghĩ đến một khả năng đó chính là người tên vương duy đó lẽ nào là người quen cũ của bố tôi kim văn ngao híp mắt lại trong mắt hiện lên màu chết chóc, lạnh lùng nói quan hệ thân thay ép với Trần Tài Anh sao chứ? Trần Tài Anh là hoàng đế ngầm, anh ta không chế được giới kinh doanh, nếu không thể giải quyết được hàng vũ lực thì tôi sẽ bắt đầu với công ty nhà họ hứa. Tôi muốn để công ty của nhà họ hứa phá sản, để bọn họ phải gánh lấy những khoản nợ khổng lồ, đến lúc đó dù có đánh lại được thì cậy ta va án là một con chó đắt không có tiền mặc người chém giết, người đàn ông đeo kính lập tức. Nói, ông chủ anh Minh, nhân tiện, về vấn đề tài chính của công ty, xếp bên kia nói thế nào? Kim Văn Ngạo hỏi, ông chủ đó rất vui khi gây quỹ cho công ty chúng ta, sau vòng tài trợ này, công ty chúng ta có thể đi lên trở lại người đàn ông đeo kính nói. Phải luôn để ý đến nhất cử nhất động của sếp bên kia, đồng ý với bất cứ điều gì ông ta yêu cầu, vòng tài trợ này rất quan trọng với công ty, thành bại của công ty phụ thuộc vào thời gian này. Ngay cả tôi cũng không ngờ một ông chủ lớn như vậy lại đột ngột muốn gây quỹ cho chúng ta, có vẻ như đã đến lúc tôi phải vươn lên rồi, Kim Văn Ngạo nói. chương 307, Kim Văn Ngạo tức giận. Tòa nhà địa ốc Vân Hải. Kim Văn Ngạo đang ngồi trong phòng làm việc, ông vẫn đang lo lắng kiểm tra tung tích của cậu con trai, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa liên lạc được với Kim Tôn. Lúc đầu ông cứ nghĩ con trai mình chơi với vợ của Lâm Thanh Diện quá vui vẻ nên không rảnh nhớ tới ông, nhưng bây giờ đã hơn một ngày rồi, dù Kim Tôn có chơi quá hăng, anh cũng nên có thời gian để xem xét điện thoại của mình mới đúng việc này khiến kim văn ngạo tự hỏi liệu có chuyện gì đã xảy ra với kim tôn hay không bạn gái của anh bao nhiêu tiền tôi muốn cô ấy nghe tên đàn ông đó nói câu này tôi lập tức giận tái mặt đoàn thanh hồ định ra tay tôi cản chị ấy lại cơ thể nghiêng qua đứng chặn trước đoàn thanh hồ cười đầy giả tạo nói chị ấy là bảo vật vô giá cũng là hàng không bán xin lỗi tôi thấy anh nên tìm mấy cô đứng đường bàn giá cả đi tôi nghĩ mấy em đó phù hợp với thân phận của anh đây tôi nói xong câu này người đàn ông đó lập tức tức giận lao lên định túm luôn cổ áo tôi nhưng lại bị tôi cầm chặt lấy cổ tay dùng sức lôi sang ngang một cái rồi kéo dọc một cái vặn một cái cánh tay hắn bỗng chốc bị cong với góc độ kỳ quái hắn đau đớn gào lên nhưng dù có như vậy hắn cũng vẫn ngạo mạn nói rằng nếu như tôi không buông ra thì tối nay hắn ta sẽ băm tôi ra cho chó gặm giọng nói của tên đàn ông này tức khắc làm thu hút khách khứa trong đại sảnh ông lão bất đắc dĩ nói trần tiên sinh xin cậu buông tay các cậu đều là khách của ông chủ, có gì hiểu lầm thì nói rõ là được, cần gì phải làm ảnh hưởng đến hòa khí của mọi người. Tôi đẩy tên đàn ông đó ra, hơi áy náy nói với ông lão, xin lỗi, không phải tôi cố ý gây rối, thực sự là do người này khinh người quá. Hắn ta sỉ nhục người phụ nữ của tôi, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho người phụ nữ của mình. Tôi cảm giác được ông lão này chẳng những không hề có thái độ thù ghét gì, mà dường như còn có chút cảm tình với tôi. Vậy nên tôi mới ra vẻ nhượng bộ nói cho cùng nếu như đối phương không có thù ghét gì tôi chứng tỏ vương duy chắc hẳn cũng vậy mà tên đàn ông trước mặt này ngang tàng như thế chắc là thân phận cũng không đơn giản đây là địa bàn của người khác phép vua thua lệ làng lỡ như gặp phải người không động vào nổi không phải là tôi tự đào hố trôn thân sao bởi vậy nên bây giờ tôi lấy lòng ông lão không khác nào lấy lòng vương duy cũng không đến nỗi vì để chút nữa có ông ấy giúp đỡ chống lưng cho nhưng thay tôi nói một câu công bằng chắc cũng được thầm tính trong bụng, tôi bất giác nhìn ông lão với ánh mắt thân thiết hơn, ông ấy vội nói, tôi biết, là do trung thiếu gia mạo phạm đến phu nhân. Trung thiếu gia? Tôi nhìn tên trung thiếu gia đang vô cùng tức giận một cái, hắn rõ ràng đang cảm thấy phẫn nộ và bực bội với lời nói của ông lão, hét lên, ông già chết tiệt, mắt ông mù rồi à? Rõ ràng là tên này không biết điều ức hiếp tôi, tại sao ông lại đổ hết lên đầu tôi? Sao thế, chỉ nhớ lão già chết tiệt như ông kém, quên mất tôi là ai rồi à? lúc này rất nhiều khách khứa đã đi đến cửa tất cả mọi người đều hiếu kỳ hóng hớt màn kịch này ông lão bị sỉ nhục như vậy vẫn nhã nhận cười nói trung thiếu ra nói đùa rồi mặc dù tôi già cả mắt mờ nhưng trí nhớ vẫn còn rất tốt không dám quên thân phận thiếu ra nhà họ chung của cậu ông ấy nói xong thì nhắc nhở tôi trần tiên sinh đây là trung hữu nghĩa con trai thứ của doanh nhân trung lương nổi tiếng án thành tôi nhìn tên trung hữu nghĩa một lượt đúng là sỉ nhục cái tên này trung hữu nghĩa vênh váo tự đắc nói không dám quên thì tốt ông chủ ông còn phải nể mặt tôi ông thế mà dám ăn nói bừa bãi nói giúp tên này tôi thấy đầu óc ông có vấn đề rồi đó vốn dĩ vì không quen thuộc chỗ này nên tôi vẫn không muốn rằng co với người đàn ông này mãi nhưng bây giờ thấy hắn nói chuyện như thế với ông lão lại nghĩ đến việc ông lão vì tôi mới chọc giận hắn tôi bỗng hơi bực bội lạnh lùng nói đầu óc có vấn đề cũng còn hơn kẻ có mẹ mà không được dạy đàng hoàng như anh tôi cảnh cáo anh một câu, nếu anh còn nói chuyện như thế với bác đây, cẩn thận tôi cho anh tối nay nằm lê lết không bỏ dậy nổi. Trong đám đông đột nhiên có một tiếng, ô, ngay sau đó, vài tên áo vét dày ra bước qua, tên nào cũng mặt mày chẳng tốt lành gì đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Trung Hữu Nghĩa lập tức gọi một tiếng, anh, với người đứng giữa, nói tôi là kẻ không có mắt dám bắt nạt hắn. Anh trai hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá tôi, cười khẩy nói, cậu nói muốn cho em trai tôi không bỏ dậy nổi ngang ngược như thế xin hỏi lai lịch thế nào tôi lạnh nhạt nói tôi có lai lịch gì không cần thiết phải nói cho anh anh chỉ cần biết hôm nay tôi đến tham gia tiệc mừng thọ của ông vương là được ồ khách khứa ở đây hôm nay có nhiều người không mời tự đến một lòng muốn làm thân với chú vương của tôi ai biết được cậu có phải là một trong số đó không chứ tên trung đại thiếu gia này còn vinh váo hơn cả trung hữu nghĩa nếu không thì sao là anh em chứ tôi ngậm cười nói xem như tôi chủ động đến đây góp vui anh cứ nói anh muốn giải quyết chuyện này thế nào đi. Trung đại thiếu gia ngạc nhiên với câu trả lời của tôi, ngay sau đó càng thêm kiêu căng xem thường tôi mà nói, rất đơn giản, cậu ức hiếp em trai tôi thế nào, chúng tôi sẽ đối phó cậu như vậy, không phải cậu đã đánh nó rồi sao? Bây giờ chúng tôi sẽ đập cậu. Tôi nhíu mày nói, các anh, ý của anh là anh định đánh hội đồng tôi? Trung đại thiếu gia gật đầu, vẫn mặt dày vô sỉ nói, không sai, cậu biết đánh đấm thế mà Mấy người ở đây của chúng tôi cùng lên chắc cũng không làm cậu bị thương nổi. Nghe xong câu này, trong đầu tôi thật sự bái phục mấy tên mặt dày vô sỉ này, có điều các cậu ấm lúc vô sỉ cũng vẫn kiêu ngạo, đúng là làm người ta chán ghét. Không, có lẽ không nên gọi là cậu ấm, nhìn hành vi của hắn, hệt như thứ lưu manh. Tôi đang định nói thì Đoàn Thanh Hồ giữ tay tôi lại, từ sau lưng tôi bước ra. Mà khoảnh khắc chị ấy bước ra, đám người trung đại thiếu gia đều lộ ra ánh mắt khao khát đầy mê đắm. Đoàn Thanh Hồ lạnh nhạt nói, chuyện mâu thuẫn này do tôi mà ra, tôi muốn tự mình giải quyết. Tôi nhìn đoàn Thanh Hồ, nhíu mày nói, ý của chị là, đoàn Thanh Hồ gật đầu, nhìn về phía mấy tên đó nói, muốn đánh, tôi đánh với các anh. Vừa hay tôi có từng luyện vài chiêu taekwondo, đối phó với thứ cậu ấm yếu đuối chỉ biết thắng nhờ đánh hội đồng như các anh còn dễ chán. Thấy sao, Trung Đại Thiếu ra đánh giá đoàn Thanh Hồ từ trên xuống dưới, sâu trong mắt toàn là suy nghĩ xấu xa, còn em trai trung hữu nghĩa của hắn thì vội nói anh, đồng ý đi. Em thích cô em này, đánh thắng cô ta đi, tối nay em muốn có cô ta. Ánh mắt đoàn thanh hồ lạnh đi, nhìn về phía trung hữu nghĩa, bình tĩnh nói, được, nếu như các anh thật sự đánh thắng được tôi, tôi sẽ đi theo anh. Anh em trung hữu nghĩa vừa nghe đã lộ ra ánh mắt hứng thú, lúc này bọn họ không hề ý thức được rất nhiều khách khứ đã bắt đầu chỉ trỏ bọn họ, mà chỉ một lòng muốn có được đoàn thanh hồ. Trên đầu chữ sắc treo một thanh đao, hai anh em này bao gồm cả đám anh em xấu xa của bọn hắn đến bây giờ còn chưa hiểu được chuyện này nhưng không sao cả tôi nghĩ bọn họ sẽ nhanh chóng hiểu được thôi trung đại thiếu ra cười nói được nhưng nếu cô thua thì đừng nói mấy tên đàn ông chúng tôi bắt nạt một người phụ nữ nhé đoàn thanh hồ lạnh lùng nói yên tâm anh nhà tôi đã nói nam nữ bình đẳng cho dù tôi có thua cũng tuyệt đối không nói các anh ỷ nam hiếp nữ trung hữu nghĩa hưng phấn nói có ca tính tôi thích hắn nói xong thì ghé vào tai trung đại thiếu ra nói gì đó giọng nói hắn cũng không nhỏ chút nào vì vậy rất nhiều người đều nghe được hắn đang hỏi anh trai mình tối nay vui vẻ ở biệt thự của nhà bọn họ hay là ở khách sạn tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ phách lối của bọn chúng nói với đoàn thanh hồ chút nữa ra tay mạnh một chút xảy ra chuyện gì cũng có em rồi đoàn thanh hồ gật đầu trung đại thiếu ra hỏi tôi bây giờ muốn so găng luôn à tôi nhìn về hướng khách khứa đang đứng hóng chuyện nói tối nay là tiệc mừng thọ của ông vương buổi tiệc vẫn chưa kết thúc, chúng ta ẩu đả cũng không hay lắm. Đừng làm mất hứng của khách khứa, thêm xui xẻo cho ông Vương. Thế này đi, tối nay sau khi buổi tiệc kết thúc, chúng ta chọn một cổng bệnh viện nào đó so chiêu. Trung Hữu Nghĩa hỏi, tại sao lại chọn cổng bệnh viện? Tôi lạnh nhạt nói, tất nhiên là để thuận tiện cho các anh nhập viện chữa thương rồi, như vậy tiết kiệm cho các anh không ít thời gian chờ xe cứu thương đó. Tôi nói xong, khách khứa xung quanh đều phá lên cười ha ha, Đám người trung hữu nghĩa đỏ lượng cả mặt, một người trong số đó nói, anh Trung, tên này ngứa đòn thật rồi, bây giờ mọi người xử gọn hắn luôn đi. Trung hữu nghĩa cũng ra vẻ nóng nảy muốn đánh liền, nhưng trung đại thiếu gia lắc đầu nói, cậu ta nói đúng, tối nay là sinh nhật của chú Vương, bây giờ chúng ta gây chuyện thì không ổn lắm, mọi chuyện đợi buổi tiệc kết thúc đi. Mọi người trông chừng bốn người này thật kỹ, đừng để bọn họ chạy mất. Tôi nghĩ bụng tên trung đại thiếu gia này cũng không hồ đồ lắm. Tôi ấy náy nhìn ông lão một cái, ông ấy khá là khó xử làm một tư thế mời. Chúng tôi đi vào đại sảnh, bởi vì vừa xảy ra chuyện vừa nãy, lại thêm ngoại hình, phong độ của nhóm bọn tôi đều rất xuất sắc, thoáng cái chúng tôi thành tiêu điểm của cả buổi tiệc. Nhưng chắc biết được chúng tôi đụng chạm phải người không nên đụng, vậy nên những người này mặc dù rất tò mò về chúng tôi nhưng cũng không dám đến giao lưu. Tiệc mừng thọ của vương duy theo kiểu tự do, khắp nơi trong đại sảnh đều là bàn tiệc, trên bàn bày đủ loại thức ăn, bánh ngọt ở chỗ không xa còn có một sàn nhảy. Trên sàn từng đôi nam nữ đang nhảy múa nhiệt tình, trong đó có một đôi vô cùng hút mắt, nam thì cực kỳ khôi ngô, nữ xinh đẹp vô cùng, mặc dù vẫn còn kém một bậc so với đoàn thanh hồ, nhưng khí chất thì không hề kém cạnh, hai người phong thái thanh lịch, hết sức xứng đôi. Tôi chú ý thấy tên Trung Hữu Nghĩa cứ dán chặt mắt vào cô gái đó, vẻ mặt không cam tâm. Tôi nhớ tới ban nãy hắn ta nói muốn mua đoàn thanh hồ cũng đoán được xương xương hắn ta muốn làm gì rồi khi một thằng đàn ông tầm thường không có được người phụ nữ hắn yêu thích thì sẽ muốn tìm một người phụ nữ xuất sắc xinh đẹp hơn để vớt phát mặt mũi như kiểu tìm được một người xuất sắc hơn thì sẽ thắng sẽ gỡ gạc được danh dự thực tế chỉ là một hành vi ấu trĩ vô cùng sau khi nhảy xong đôi nam nữ này mỉm cười rời khỏi sàn nhảy khi nhìn thấy chúng tôi hai người đều hơi sửng sốt ngay sau đó người đàn ông đó bước đến nói với ông lão đứng cạnh tôi chú trương những người này nhìn mặt hơi lạ không lẽ bọn họ là, chú Trương cười ngắt lời người đàn ông, nói, thiếu ra, đây là trần danh trần tiên sinh mà ông chủ đích thân mời đến, cô gái bên cạnh là bạn gái của cậu ấy đoàn thanh hồ. Hai người còn lại là bạn tốt của cậu ấy, một người là trợ thủ đắc lực thẩm nặc ngôn, một người là gia chủ nhà họ vân nổi tiếng Nam Kinh Vân Tam Thiên. Xem ra ông lão hiểu về chúng tôi rất tường tận, hơn nữa nhìn cách cư xử của thiếu gia nhà họ vương, dường như cũng có biết về chúng tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng tràn đầy xúc động rốt cuộc bọn họ là ai? Sao lại biết tôi? Lúc này, tôi nghĩ đến một khả năng, đó chính là người tên Vương Duy đó, lẽ nào là người quen cũ của bố tôi? Kim Văn Ngao híp mắt lại, trong mắt hiện lên màu chết chóc, lạnh lùng nói quan hệ thân thay ép với Trần Tài Anh sao chứ? Trần Tài Anh là hoàng đế ngầm, anh ta không chế được giới kinh doanh, nếu không thể giải quyết được hàng vũ lực thì tôi sẽ bắt đầu với công ty nhà họ hứa. Tôi muốn để công ty của nhà họ hứa phá sản, để bọn họ phải gánh lấy những khoản nợ khổng lồ, đến lúc đó dù có đánh lại được thì cậy ta va án là một con chó đắt không có tiền mặc người chém giết, người đàn ông đeo kính lập tức. Nói, ông chủ anh Minh. Nhân tiện, về vấn đề tài chính của công ty, xếp bên kia nói thế nào? Kim Văn Ngạo hỏi. Ông chủ đó rất vui khi gây quỹ cho công ty chúng ta, sau vòng tài trợ này, công ty chúng ta có thể đi lên trở lại người đàn ông đeo kính nói. Phải luôn để ý đến nhất cử nhất động của sếp bên kia, đồng ý với bất cứ điều gì ông ta yêu cầu, vòng tài trợ này rất quan trọng với công ty, thành bại của công ty phụ thuộc vào thời gian này. Ngay cả tôi cũng không ngờ một ông chủ lớn như vậy lại đột ngột muốn gây quỹ cho chúng ta, có vẻ như đã đến lúc tôi phải vươn lên rồi, Kim Văn Ngạo nói. chương 308, Ngại Mình Mạng Lớn Vịnh Đăng Long, giữa các biệt thự trung tâm Sau khi Lâm Thanh Diện rời sân bay, anh vội vã trở về, mặc dù hứa Bích Hoài đã được Trần Tài Anh và hướng vấn thiên cứu nhưng không thấy hứa Bích Hoài, Lâm Thanh Diện vẫn có chút lo lắng. Sau khi trở lại đây, anh nhìn thấy những người mà Trần Tài anh đã bố trí canh giữ, anh đi qua bảo những người đó rời đi, bây giờ anh trở về rồi, không cần người khác phải bảo vệ Hứa Bích Hoài nữa. Đẩy cửa biệt thự ra, Lâm Thanh Diện nhìn thấy Hứa Bích Hoài ngẩn người ngồi ở trên ghế sofa, tiếng mở cửa khiến Hứa Bích Hoài tỉnh táo lại, quay đầu nhìn sang, phát hiện Lâm Thanh Diện đã trở về, cô lập tức đứng dậy lao về phía Lâm Thanh Diện. Hứa Bích Hoài ôm lấy Lâm Thanh Diện, anh đứng yên, vươn tay qua eo Hứa Bích Hoài. Cuối cùng thì anh cũng về rồi, em lo lắng lắm, em cứ tưởng sẽ không gặp được anh nữa, Hứa Bích Hoài ấm ức nói. Lâm Thanh Diện đặt một tay lên đầu Hứa Bích Hoài, xoa nhẹ, nói, lần này đều là lỗi tại anh, hại em chịu khổ rồi, mấy tên đó không làm gì em chứ? Hứa Bích Hoài lắc đầu, nói trước khi họ kịp làm gì em thì chân tài anh đã đến, bây giờ những người đó đã bị chân tài anh bắt lâm thanh diện gật đầu cùng hứa bích hoài đi đến ghế sofa sau khi ngồi xuống lâm thanh diện nhìn hứa bích hoài hỏi tại sao địa ốc vân hải lại nhắm đến em thế đáng lý ra họ sẽ không có cơ hội hạ thủ mới đúng em có thể cho anh biết chuyện gì đang xảy ra không hứa bích hoài đầy áy náy tiếp đến cô nói về việc hợp tác với địa ốc vân hải sau đó cô nói với lâm thanh diện về chuyện bị kim tôn uy hiếp cũng nói với anh về quá trình cô bị bắt ngày hôm ấy sau khi lâm thanh diện nghe xong anh đã hiểu tại sao địa ốc Vân Hải lại nhắm vào hứa bích hoài, hóa ra sự hợp tác mà lần này cô nói đến là địa ốc Vân Hải. Lâm Thanh Diện, việc này đều tại em, nếu em nói với anh sớm hơn, mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này. Em không biết anh tham gia ván cờ vây mà đối thủ lại là người của địa ốc Vân Hải, hứa bích hoài hổ thẹn nói. Lâm Thanh Diện cười, nói chuyện này anh không trách em, dù sao em cũng chỉ nói chuyện kinh doanh bình thường thôi, kẻ giáp tâm khác là người của địa ốc Vân Hải hứa bích hoài thở dài nói địa ốc vân hải đã bắt đầu nhắm đến công ty chúng ta không có công ty nào muốn hợp tác với chúng ta chỉ e là không bao lâu nữa công ty sẽ phá sản đừng lo chuyện này địa ốc vân hải đối xử với em như vậy anh đương nhiên sẽ không buông tha cho bọn họ cuối cùng cũng chỉ có địa ốc vân hải là phá sản mà thôi lâm thanh diện nói hứa bích hoài nhìn lâm thanh diện một cách ngờ vực cô nghĩ lâm thanh diện đã không còn là thành viên của nhà họ lâm nữa dù có sự giúp đỡ của Trần Tài Anh thì cũng không thể chống lại địa ốc Vân Hải, một ông trùm kinh doanh. Lâm Thanh Diện, địa ốc Vân Hải là ông trùm thương mại ở Hồng Thành, chúng ta không thể đấu lại họ, anh cũng đã bị đuổi. Nói đến đây, hứa Bích Hoài khựng lại. Đừng lo, anh có rất nhiều bạn bè, chỉ một địa ốc Vân Hải thôi mà, em không cần quá coi trọng, Lâm Thanh Diện cười nói. Nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, hứa Bích Hoài cũng không biết nói gì cho phải, trong ấn tượng của cô, Lâm Thanh Diện quả thật có rất nhiều bạn, họ đều rất lợi hại. Chỉ là lần này địa ốc Vân Hải cũng không đơn giản, Hứa Bích Hoài vẫn thấy hơi thấp thỏm, không biết bạn của Lâm Thanh Diện có thể đối phó nổi hay không. Lúc này Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa vừa đi xuống cầu thang, khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện quay về, sắc mặt đột nhiên rất khó coi. Lâm Thanh Diện, cái đồ sao chổi nhà cậu, cậu còn mặt mũi trở về sao? Mau cút cho tôi, ngôi nhà này không cho cậu ở lại nữa. Tống Huyền Khanh trực tiếp hét lên. Hứa Bích Hoài quay lại nhìn Tống Huyền Khanh, không hài lòng, mẹ ơi, sao mẹ lại làm khó anh ấy nữa vậy? Lâm Thanh Diện vừa về mẹ đã muốn đuổi anh ấy đi, lần trước anh ấy đã đưa cho mẹ hơn 9 tỷ tiên mặt, mẹ còn muốn gì nữa? Đứa con gái ngốc, nhìn đi, nhà ta thật sự không giữ được cậu ta nữa, hiện tại cậu ta đã chọc nhân vật lớn rồi, để cậu ta ở lại, gia đình chúng ta sẽ bị liên lụy, Tống Huyền Khanh nói. Nói xong, Tống Huyền Khanh đưa cho Hứa Bích Hoài chiếc điện thoại di động, đó là video quay cảnh Lâm Thanh Diện thu thập đám người Thái Long ở sân bay. Có người ở cuối video nói nhóm Thái Long thuộc địa ốc Vân Hải, Lâm Thanh Diện đã đánh người của địa ốc Vân Hải, địa ốc Vân Hải chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh. Tống Huyền Khanh là coi video này, nên sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện, bà mới có phản ứng lớn như vậy. Địa ốc Vân Hải có tiếng tăm rất lớn ở Hồng Thành, đương nhiên Tống Huyền Khanh cũng từng nghe đến. Lâm Thanh Diện đánh người của người ta, người ta nhất định sẽ trả thù, đương nhiên bà không muốn bị liên lụy. Nếu Lâm Thanh Diện là người thừa kế của nhà họ Lâm thì bà cũng không sợ, nhưng lần trước Tống Huyền Khanh đã biết chuyện của Triệu Xuân Diệu, Lâm Thanh Diện là con rơi của nhà họ Lâm, một đứa con rơi dù có chút tiền cũng không thể cạnh tranh được với địa ốc Vân Hải. Hứa Bích Hoài nhìn nội dung trong video, vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Lâm Thanh Diện lại gặp phải phiên toái như vậy ở sân bay, nhưng nhìn cảnh quay trong video, Lâm Thanh Diện chắc không có bị thương. Mẹ ơi, video này thì có làm sao chứ? Những người này gây rối với Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện giải quyết hết rắc rối thì có gì không đúng sao? Hứa Bích Hoài nhìn Tống Huyền Khanh. Tống Huyền Khanh nhìn Hứa Bích Hoài, nói con tự mình coi những người kia nói gì đi, những người Lâm Thanh Diện đánh là người của Địa Ốc Vân Hải, Địa Ốc Vân Hải là nơi mà chúng ta có thể chọc đến sao? Người ta nhất định sẽ tới trả thù, chẳng lẽ con còn muốn chúng ta bị liên lụy vì cậu ta? lâm thanh diện nhìn chằm chằm tống huyền khanh nói mẹ đừng lo lắng về chuyện này dù họ có trả thù thì con cũng có thể giải quyết được sẽ không liên lụy mẹ đâu cậu lấy cái gì ứng phó lấy thân phận là con rơi của nhà họ lâm sao cậu có thể đánh nhau trong tay còn có hai đồng bạc hôi nhưng chuyện này thì đáng là gì địa ốc vân hải hoàn toàn không để cậu vào mắt cậu ở trong cái nhà này sẽ chỉ gây ra vô số rắc rối cho chúng tôi mà thôi tống huyền khanh lạnh lùng nói Hứa Quốc Hoa ở một bên cũng thở dài, nói: "Lúc đầu tôi tưởng cậu là người thừa kế nhà họ Lâm, còn tưởng rằng tôi có thể theo cậu hưởng phúc, ai biết cậu chỉ là một đứa con rơi, lại còn luôn gặp phiền phức không ngừng, sau này chúng tôi không muốn theo cậu lo lắng hãi hùng nữa." Nghe những gì Tống Huyền Khanh và Hứa Quốc Hoa nói, Lâm Thanh Diện thở dài bất lực, cả hai đều nói không sai, anh đã mang lại rất nhiều rắc rối cho gia đình. "Mẹ, cha ơi, hai người bớt nói vài câu được không? Nếu không có Lâm Thanh Diện" e rằng bây giờ cha mẹ còn gặp nhiều phiền phức hơn, hứa bích hoài vặn lại. Hừ, nếu không có cậu ta chúng ta sẽ gặp rắc rối gì chứ? Con gái mẹ là chủ tịch công ty, chúng ta sống trong biệt thự đẹp nhất ở Hồng Thành, có biết bao nhiêu là tiên mặt trong tay, cuộc sống thoải mái bao nhiêu thì giờ mẹ lại phải lo lắng bấy nhiêu, đều là do Lâm Thanh Diện làm hại cả. Tống Huyền Khanh nói, như thể bà đã làm nên những gì bà nói, có ai cho bà đâu chứ? Hứa Bích Hoài không nói nên lời, cô biết Tống Huyền Khanh chỉ đang ngụy biện, bà sợ địa ốc Vân Hải tìm tới, nóng lòng muốn Tống Khứ Lâm Thanh Diện đi. Tuy nhiên, họ không biết cho dù không có chuyện của Lâm Thanh Diện, cô vẫn sẽ phải đối mặt với sự đe dọa của địa ốc Vân Hải. Cô đúng là chủ tịch của công ty, nhưng công ty hiện đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, mà Tống Huyền Khanh thì hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Còn hứa Bích Hoài thì cảm thấy bọn họ đều là trưởng bối, khó có thể nói cho cả hai biết, lúc này nhìn thấy cả hai chỉ nghĩ đến bản thân, trong lòng cô cảm thấy uất ức. Lâm Thanh Diện, chúng ta cùng về phòng thôi, hứa Bích Hoài ảm đạm nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, biết rằng tranh luận với một người như Tống Huyền Khanh sẽ chỉ lãng phí thời gian. Sáng hôm sau, hứa Bích Hoài vẫn đến công ty giải quyết công việc, tuy rằng rất nhiều công ty đã ngừng hợp tác với bọn họ nhưng công ty vẫn cần được duy trì. Lâm Thanh Diện đã trấn an cô, cô tin rằng Lâm Thanh Diện sẽ có thể giúp công ty vượt qua khó khăn này. Mà không lần sau khi hứa Bích Hoài đi Lâm Thanh Diện cũng đi ra khỏi nhà, anh không muốn đối mặt với những lời cằn nhằn không dứt của Tống Huyền Khanh. Lần này anh không đến mãn thiên tỉnh, mà đến thẳng chi nhánh của tập đoàn thiên đường ở Hồng Thành. Trong văn phòng của hướng Vấn Thiên, Lâm Thanh Diện ngồi vào vị trí của hướng Vấn Thiên, trong khi hướng Vấn Thiên chuyển ghế từ nơi khác đến ngồi xuống. Địa ốc Vân Hải này dám kiêu ngạo như vậy, còn dám bắt vợ tôi uy hiếp bọn tôi, bọn họ thực sự ngại mạng mình quá lớn rồi lâm thanh diện lạnh lùng nói phong cách làm việc này của địa ốc vân hải vốn không tính đến hậu quả nhiều bất động sản do bọn họ đứng tên đều có dấu hiệu công trình bã đậu ông chủ của họ có thể làm ra chuyện như vậy cũng không lạ gì đường vân thiên nói địa ốc vân hải nhằm vào công ty nhà họ hứa không ai dám hợp tác với công ty nhà họ hứa tôi muốn loại từ địa ốc vân hải có thể làm được không lâm thanh diện nhìn về phía hướng vấn thiên Hướng vấn thiên nở nụ cười đắc ý trên khuôn mặt, nói tôi đã lường trước được anh sẽ động thủ với địa ốc Vân Hải, cho nên tôi đã thu xếp xong xuôi cả rồi. Tôi đã bảo người đi nói chuyện tài chính với địa ốc Vân Hải, hình như bọn họ cũng gặp phải một số vấn đề về tài chính nên rất ưa thích khoản tài trợ này. Chỉ cần tài trợ thành công thì chuỗi vốn của địa ốc Vân Hải sẽ nằm trong tay chúng ta, muốn khiến bọn họ phá sản cũng chỉ là chuyện một câu nói. Lâm Thanh Diện bật cười, lý do khiến anh thích hướng vấn thiên chính là vì hướng vấn thiên hiểu anh đang nghĩ gì trong lòng, khi Lâm Thanh Diện còn đang lập kế hoạch này, hướng vấn thiên đã làm xong cho anh cả rồi, có thủ hạ như vậy, Lâm Thanh Diện đương nhiên cảm thấy an tâm. Bây giờ Lâm Thanh Diện chỉ cần chờ tài trợ thành công rồi đến địa ốc Vân Hải xem Kim Văn Ngạo sẽ phản ứng như thế nào. chương 309, ông chủ phía sau. Mãn thiên tình. Trong một căn phòng tương đổi bí mật, Kim Tôn quỳ trên mặt đất, Lúc này anh ta đã mặt mũi sưng tấy, toàn thân đầy vết bầm tím, cơ thể run rẩy từng cơn. Sau khi Trần Tài Anh đưa anh ta về, anh ta đã bị đánh đập một cách thân thiết, bây giờ Kim Tôn đã ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan ngoãn hơn được nữa. Lâm Thanh Diện đứng trước Kim Tôn với ánh mắt lạnh lùng, sau đó đá vào mặt Kim Tôn, làm anh ta ngã xuống đất. Trần Tài Anh ở một bên nhìn chằm chem Kim Tôn, nói thắng nhóc này là con trai của Kim Văn Ngạo ở địa ốc Vân Hải, vô công dỗi nghề, Tôi nghe nói nó có ý đồ với vợ anh từ lâu, ngay cả khi không có cuộc tranh đấu này thì anh ta cũng sẽ làm gì đó với vợ anh." Kim Tôn nghe những gì Trần Tài anh nói, anh ta ngay lập tức bò dậy, cầu xin, "Đại ca Trần, anh đã biết tôi đến từ địa ốc Vân Hải, vậy xin anh hãy tha cho tôi, Lâm Thanh Diện chỉ là tên phế vật, không cần phải đối nghịch với địa ốc Vân Hải chỉ vì anh ta." Trần Tài anh nhìn chằm chằm Kim Tôn, lạnh lùng nói, "Anh nói gì? Lâm Thanh Diện là phế vật, đã là lúc này rồi." chẳng lẽ anh còn chưa hình dung được tình hình sao kim tôn ngờ vực nhìn trần tài anh nói chẳng lẽ tên lâm thanh diện này không phải là phế vật sao đây là chuyện nổi tiếng khắp không thành rồi đại ca chân không phải anh bắt tôi chỉ vì tiên sao chỉ cần anh bằng lòng thả tôi nhất định cha tôi sẽ cho anh dù anh có muốn bao nhiêu trần tài anh chế nhạo này chàng trai đừng nghĩ bản thân mình có giá trị quá tiền từ địa ốc vân hải của các anh tôi đây coi thường Vậy thì tại sao anh lại bắt tôi? Tên phế vật này có họ hàng với anh sao?" Kim Tôn lo lắng hỏi. "Nói thật với anh, Lâm Thanh Diện là lão đại của tôi, tất cả mọi thứ tôi có được bây giờ đều do Lâm Thanh Diện ban cho, anh còn cho rằng anh ta là đồ phế vật sao?" Trần Tài anh lạnh lùng hỏi. Mặt Kim Tôn đột một biến sắc, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một cách hoài nghi, thái độ của Trần Tài anh trước mặt Lâm Thanh Diện quả thực là khá kính cẩn nghe không ra vẻ giả tạo, nếu là như vậy thì anh ta thật sự xong đời rồi. Lâm Thanh Diện, là tôi có mắt không biết Thái Sơn, tôi không nên có suy nghĩ với vợ của anh, anh tha lỗi cho tôi đi, tôi sẵn sàng cho anh tiền, anh đưa tôi đến gặp cha tôi, bất kể bao nhiêu tiền, cha tôi cũng sẽ cho anh, Kim Tôn cầu xin. Không cần đâu, địa ốc Vân Hải của các anh cũng không tồn tại được bao lâu nữa, tiền của các anh sẽ trở thành tiền của tôi mà thôi, tôi không cần yêu cầu cha anh, Lâm Thanh Diện nói. Tìm kim tôn chứng mất một nhịp, mắt nhìn đăm đăm vào Lâm Thanh Diệt, anh ta hỏi, ý, ý anh là sao? Tại sao địa ốc Vân Hải không tồn tại được lâu nữa, cho dù anh là lão đại của Trần Tài Anh, thì địa ốc Vân Hải cũng không thể đổ vỡ được. Lâm Thanh Diện cười với Kim Tôn, nói có thể hay không thì đến lúc đó anh sẽ biết, đây không phải là chuyện anh nên lo lắng. Thân thể Kim Tôn lập tức sụi lơ, hai mắt vô hồn nhìn xuống đất, trong đầu nhớ lại lời nói của Lâm Thanh Diện, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Lần này anh ta thật sự đã khiêu khích phải một sự tồn tại đáng sợ quá là đáng sợ, cứ như thể địa ốc Vân Hải không là gì trong mắt người này, giống như một con kiến có thể dễ dàng bóp chết vậy. Trước tiên nhốt nó lại với Triệu Xuân Diệu đi, để anh ta cũng phải chịu đựng sự tra tấn, khi cần thì mang anh ta ra, Lâm Thanh diện quay đầu lại nói với Trần Tài Anh. Trần Tài Anh gật đầu, ngay lập tức ra lệnh cho người của mình đưa Kim Tôn đi. Lâm Thanh Diện không ở lại mãn thiên tinh lâu hơn, dạy dỗ xong kim tôn xong liền đến công ty của nhà họ hứa. Bây giờ hứa Bích Hoài đang phải đối phó với rất nhiều chuyện đau đầu, cho dù không làm được gì cũng có thể giúp hứa Bích Hoài thoải mái. Trong căn phòng mà Triệu Xuân Diệu bị mãn thiên tinh nhốt, kim tôn bị đẩy vào. Ánh sáng trong căn phòng này mờ nhạt, tối tăm và ẩm thấp, sau khi cánh cửa đóng lại là một cảm giác u ám. Kim tôn nhìn xung quanh, bởi vì anh ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường viên xung quanh, trong lòng vẫn có chút sụt rè, thận trọng đi về phía nơi giống như là giường. Thật là xui xẻo, không ngờ thiếu gia của địa ốc Vân Hải là mình lại bị nhốt ở một nơi như vậy, Kim Tôn thì thâm, sau đó ngồi xuống mép giường. Thiếu gia của địa ốc Vân Hải, cuối cùng cũng có người đến đồng hành cùng tôi rồi, trong khoảng thời gian này tôi đã rất khổ, có người nói chuyện cùng thật là quá tốt. Lúc này, Triệu Xuân Diệu đang nằm trên giường đột nhiên ngồi dậy nắm lấy cánh tay của Kim Tôn, Kim Tôn sợ đến mức bật dậy, kinh hãi nhìn xuống giường. Trong khoảng thời gian này, Triệu Xuân Diệu đã bị Trần Tài Anh sắp xếp người thực hiện hình phạt đã định sẵn, mỗi ngày 100 cái tát, cộng thêm một chậu nước đá, thêm cả ăn uống không ngon. Bấy giờ, Triệu Xuân Diệu đã trở nên gây gò, khuôn mặt hốc hác, hốc mắt trúng sâu, trong căn phòng ánh sáng yếu ớt như vậy trông giống như một con ma lem. Nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Xuân Diệu, Kim Tôn lập tức sợ hãi hét lên, chạy ra cửa đập điên cuồng có ma, thả tôi ra ngoài, ở đây có ma, các anh thả tôi ra, tôi sẽ không bao giờ khiêu khích Lâm Thanh Diện nữa, làm ơn, tôi sợ ma Kim Tôn hét lên trong tuyệt vọng. Ông đây là người, cậu nói ai là ma chứ? Triệu Xuân Diệu hét lên với Kim Tôn, bước xuống giường, kết quả là mới đi được hai bước thì đã ngã xuống đất vì anh ta quá yếu. Nghe thấy lời Triệu Xuân Diệu nói, Kim Tôn quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của Triệu Xuân Diệu, anh ta quả nhiên chỉ nhìn có chút đáng sợ, suy cho cùng thì vẫn là người, và lại nếu thật sự là ma thì không thể ngã trên đất được. Anh, anh không nói sớm làm tôi sợ chết khiếp, tưởng ở đây có ma, bọn họ bắt tôi vào vì muốn tôi làm thức ăn cho anh, Kim Tôn phàn nàn. Anh còn không mau đỡ tôi lên, ở đó ngơ ngác làm gì, Triệu Xuân Diệu hét lên. Kim Tôn nhếch môi, nhưng anh ta vẫn bước tới đỡ Triệu Xuân Diệu ngồi lên giường cùng mình anh cũng khiêu khích lâm thanh diện nên mới bị nhốt ở nơi này sao kim tôn hỏi hừ tôi khiêu khích anh ta sao chính là tên ngốc đó không biết sống chết mà nhốt tôi lại sau này tôi ra ngoài được tôi nhất định phải chém anh ta ra thành từng mảnh triệu xuân diệu hung tợn nói ha ha không ngờ cũng hơi gai người đấy người anh em nói cho anh biết tôi là thiếu gia của địa ốc vân hải chỉ cần anh ở đây hầu hả tôi sau này khi cha tôi cứu tôi tôi sẽ bảo kê anh thế nào Kim Tôn nói một câu. Sau khi Triệu Xuân Diệu nghe những lời Kim Tôn nói, anh ta chế nhạo, nói, địa ốc Vân Hải là gì? Chưa bao giờ nghe tới. Kim Tôn lập tức trừng mắt, nhìn Triệu Xuân Diệu có phần khó tin, nghĩ thầm lâm thanh diện dám ở hông thành bắt anh, cũng coi như là đã to gan lắm rồi. Cái tên không phải quỷ cũng chẳng phải người này cũng không thấy có bối cảnh lớn hơn anh được, bây giờ lại dám xem thường địa ốc Vân Hải, điều này khiến anh ta có chút không vui. Người anh em, để ý thái độ của anh nhé, Mặc dù bây giờ cả hai ta đều bị bắt, nhưng uy nghiêm của địa ốc Vân Hải tôi vẫn không phải thứ mà tên tiểu lâu la như anh có thể tùy tiện nói xấu, Kim Tôn ngạo mạn nói. Triệu Xuân Diệu cười nói, tôi là tiểu lâu la, mở to con mắt chó của anh mà nhìn kỹ cho tôi, tôi giống tiểu lâu la lắm sao? Kim Tôn nhìn Triệu Xuân Diệu từ trên xuống dưới, anh thực sự không cảm thấy Triệu Xuân Diệu có gì đặc biệt, hỏi, sao, anh bất mãn như vậy à? Anh có thể báo cáo bối cảnh của anh cho tôi nghe ông đây là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Đồ khốn kiếp, địa ốc Vân Hải mà đủ tư cách so sánh với tôi sao? Triệu Xuân Diệu chửi rủa. Kim Tôn nghe thấy những gì Triệu Xuân Diệu nói, cơ thể anh ta run lên, sau đó một nét kinh hãi hiện trên khuôn mặt anh, anh, anh nói gì? Anh là người thừa kế của nhà họ Lâm ở Kinh Đô. Không thể giả được, Triệu Xuân Diệu tức giận nói. Kim Tôn hít một hơi thật sâu, nỗi sợ hãi của anh đối với Lâm Thanh Diện càng thêm sâu một chút, tên này đang dở trò đồi bại gì đây, ngay cả người thừa kế của nhà họ Lâm ở Kinh Đô cũng dám bắt lấy. Lúc đó Lâm Thanh Diện nói địa ốc Vân Hải sẽ sống không lâu nữa, chẳng lẽ không phải nói đùa với anh sao? Trong một khoảnh khắc, Kim Tôn chỉ cảm thấy tam quan của mình đã bị lật đố, nếu có cơ hội khác, anh ta sẽ không bao giờ khiêu khích bất cứ ai có liên quan đến Lâm Thanh Diện, người này thực sự rất kinh khủng. Hai ngày sau, tại tòa nhà địa ốc Vân Hải, lúc này Kim Văn Ngạo đang ngồi vui vẻ trong phòng làm việc, Tuy rằng thua ván cờ vây, con trai cũng không biết đi đâu, nhưng mới hôm qua công ty bọn họ vừa hoàn thành cấp tài chính xong, hôm nay sếp lớn đã đầu tư vào họ sẽ đến công ty, đồng thời phát quỹ đầu tư vòng đầu tiên. Với số tiền này, địa ốc Vân Hải vẫn có thể phát triển rất tốt ngay cả khi chưa mở cửa thị trường ở thành phố Thanh Vân, 900 tỷ mà ông mất ở thành phố Thanh Vân trước đây chẳng là gì cả. Lúc này, người đàn ông đeo kính đi vào văn phòng, trên tay cầm một bản hợp đồng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Ông chủ, quỹ đầu tư của chúng ta lần này vẫn chưa tới, sao ông lại nhận nhiều dự án với đòn bẩy cao như vậy? Một khi chủ đầu tư gặp vấn đề gì thì công ty chúng ta sẽ tan nát mất, người đàn ông đeo kính nói. Kim Văn Ngạo cười, nói trong kinh doanh, đều là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, hợp đồng tài trợ của chúng ta đã ký kết, dù bên đó có chuyện gì xảy ra, họ cũng phải đưa tiền cho chúng ta, nếu lúc này tôi không nhận những dự án này thì sẽ không còn cơ hội nữa, chỉ cần nhà đầu tư đưa tiền là chúng ta có thể khởi động dự án ngay, không mất nhiều thời gian sẽ có lãi. Người đàn ông đeo kính nghe những lời của Kim Văn Ngạo thì gật đầu. Đúng rồi, ông chủ, người của nhà đầu tư sẽ sớm đến đây, tôi nghe nói người ký hợp đồng với chúng ta ngày hôm đó không phải là nhà đầu tư thực sự, anh ta chỉ là người đại diện, ông chủ lớn thực sự là một người khác, người đàn ông đeo kính nói. Kim Văn Ngạo gật đầu, nói, bất kể ai là ông chủ lớn chúng ta đều phải chiêu đãi người ta, lần này chúng ta đã thành công về tài chính, không cần đặt công ty của nhà họ hứa trong mắt, vài ngày nữa, tên phế vật lâm thanh diện sẽ quỷ gối cầu xin tôi. Kim Văn Ngạo nói xong liền đi chuẩn bị, chờ tiếp các vị đầu tư. Không lâu sau, một nhóm người đến phòng họp cấp cao của địa ốc Vân Hải, người đứng đầu là giám đốc điều hành của tập đoàn Thiên Dương, người đã ký hợp đồng. Mà người theo sau giám đốc điều hành này, chính là hướng vấn thiên. Kim Văn Ngạo vội vàng bước tới chào hỏi, sau khi nhìn thấy hướng vấn thiên, Kim Văn Ngạo cũng rất ngạc nhiên, nhanh chóng nói, chủ tịch hướng, thật là chăm nghe không bằng một thấy, tôi nghe họ nói ông chủ đầu tư vào công ty chúng tôi lần này là người khác, chẳng lẽ chính là chủ tịch hướng sao? Nói xong, ông ta đưa tay ra với hướng vấn thiên, muốn bắt tay. Trước đây Kim Văn Ngạo đã có tâm định bở tập đoàn Thiên Dương, nhưng thật đáng tiếc là trước đây hướng vấn thiên đã không nhìn đến địa ốc Vân Hải, thậm chí còn chưa nhìn mặt ông ta, lúc này Kim Văn Ngạo thấy hướng vấn thiên đến, lập tức nghĩ hướng vấn thiên là ông chủ đứng phía sau. Hướng vấn thiên đối với cái vươn tay của Kim Văn Ngạo chỉ mỉm cười, phất lờ, nói, ông hiểu lầm rồi, lần này tôi đến với bạn tôi. Kim Văn Ngạo thấy hướng vấn thiên không bắt tay với mình, gương mặt xa sầm lại, xấu hổ hỏi, hả? Không biết người bạn mà chủ tịch hướng nói là ai nhỉ? Ngay khi ông ta nói xong, Lâm Thanh Diện từ cửa bước vào, nhìn Kim Văn Ngạo với ánh mắt xíu cợt, xin lỗi, tôi vừa đi toilet, ông chủ Kim, đã lâu không gặp. chương 310, tuyên bố phá sản. Ngay lúc Kim Văn Ngạo nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi vào, hai mắt mở to, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, tức giận nói, Lâm Thanh Diện. Sao tên rác rưởi nhà cậu lại đến đây? Lãm Thanh Diện cười với Kim Văn Ngạo, nói tôi đến xem công ty mà tôi đầu tư vào trông như thế nào, sao, chẳng lẽ có vấn đề gì hả? À? Kim Văn Ngạo lập tức siết chặt năm đấm, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệt, nói cậu đừng có giả vờ giả vịt, vừa hay tôi cũng muốn tìm cậu, là cậu tự tìm tới cửa, đừng trách tôi bất lịch sự. Nói xong, ông ta nháy mắt với một số vệ sĩ của mình, ra hiệu họ bắt Lâm Thanh Diện trước. Lúc này, hướng vấn thiên ngăn trước mặt Lâm Thanh Diệt, lạnh lùng nói, ông chủ Kim, tôi nghĩ tốt hơn hết là ông nên lịch sự, các ông đối xử với nhà đầu tư cho công ty của mình như vậy sao? Kim Văn Ngạo đột một thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn hướng vấn thiên đầy hoài nghị, hỏi chủ tịch hướng, ý anh là sao, ý anh là Lâm Thanh Diện là nhà đầu tư vào công ty chúng tôi. Phải, lần này anh Lâm là ông chủ của nhà đầu tư của công ty các ông. Hướng vấn thiên nói, chuyện này là không thể, Lâm Thanh Diện chỉ là đồ phế vật, sao có thể là ông chủ của chủ đầu tư công ty chúng ta. Kim Văn Ngạo ngay lập tức mở to mắt, nhất thời không kìm chế được mà hét lên một tiếng ông chủ kim xin hãy chú ý lời nói của ông lâm thanh diện là nhà đầu tư vào công ty của ông ông thô lỗ với anh ấy như vậy ông cảm thấy thích hợp không hướng vấn thiên không hài lòng nhìn kim văn ngạo kim văn ngạo quay đầu lại nhìn giám đốc điều hành của tập đoàn thiên dương người điều hành đó ngay lập tức giải thích chủ tịch của chúng tôi nói đúng đúng là lần này anh lâm đã đầu tư vào công ty của các ông tôi chỉ đang ký thay anh ấy mà thôi sao có thể như vậy sao Lâm Thanh Diện có thể trở thành nhà đầu tư vào công ty chúng tôi? Trong mắt mọi người cậu ta không phải chỉ là một tên phế vật thôi sao? Cậu ta lấy tiền ở đâu ra? Lần này công ty chúng tôi đã huy động được 3.000 tỷ đồng, mặt kim văn ngạo tràn đầy vẻ không tin tưởng. Tin đồn 2012 là ngày tận thể, ông có tin không? Đó chỉ là tin đồn người ngoài nói tôi là phế vật thôi, chính tôi đã thừa nhận điều đó chưa? Lâm Thanh Diện mỉm cười, nhìn chem chem vào kim văn ngạo. Đôi mắt của Kim Văn Ngạo đột nhiên nheo lại, sau một lúc, ông ta nhìn chăm chằm vào Lâm Thanh Diệt, nói, dù lần này cậu là nhà đầu tư thì sao chứ, là cậu đầu tư tiền cho tôi, hợp đồng đã được ký kết, cậu vẫn phải trả số tiền đáng lẽ phải trả, chẳng lẽ cậu nghĩ cậu đã trở thành nhà đầu tư vào công ty của chúng tôi, vậy cậu có thể muốn làm gì tôi cũng được sao? Kim Văn Ngạo nói xong liên bật cười, vừa nãy là bất ngờ vì Lâm Thanh Diện là ông chủ phía sau, bây giờ nhìn lại thì hợp đồng đã được ký kết rồi. Bất kể nhà đầu tư là ai, ích lợi đều là Địa Ốc Vân Hải, Lâm Thanh Diện làm như vậy tương đương với việc tặng tiền cho Kim Văn Ngạo. Trong hợp đồng có ghi rằng tôi nên đưa tiền cho ông, nhưng trong hợp đồng cũng nói rằng Địa Ốc Vân Hải phải là một công ty chất lượng cao và đáng tin cậy, xin hỏi ông chủ Kim, nếu ông không làm được điều này, vậy tôi có phải là có quyền từ chối cung cấp tiền cho ông không? Lâm Thanh Diện mỉm cười. Kim Văn Ngạo nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ khinh thường, nói công ty của chúng tôi đương nhiên là chất lượng xuất sắc nếu không thì sẽ không thể đạt được như ngày hôm nay. Lâm Thanh Diện, cậu đừng nghĩ tới việc dùng phương thức này đối phó với tôi, có hợp đồng ở đây, cậu vẫn phải đưa tiền. Lâm Thanh Diện trực tiếp lấy ra một sắp tài liệu trong quần áo, ném tới trước mặt Kim Văn Ngạo, nói, dưới đây là hồ sơ của hơn chục dự án bỏ hoang do địa ốc Vân Hải của các ông phát triển. Dù ông đã rửa sạch mối quan hệ thay địa ốc Vân Hải sau sự việc nhưng chỉ cần ông làm điều đó thì ông sẽ để lại bằng chứng, tôi có đủ bằng chứng để chứng minh rằng những dự án này là do địa ốc Vân Hải gây ra, bây giờ ông còn dám khẳng định mình là công ty chất lượng cao không? Kim Văn Ngạo nhặt tài liệu mà Lâm Thanh Diện ném qua, xem xét từng cái một, sau đó lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn, ông không ngờ Lâm Thanh Diện có thể phát hiện ra những chi tiết vụn vặt này, thậm chí ông còn nghỉ ngờ Lâm Thanh Diện rốt cuộc là ai. Những việc này không liên quan gì đến tài chính của chúng tôi, theo quy định sau khi ký hợp đồng thì cậu phải đưa tiền cho chúng tôi, nếu cậu vi phạm hợp đồng thì tôi có quyền ra tòa kiện cậu, Kim Văn Ngạo nhìn chầm chầm vào Lâm Thanh Diện, nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, sau đó võ tay, bốn người mặc âu phục màu đen đứng phía sau hướng Vấn Thiên lập tức đứng lên. Bốn luật sư này là những luật sư chuyên nghiệp mà tôi đã mời, khoản đầu tư lần này ông sẽ không nhận được một xu nào, ông có thể kiện tôi, sau này mọi việc của tôi sẽ do bốn luật sư này giải quyết, ông có việc gì cứ tìm họ, tôi tin đây là một quá trình lâu dài, miễn là ông chủ kim có thể kéo dài nổi lâm thanh diện mỉm cười kim văn ngạo lập tức nổi gân xanh có thể thấy ông ta đã nghe ra lâm thanh diện cố tình muốn trì hoãn thời gian đúng lúc này ông ta vừa tham gia rất nhiều dự án lại thêm đòn bẩy cao nếu bây giờ không kiếm được tiền công ty của ông ta sẽ phá sản vì đứt dây chuyển vốn nào còn thời gian để ra tòa với lâm thanh diện lâm thanh diện cậu cố ý phải không cậu thực sự nghĩ tôi không đủ khả năng sao nếu thực sự muốn đấu một vụ kiện cuối cùng mà tôi thắng, cậu phải trả cho tôi 3.000 tỷ. Kim Văn Ngạo nghiến răng. Lâm Thanh Diện không quan tâm lắm, nói chỉ là 3.000 tỷ thôi, coi như bồi thường cho ông thì cũng có sao đâu. Tuy nhiên, theo như tôi biết, những ngày này, lẽ ra ông đã chấp nhận rất nhiều dự án, và lại nhiều dự án đã sẵn sàng để bắt đầu, nếu khoản đầu tư của tôi không được hạch toán. Chỉ e là dây chuyển vốn của công ty ông sẽ bị phá vỡ, không biết đến lúc đó công ty có bị mất luôn hay không, liệu ông chủ Kim còn có tâm tư đâm đơn kiện tôi? Kim Văn Ngạo không ngờ Lâm Thanh Diện sẽ dùng cách này để đối phó với mình, vốn dĩ ông cho rằng tài trợ cho công ty là một việc tốt, nhưng bây giờ xem ra đây là một hô sâu lớn. Lâm Thanh Diện, cậu chắc là đang trả thù cho vợ mình nhỉ, thực ra cậu không cần phải làm như vậy, mặc dù tôi không biết cậu là ai nhưng tôi, địa ốc Vân Hải, không phải là một công ty nhỏ, còn tốt hơn công ty của nhà họ hứa, nếu cậu chịu bỏ qua những chuyện lúc trước, tôi có thể chia cho cậu 30% cổ phần của công ty chúng tôi. Kim Văn Ngạo biết ông không còn cách nào khác ngoài việc làm hòa với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nghe Kim Văn Ngạo nói lời này, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, lạnh lùng nói, địa ốc Vân Hải, trong mắt tôi, cũng chỉ là con kiến, ông nghĩ 30% cổ phần có thể thu hút tôi sao? Kim Văn Ngạo, nói cho ông biết, điều gì sai là không thể tha thứ. Lâm Thanh Diện nói xong lại vỗ tay, sau đó có hai người bước vào từ bên ngoài, hai người này đang ôm chặt Kim Tôn vẻ mặt phờ phạc, sau hai ngày tra tấn, Kim Tôn đã hoàn toàn mất hồn. Kim Văn Ngạo nhìn thấy Kim Tôn được đưa vào, nét mặt của ông ta thay đổi, ông ta thốt lên con trai. Kim Tôn nghe thấy giọng của Kim Văn Ngạo, lập tức ngẩng đầu lên, sau đó không kìm được mà khóc lên cha, cha mau cứu con, thật khủng khiếp, họ thực sự rất khủng khiếp, cha, cha mau chóng xin lỗi Lâm Thanh Diện, chúng ta không thể trêu vào anh ta đâu. Kim Văn Ngạo không ngờ Kim Tôn lại mở miệng bảo ông ta xin lỗi Lâm Thanh Diệt, trên mặt đầy vẻ kỳ quái, nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệt rồi lạnh lùng nói, Lâm Thanh Diệt, cậu đã làm gì con trai tôi? Chỉ là chút trừng phạt nhỏ thôi, anh ta dám ra tay với vợ tôi, ông nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho anh ta dễ dàng sao? Lâm Thanh Diệt nói, cậu thả con trai tôi ra, nếu không đừng trách tôi vô lẽ. Kim Văn Ngạo nghiến răng nói, Lâm Thanh Diện mỉm cười, đi đến trước mặt Kim Tôn, nói: "Anh ta làm sai thì phải bị trừng phạt, tôi đem anh ta đến đây ra điều kiện với ông, nhưng trước khi ra điều kiện, tôi phải để anh ta gánh chịu tội lỗi đáng có." Sau khi nói xong, Lâm Thanh Diện trực tiếp giơ chân lên nhanh chóng đá vào chân Kim Tôn, một tiếng hét vang lên, thân thể Kim Tôn trực tiếp mềm nhũn ra, anh ta ngã sang một bên, nhưng hai người đang giữ anh ta lại đỡ lấy anh ta. "Cậu dám đánh gãy chân con tôi?" Tôi liều mạng với cậu. Kim Văn Ngạo lao về phía Lâm Thanh Diện, vệ sĩ phía sau hướng vấn Thiên trực tiếp ngăn lại, đẩy ông ta ra sau. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Kim Văn Ngạo, mỉm cười, đá một lần nữa, làm gãy chân còn lại của Kim Tôn. Lúc này mắt Kim Văn Ngạo đã trở nên đỏ hoe, nhưng ông ta không có bất kỳ biện pháp nào, một mình Lâm Thanh Diện đã giải quyết hết đội tinh nhuệ mà ông ta đã dày công vun đắp, ông làm sao có thể là đối thủ của Lâm Thanh Diện? hai cái chân này là để cảnh cáo con trai ông sau này đừng quấy dây đến vợ tôi các người cũng nhớ kỹ cho tôi nếu các người còn dám có ý đồ với vợ tôi một lần nữa thì không đơn giản như là bẻ gãy chân đâu lâm thanh diện nói kim văn ngạo nghe tiếng hét của kim tôn liên nghĩ hôm nay đáng ra là ngày vui ai ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này trong lòng đột nhiên sụp đổ giống như kim tôn mà bật khóc sau khi lâm thanh diện đánh gãy chân kim tôn anh nhìn kim văn ngạo nói hình phạt đã kết thúc tiếp theo Tôi muốn nói về điều kiện của mình. Con trai ông bây giờ đã nằm trong tay tôi, với sức của ông, ông muốn giật lại cũng không được, hiện tại tôi cho ông một cơ hội đổi con trai của ông bằng hợp đồng chuyển nhượng địa ốc Vân Hải, nếu không, ông có thể đâm đơn kiện tôi, nhưng tính mạng của con trai ông sẽ không giữ được. Sau khi Kim Văn Ngạo nghe điều kiện của Lâm Thanh Diệt, cả người của ông ta ỉu xìu, ông ta biết bây giờ ông ta không có lựa chọn nào cả, cho dù rất muốn thực hiện Lâm Thanh Diệt nhưng vụ kiện còn chưa kết thúc thì có lẽ công ty của ông ta cũng đã phá sản. Và lại con trai ông sẽ bị giết vì điều này, đây là tình huống ông không muốn nhìn thấy nhất. Tuy nhiên, địa ốc Vân Hải là công sức cả đời của ông ta, làm sao ông ta có thể sẵn sàng nhường cho người khác. Trong lòng Kim Văn Ngạo Lan tràn hối hận, không ngờ cuối cùng lại biến thành thế này. Ban đầu, ông ta chỉ muốn đe dọa Lâm Thanh Diệt, giành chiến thắng trong ván cờ vây, nhưng cuối cùng hóa ra ông cần phải giao công ty để đối lấy mạng sống của con trai mình. Nguyên nhân của tất cả những điều này là bởi vì ông ta đã khiêu khích anh. Nếu lúc này ông ta vẫn cảm thấy Lâm Thanh Diện chỉ là tên phế vật, thì ông ta không đủ tư cách trở thành chủ tịch của địa ốc Vân Hải. Ngay cả hướng vấn thiên, chủ tịch tập đoàn Thiên Dương cũng phải đối xử tôn trọng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện làm sao có thể là một nhân vật đơn giản được, nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng chỉ có ông ta sẽ phải chịu thiệt thòi cha, cứu con, con không muốn chết, Lâm Thanh Diện thực sự không phải người mà chúng ta có thể khiêu khích, thậm chí ngay cả người thừa kế của nhà họ Lâm anh ta. Lâm Thanh Diện trừng mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói, không cần lưỡi nữa à. Kim Tôn ngay lập tức ngậm miệng lại, không dám nói một lời nào nữa. Kim Văn Ngạo thở dài nói, có lẽ cậu đã chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng rồi nhỉ, cầm ra đi, có lẽ đây là tai họa mà tôi nên gánh. Lâm Thanh Diện mỉm cười, liếc nhìn hướng Vấn Thiên, Hướng vấn Thiên lập tức đưa ngay hợp đồng chuyển nhượng cho Kim Văn Ngạo. Kim Văn Ngạo thậm chí còn không nhìn là đã ký tên, vì ông biết trong tình huống hôm nay, bất kể Lâm Thanh Diện đưa cho ông cái gì, ông cũng phải ngoan ngoãn ký. Từ nay địa ốc Vân Hải là của cậu Kim Văn Ngạo bàn giao hợp đồng. Lâm Thanh Diện tiếp nhận hợp đồng, sau đó bảo người đưa Kim Tôn, kẻ bị gãy hai chân, cho Kim Văn Ngạo. Địa ốc Vân Hải là tâm huyết cả đời của tôi tôi hy vọng sau khi tiếp nhận cậu có thể quản lý nó thật tốt những lợi ích nó có thể mang lại cho cậu vẫn còn đáng kể kim văn ngạo nói lâm thanh diện nhếch môi đưa hẳn hợp đồng cho hướng vấn thiên nói không cần đâu số tiền lãi này không bằng tiền lãi tôi gửi ngân hàng tôi không có tâm trí để điều hành công ty nát như vậy kim văn ngạo nhìn lâm thanh diện đầy hoài nghi vậy cậu muốn công ty của tôi để làm gì chỉ vì khiến ông táng ra bại sản thôi ông là cha của kim tôn không cho ông sự trừng phạt ông còn nghĩ vấn đề này có thể cho qua. Lâm Thanh Diện nói, sau đó nhìn về phía hướng Thiên Vân, đi chuẩn bị một chút đi, thông báo sự phá sản của địa ốc Vân Hải, một công ty như vậy không còn cần thiết nữa. Kim Vân ngạo nghe thấy những lời của Lâm Thanh Diện, cơ thể ông như bị sét đánh. Địa ốc Vân Hải dù sao cũng đọc coi là công ty bất động sản lớn nhất của Hồng Thành, lợi nhuận của nó vẫn rất lạc quan. Nhưng việc đầu tiên sau khi Lâm Thanh Diện yêu cầu Kim Văn Ngạo chuyển công ty là tuyên bố địa ốc Vân Hải phá sản. Lâm Thanh Diện không hề bị dao động trước công cụ kiếm tiền mạnh mẽ như vậy, loại dũng khí này không phải thứ mà người bình thường có được. Tên này rốt cuộc là ai? Audio điện tử võ tấn bền chương 311, lương tăng gấp 3 lần công ty nhà họ hứa Trong phòng họp, một nhóm giám đốc điều hành cấp cao của công ty nhà họ hứa đang ngồi ở đó, mỗi người đều có tâm tư khác nhau, không biết đang nghĩ gì. Hứa Bích Hoài đứng trước mặt những người này, cau mày, vẻ mặt đầy phiên muộn. Các cấp cao hiện tại của công ty nhà họ hứa là do hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện thuê sau khi tất cả những người thân của nhà họ hứa bị đuổi đi. Những người này có năng lực xuất chúng, chính vì sự tồn tại của họ mà trước đó động lực phát triển của công ty nhà họ hứa rất tốt. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian gần đây, công ty nhà họ hứa đã bị địa ốc Vân Hải nhắm đến, một số dự án hợp tác trước đó cũng bị dừng lại, những người này cũng cảm thấy khủng hoảng, trong công ty có tin đồn công ty sắp thất bại những người này đến làm việc vì miếng ăn, nếu công ty nhà họ hứa thực sự thất bại, họ sẽ tự nhiên có ý tưởng tìm một lõi thoát khác. Ban đầu hứa Bích Hoài có thể an ủi các giám đốc điều hành cấp cao này bằng cách nói với họ rằng cuộc khủng hoảng này chắc chắn sẽ qua đi, tuy nhiên, mới hôm qua, có tin tức từ địa ốc Vân Hải rằng họ sẵn sàng thuê người từ công ty nhà họ hứa với mức lương cao miễn là những giám đốc điều hành cấp cao này rời khỏi công ty nhà họ hứa, địa ốc Vân Hải sẵn sàng thuê họ với mức lương gấp đôi so với mức lương trước đây của họ. Tin tức này chắc chắn là một quả bom tấn đối với công ty nhà họ hứa, nó đã làm bùng nổ các giám đốc điều hành cấp cao của công ty nhà họ hứa ngay lập tức. Sáng sớm hôm nay, hứa Bích Hoài đến văn phòng và thấy trên bàn của cô có hơn một chục lá đơn từ chức, gần một nửa giám đốc điều hành cấp cao của công ty đang nghĩ đến việc rời đi, đây chắc chắn là một tổn thương khá sâu sắc đối với công ty nhà họ hứa. Địa ốc Vân Hải đang đẩy công ty nhà họ hứa vào chỗ chết, nếu những quản lý cấp cao này không còn nữa thì công ty sẽ thực sự kết thúc, cho nên sáng sớm, hứa Bích Hoài đã gọi tất cả các quản lý cấp cao vào phòng họp, mọi người đã bế tắc ở đây cho tới trưa. Tất nhiên, mặc dù gần một nửa số người muốn nghỉ việc, nhưng cũng có không ít người cảm thấy vào thời điểm này nên chia sẻ khó khăn với công ty, dù sao công ty nhà họ hứa đã cho họ cơ hội này, họ không nên chỉ nghĩ đến việc vỗ mông bỏ đi khi công ty gặp khủng hoảng. Tôi biết nhiều bạn đang rung động trước mức lương gấp đôi của địa ốc Vân Hải, nhưng tôi mong các bạn bình tĩnh lại. Đây chỉ là một chiến lược được địa ốc Vân Hải áp dụng để nhắm tới công ty chúng ta. Nếu các bạn đến địa ốc Vân Hải, họ sẽ không đối xử tốt với các bạn, hứa Bích Hoài nói. Vài người lập tức ngấn đầu nhìn hứa Bích Hoài, hiển nhiên là không đồng ý với lời nói của hứa Bích Hoài. Chủ tịch, không cần biết địa ốc Vân Hải có đối xử tốt với chúng tôi hay không, hiện tại công ty chúng ta đang xa sút bây giờ công ty còn rất ít dự án, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì công ty cũng phá sản, chúng tôi muốn từ chức chỉ để sớm tìm lối thoát cho mình, một người đàn ông nói. Người đàn ông này tên là Trương Ngạn Triệu, là một người tài giỏi trong công ty, anh ta đã bị người của địa ốc Vân Hải mua lại, nhiệm vụ của anh ta là châm ngòi ly rán trong công ty nhà họ hứa và để nhiều người rời khỏi công ty nhà họ hứa, ngay khi lời của Trương Ngạn Triệu thốt ra, nhiều người đã lập tức làm theo lời anh, lý do khiến hơn một nửa số người viết đơn từ chức cũng vì bị Trương Ngạn Triệu khuyến khích. Vâng thưa Chủ tịch, chúng tôi đều phải chừa một lối đi cho riêng mình, nếu cứ tiếp tục rông dài như thế này thì công ty sẽ bị phá sản, chúng tôi cũng sẽ xong đời theo. Công ty chúng ta không thể đấu với địa ốc Vân Hải, nếu cứ tiếp tục như vậy thì kết cục của chúng ta chỉ là đường chết, theo tôi, Chủ tịch nên nhận thua địa ốc Vân Hải càng sớm càng tốt. Địa ốc Vân Hải là nhà phát triển bất động sản lớn nhất ở Hồng Thành, nếu chúng tôi đối phó với họ, chúng tôi sẽ không có kết thúc tốt đẹp, chúng tôi chỉ là bị buộc phải từ chức thôi. Hứa Bích Hoài cảm thấy lo lắng khi nghe những gì những người này nói, nói công ty lân này nhất định sẽ vượt qua khó khăn, tin tôi đi, ngay cả địa ốc Vân Hải cũng sẽ không thể khiến công ty chúng ta gục ngã. Chủ tịch, lời cô nói có chút ngu mốc đấy, công ty chúng ta lấy cái gì so với địa ốc Vân Hải đây? Những gì cô nói là đang hại người, Trương Ngạn Triệu chế nhạo nói. Bất kể công ty có thể so sánh với Địa Ốc Vân Hải hay không, ít nhất chủ tịch đã cho chúng ta cơ hội, chúng ta nên đồng hành cùng công ty đến cùng, bây giờ từ chức là có ý gì? Trương Ngạn Triệu, tôi nghĩ anh chắc là bị Địa Ốc Vân Hải thu mua rồi. Lúc này một người gắt gao đứng lên mắng Trương Ngạn Triệu, người này là người rất trọng tình cảm, cho dù công ty sắp lụi cũng chưa từng nói sẽ từ chức bây giờ ở đây nghe lời diếu cợt của trương ngạn triệu anh ta đột nhiên không kìm được trương ngạn triệu không hề tỏ ra yếu thế đứng dậy hét vào mặt người đàn ông chẳng lẽ lời tôi nói là sai sao tất cả mọi người ra ngoài làm việc không phải chỉ để kiếm tiền sao lẽ nào ở đây chúng tôi không thể kiếm được tiền còn phải lãng phí à cậu sẽ nuôi gia đình chúng tôi sao vài người lập tức ăn theo trương ngạn triệu mà của trách người đàn ông kia tất cả đều bị điều kiện mà Địa ốc Vân Hải đưa ra hấp dẫn, bây giờ đương nhiên phải tìm lý do để hỗ trợ cho việc rời đi của mình. Khi người đó nghe được những lời vô lý của những người này, sắc mặt anh ta đột nhiên trở nên tức giận, anh ta cũng chỉ là muốn kêu mọi người đi cùng công ty đến cùng, những người theo chương ngạn triệu này bây giờ lại muốn rời đi, hiển nhiên là bị điều kiện của Địa ốc Vân Hải đưa ra hấp dẫn. Đừng hồn ào nữa, tôi đã nói công ty sẽ vượt qua khó khăn này, không lừa các bạn đâu chồng tôi sẽ tìm cách giúp chúng ta vượt qua cơn khủng hoảng này, Hứa Bích Hoài nhanh chóng nói một câu. Sau khi Trương Ngạn Triệu nghe thấy những lời của Hứa Bích Hoài, anh ta sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. "Chủ tịch, đừng trách tôi nói thẳng, trong số những người chúng tôi đang ngồi đây, có ai chưa từng nghe đến tên của chồng cô chứ? Đệ nhất phế vật Hồng Thành, những việc làm của anh ta đều như sấm bên tai chúng tôi, cô nói anh ta sẽ giúp công ty vượt qua khó khăn?" Điều này có lẽ còn mang tính đánh lửa chúng tôi nhiều hơn, Trương Nạn Triệu nói. Đúng vậy, tên phế vật Lâm Thanh Diện, anh ta thì có thể nghĩ ra cách nào giúp công ty vượt qua khó khăn chứ? Tôi nghe nói cuộc khủng hoảng của công ty là do Lâm Thanh Diện gây ra. Nếu chủ tịch nói vậy, thì tôi nghĩ chúng ta không thể ở lại công ty lâu hơn nữa, bảo chúng tôi đặt hy vọng vào một tên phế vật, đó là điều chúng tôi không thể làm được. Người lúc đó nói giúp hứa Bích Hoài cũng có chút xấu hổ không ngờ hứa Bích Hoài thực sự sẽ đặt hy vọng vào Lâm Thanh Diện, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Khi Lâm Thanh Diện mua lại công ty với giá 3.000, hứa Bích Hoài trực tiếp được bổ nhiệm làm chủ tịch, những người này thậm chí không biết ông chủ thực sự của công ty là Lâm Thanh Diện, kiến thức của họ về Lâm Thanh Diện vẫn chỉ ở mức phế vật trước đây. Ngay lúc những người trong phòng họp đang dương cung bạt kiếm, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, Lâm Thanh Diện bước vào. Lâm Thanh Diện đã nghe những gì vừa rồi những người này nói, trong khủng hoảng doanh nghiệp, một số người muốn ra đi là chuyện bình thường, nhưng khủng hoảng thường đi kèm với cơ hội, khi những người này chọn ra đi, họ cũng từ bỏ những cơ hội đi kèm. Lâm Thanh Diện đã giải quyết những rắc rối của địa ốc Vân Hải và mang về một loạt hợp đồng dự án mới, khi đến công ty, anh vốn dĩ muốn thông báo cho mọi người ăn mừng, nhưng giờ thấy những người này trông như thế nào, anh định loại bỏ những người có giã tâm trước, sau đó mới thông báo sự việc. Khi công ty gặp khủng hoảng nhất, thường thấy được mức độ đáng tin cậy của một người, những người đã từng có ý định ra đi, dù công ty không khủng hoảng cũng không thể để lại. Trương Ngạn Triệu và những người khác đều sửng sốt khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện bước vào, nhưng họ không để Lâm Thanh Diện vào mắt, dù sao Lâm Thanh Diện cũng chỉ là một tên phế vật, cho dù bọn họ có bị Lâm Thanh Diện nghe thấy cũng không có gì. Tôi thực sự có thể giải quyết cuộc khủng hoảng của công ty, bây giờ tôi cho các bạn lời hứa này nếu có bạn nào muốn ra đi thì tôi sẽ không bao giờ ngăn cản nữa, tôi sẽ cử người xử lý từ trước ngay cho các bạn, các bạn có thể ra đi sau khi ký, Lâm Thanh Diện nói. Trương Ngạn Triệu nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện, chế nhạo, nói, đừng ở đây giả vờ nữa, anh có năng lực gì chẳng lẽ chúng tôi còn không rõ sao, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, tôi không muốn nói ra mà thôi, nếu anh thực sự đến để giúp công ty vượt qua khủng hoảng, thì tôi sẽ là người ra đi đầu tiên. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Trương Ngạn Triệu, cười nói, thấy anh nóng lòng muốn bỏ đi như vậy, chắc là anh đã thu được không ít tiền từ địa ốc Vân Hải rồi, nhưng tôi phải nhắc anh, lựa chọn đến địa ốc Vân Hải vào lúc này không phải là lựa chọn đúng đắn. Trương Ngạn Triệu nhếch môi nói, chẳng lẽ đến địa ốc Vân Hải không tốt hơn là ở lại đây sao? Đừng chọc cười nhau nữa, công ty này không có cách nào tồn tại được nữa, anh muốn giữ cho công ty nhà họ hứa tồn tại thì trừ khi địa ốc Vân Hải phá sản, nhưng anh nghĩ điều này có khả thi không? Nghe được những lời của Trương Ngạn Triệu Lâm Thanh Diện nở một nụ cười đùa cợt trên mặt, không nói với anh ta Địa ốc Vân Hải đã phá sản. Lâm Thanh Diện quay lại nhìn Hứa Bích Hoài, nói: "Gọi người của bộ phận nhân sự đến đi, hôm nay ai muốn rời đi đều có thể rời đi, không cần bọn họ công ty Vân có thể hoạt động." Hứa Bích Hoài do dự liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lúc này đồng ý với sự ra đi của những người này chắc chắn là đặt hết hy vọng vào khả năng giải quyết Địa ốc Vân Hải của Lâm Thanh Diện. Tuy nhiên, Hứa Bích Hoài tin Lâm Thanh Diện sẽ không làm điều gì không chắc chắn cho nên cô gật đầu, đi gọi người từ bộ phận nhân sự. Thật nực cười, cứ như thể anh ta thực sự có thể giải cứu công ty vậy. Tên này trừ ăn cơm chùa ra thì còn thích giả ngâu, ngoài ra thì không còn gì khác, hứa bích hoài gả cho người như anh ta quả thật là xui xẻo tám đời. Nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta kìa, tôi thật sự không biết tự tin của anh ta đến từ đâu, một tên phế vật như anh ta cũng dám ngạo mạn đấu với địa ốc Vân Hải. Nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta kìa, Tôi thật sự không biết tự tin của anh ta đến từ đâu, một tên phế vật như anh ta cũng dám ngạo mạn đấu với địa ốc Vân Hải, một nhóm người bắt đầu khe khẽ bàn luận, tuy rằng bọn họ đã hạ thấp giọng nói, Lâm Thanh Diện vẫn có thể nghe thấy, nhưng bọn họ cũng không quan tâm lắm, dù sao theo ý của bọn họ, bọn họ là nói sự thật, Lâm Thanh Diện cũng chỉ có thể nghe thôi. Không lâu sau Hứa Bích Hoài đã tìm được người từ bộ phận nhân sự đến. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào nhóm người Trương Ngạn Triệu nói, bất cứ ai muốn từ chức thì có thể tới ký ngay bây giờ. Trương Ngạn Triệu là người đầu tiên đứng lên, bước tới ký tên, trên mặt vẫn còn chút đắc ý nói, các đồng nghiệp, tin tôi đi, ra đi bây giờ là lựa chọn khôn ngoan nhất. Địa ốc Vân Hải đã thuê chúng ta với mức lương gấp đôi, tiếp tục ở đây chỉ có một con đường chết. Sau khi Trương Ngạn Triệu nói xong, những người đã nộp đơn từ chức ngay lập tức đến ký tên. Một vài người dự định chờ xem vào lúc này cũng đã đưa ra quyết định, ký tên vào đơn từ chức. Còn có ai ra đi nữa không? Lâm Thanh Diện hỏi lại. Ở đây chỉ còn lại chưa đến một nửa số người, những người này tuy rằng Vân chưa rời đi, nhưng đều có vẻ tâm trạng không tốt. Khi Lâm Thanh Diện thấy không có ai nói gì, anh mỉm cười, nói: "Tôi rất vui vì các bạn có thể ở lại đây, để đáp lại thành ý của các bạn, bắt đầu từ hôm nay tất cả các bạn ở đây sẽ có lương gấp 3 lần ban đầu." mong các bạn cố gắng làm việc để công ty ngày càng lớn mạnh, chương 312, phát cho mỗi người 300 triệu tiền thưởng. Những người ủ rũ ngồi bên cạnh nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thì lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Lâm Thanh Diện, bọn họ cho rằng mình nghe nhầm. Đám người trương ngạn triệu cũng mở to hai mắt, không nghĩ tới bọn họ vừa ký tên xong thì Lâm Thanh Diện lại nói như vậy. Nhưng trương ngạn triệu nhanh chóng cười lạnh, anh ta thấy Lâm Thanh Diện chỉ là làm màu mà thôi. Lâm Thanh Diện, anh đừng lừa gạt ở đây nữa, hiện tại công ty không còn tiên, anh còn muốn phát cho nhân viên tiên lương gấp 3 lần, tôi thấy anh đang hứa xuông với bọn họ thì có, thủ đoạn này của anh quá cổ lỗ xỉ rồi, chẳng lẽ anh cho rằng mọi người là đồ mốc sao? Trương Ngạn Triệu lạnh lùng nói, mấy người đã ký vào đơn từ trước ở sau lưng Trương Ngạn Triệu cũng không tin, hiện tại công ty chỉ còn mấy hạng mục đang tiến hành, vốn không có lợi nhuận, dưới tình huống này thì sao có thể phát tiên lương gấp 3 lần cho nhân viên chứ? Cứ nghe cậu ta khoác lác đi, cậu ta thấy chúng ta đã từ trước nên muốn kích thích chúng ta, đáng tiếc cậu ta cho rằng chúng ta sẽ tin mấy lời ngu ngốc đó sao? Ha ha, Địa ốc Vân Hải bên kia mới có thể phát tiền lương gấp 2 lần, chẳng lẽ cậu cho rằng mình còn lợi hại hơn Địa ốc Vân Hải sao, còn phát tiền lương gấp 3 lần, thật là buôn cười. Nếu mấy người muốn nghe tên vô dụng này nói thì tôi khuyên mọi người mau từ trước đi, đi theo loại người chỉ biết hứa xuông thì sớm hay muộn cũng sẽ chịu thiệt những người chưa từ chức cũng khó tin nhìn Lâm Thanh Diện, cảm thấy Lâm Thanh Diện nói sẽ phát tiền lương gấp 3 lần cho bọn họ là không thực tế. Hứa Bích Hoài cũng kéo cánh tay Lâm Thanh Diện nhỏ giọng nói, Lâm Thanh Diện, chúng ta làm gì có nhiều tiền như thế, hơn nữa còn là gấp 3, không phải là một con số nhỏ. Lâm Thanh Diện nở nụ cười tươi trên mặt, mấy người trương ngạn triệu đã ký đơn từ chức, cho nên anh cũng không cần phải tiếp tục che giấu, cho nên anh nói với Hứa Bích Hoài, em không cần quan tâm chuyện tiền bạc, nếu anh nói được thì nhất định có thể phát được. Hơn nữa hôm nay cũng là một ngày đáng ăn mừng đối với công ty, cho nên tôi định hôm nay sẽ phát 300 triệu tiền thưởng cho mỗi người, khen ngợi sự trung thành của mọi người." Lâm Thanh diện lớn giọng nói. Sau đó anh vỗ tay, bên ngoài lập tức có mấy người mang một bao tải đi vào, bọn họ đặt bao tải ở trên bàn, sau khi mở ra thì từng xấp tiền mặt lộ ra. Mọi người nhìn thấy bao tải tiền mặt thì lập tức hít khí lạnh, không ít người muốn rớt tròng mắt đám người trương ngạn triệu vốn cười lạnh cũng cứng đờ, khiếp sợ nhìn một bao tải tiền mặt, bao tải tiền mặt to như thế thì ít nhất cũng phải mấy tỷ. Trước đó Lâm Thanh Diện đã tìm thấy số tiền này trong văn phòng của Kim Văn Ngạo, nó thuộc về địa ốc Vân Hải, nhưng địa ốc Vân Hải đã trở thành công ty của Lâm Thanh Diện, cho nên số tiền này tự nhiên thuộc về Lâm Thanh Diện. Mà sở dĩ Lâm Thanh Diện đồng ý tăng tiền lương gấp 3 lần cho những người này là vì tiền của địa ốc Vân Hải vẫn còn khá nhiều, Tuy rằng Lâm Thanh Diện nói hướng vấn Thiên Tuyên bố địa ốc Vân Hải phá sản, nhưng địa ốc Vân Hải cũng không thiếu nợ, sổ sách tài chính vẫn còn không ít tiền. Số tiền đó hoàn toàn có thể làm cho công ty nhà họ Hứa phát triển lên, tăng tiền lương gấp 3 lần cho nhân viên chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Thanh Diện đi đến trước bao tải, nhìn những người không từ chức một cái rồi mở miệng nói, hiện tại những người không từ chức có thể đến chỗ tôi nhận 300 triệu tiền thưởng, chuyện tôi đồng ý phát tiền lương gấp 3 lần cũng nhất định sẽ thực hiện. Lúc nãy người đàn ông nói giúp hứa Bích Hoài lộ ra sự kích động, Lâm Thanh Diện lấy ra một bao tải tiền mặt lớn như vậy thì sao có thể lừa gạt bọn họ, cho nên anh ta đứng lên đầu tiên đi tới trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cầm một sấp tiền 300 triệu đưa cho anh ta, cười nói, làm tốt lắm. Người đàn ông lập tức gật đầu, vẻ mặt hưng phấn cầm tiền về chỗ ngôi. Mọi người thấy Lâm Thanh Diện thật sự phát tiền thì lập tức trở nên hưng phấn lên, một đám người đứng dậy đi về phía Lâm Thanh Diện, mỗi người nhận 300 triệu ở chỗ Lâm Thanh Diện. Đám người trương ngạn triệu đã từ trước nhìn đến đỏ mắt, bọn họ cũng muốn đi tới nhận 300 triệu tiền thưởng, nhưng hiện tại bọn họ không còn là người của công ty nữa, bọn họ đã không còn tư cách nhận số tiền đó. Trương ngạn triệu, do anh xúi dục chúng tôi từ trước, hiện tại một người được nhận 300 triệu tiền thưởng, sao công ty có thể sụp đổ chứ, tôi điên mới tin anh, sớm biết như thế sẽ không nghe lời anh, một người tức muốn hộp máu nói. Trương Ngạn Triệu nghe người kia nói thì nhanh chóng phản bác nói, anh ta chỉ đang mê hoặc mấy người thôi, chắc chắn đây là số tiền cuối cùng của công ty, hiện tại anh ta nói dễ nghe mà thôi, sao mấy người không nghĩ xem hiện tại địa ốc Vân Hải đang nhảm vào công ty, cho dù anh ta phát 300 triệu tiền thưởng thì công ty cũng không thể tiếp tục tồn tại, vậy thì có ích gì chứ, không chừng mấy người tiếp tục ở lại đây thì sẽ trở thành mục tiêu của địa ốc Vân Hải, sau này có tìm việc cũng rất khó. Mọi người nghe thấy Trương Ngạn Triệu nói thì cảm thấy có ly, cho nên đè sự ghen ti trong lòng xuống. Người đàn ông nói giúp hứa Bích Hòa cười lạnh nhìn Trương Ngạn Triệu một cái, mở miệng nói tôi thấy anh là không ăn được nho thì nói nho xanh. Trương Ngạn Triệu lập tức nổi giận, lạnh lùng nói tôi chê cái gì, chẳng lẽ tôi nói không đúng, hiện tại công ty đã như vậy, hạng mục không ra gì, anh nói muốn phát tiền lương gấp ba lần, không phải là lời nói vô căn cứ sao. Lâm Thanh Diện cười nói, vừa rồi tôi nói hôm nay là ngày tốt của công ty, cũng không phải không có lý do. Lâm Thanh Diện nói xong thì người bên cạnh anh cầm một chồng hợp đông đặt ở trên bàn nói, đây là một số hạng mục mới của công ty, hình như khoảng 10 hạng mục, trong đó có 2-3 hạng mục của tập đoàn Thiên Dương, có mấy hạng mục này rồi thì có lẽ không cần lo lắng chuyện tiền lương nữa. Lâm Thanh Diện nói xong, mấy người không từ chức nhanh chóng chạy đến xem hợp đồng, sau khi xác định những hợp đồng này là thật thì vẻ mặt vô cùng khiếp sợ và khó tin. Trời ơi, mấy hợp đồng này là thật, công ty còn có hy vọng, người đàn ông nói giúp hứa Bích Hoài nói. Đám người trương ngạn triệu hít một hơi, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện không chỉ lấy ra một bao tiên mặt, mà hiện tại còn lấy ra nhiều hợp đồng như thế, chuyện này không giống như bọn họ nghĩ. Chuyện này không thể nào, địa ốc Vân Hải đã nhắm vào công ty nhà họ hứa, vốn không có công ty nào dám hợp tác với công ty nhà họ hứa, sao anh có thể lại có nhiều hợp đồng như thế được trương ngạn triệu nghi ngờ nói một câu lâm thanh diện cười nói ai nói với anh địa ốc vân hải nhắm vào công ty nhà họ hứa nên không thể nhận hạng mục hiện tại địa ốc vân hải khó bảo vệ được mình làm gì còn có thời gian quan tâm công ty nhà họ hứa anh đừng nói bậy nói bạ sao địa ốc vân hải khó bảo vệ được mình được chứ chắc chắn anh đã bịa chuyện hừ anh muốn chúng tôi mắc mưu không có cửa đâu trương ngạn triệu vân không tin lâm thanh diện lâm thanh diện nhún vai với anh ta quay đầu nhìn về phía nhân viên công ty lớn giọng nói mọi người Hôm nay tôi chỉ muốn tuyên bố một chuyện tốt mà thôi, không bao lâu sẽ có một số vốn lớn rót vào công ty, đến lúc đó công ty sẽ có phát triển nhảy vọt, mọi người sẽ càng phát triển trong tương lai, tiền lương gấp 3 lần chỉ là một số tiền nhỏ mà thôi, chuyện tốt thật sự vẫn còn ở phía sau. Những người không từ trước đầy hưng phấn vỗ tay. Trương Ngạn Triệu vốn muốn phản bác, đúng lúc này một người sau lưng anh nhìn thoáng qua điện thoại, có một tin tức được đấy lên trang đầu, sau đó người kia kinh ngạc kêu lên. Vừa rồi vừa rồi địa ốc Vân Hải tuyên bố phá sản. Trời ơi, tôi đã tạo nghiệt gì đây, sao lại tin đồ ngốc là anh chứ? chương 313, đánh mất cơ hội thì không còn nữa. Người kia vừa nói xong thì tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía anh ta, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Có phải anh nhìn lầm hay không, sao địa ốc Vân Hải có thể tuyên bố phá sản chứ? Nhưng địa ốc Vân Hải là một công ty lớn, sao đột nhiên lại phá sản? Chắc chắn đây là tin giả, không thể tin được. Mọi người đều khó tin. Sắc mặt người kia xanh mét nhìn mọi người nói, chuyện này công bố trên trang web xí nghiệp, sao có thể là giả chứ? Địa ốc Vân Hải thật sự đã phá sản. Tất cả mọi người hít một hơi, hai chân trương ngạn triệu mềm nhũ, đặt mông ngồi xuống đất. Địa ốc Vân Hải phá sản cũng có nghĩa là không có ai nhắm vào công ty nhà họ Hứa, nếu không có sự uy hiếp của Địa ốc Vân Hải thì công ty nhà họ Hứa sẽ không sụp đổ. Hơn nữa hiện tại Lâm Thanh Diện mang về nhiều hợp đồng như thế, còn nói không bao lâu sẽ có số vốn rót vào công ty, sau này công ty nhà họ hứa sẽ phát triển tốt hơn hiện tại. Hơn nữa Trương Ngạn Triệu cũng không nghĩ ra vì sao địa ốc Vân Hải đột nhiên phá sản. Anh ta nhìn Lâm Thanh Diện thì trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ rất khủng bố, lông tơ trên người lập tức dựng lên. Chuyện này không thể nào, chuyện này không thể nào, mình suy nghĩ nhiều rồi, sao có thể liên quan đến anh ta được, Trương Ngạn Triệu không ngừng thuyết phục mình ở trong lòng, nhưng cho dù anh ta nghĩ thế nào thì sợ là chuyện này không thoát khỏi có liên quan đến Lâm Thanh Diện. Dù sao địa ốc Vân Hải vẫn luôn phát triển tốt, sau khi nhằm vào Lâm Thanh Diện mới xảy ra chuyện này, làm cho anh ta không thể không nghi ngờ Lâm Thanh Diện. Những người đi theo Trương Ngạn Triệu từ trước biết địa ốc Vân Hải tuyên bố phá sản thì một đám giống như mất hồn, bọn họ vốn định từ trước xong sẽ nhận lời mời của địa ốc Vân Hải, bởi vì có đường lui này nên bọn họ mới dám ký vào đơn từ trước. Nhưng hiện tại bọn họ đã ký vào đơn từ chức, nhưng địa ốc Vân Hải lại tuyên bố phá sản, vậy bọn họ giống như người thất nghiệp. Tất cả mọi người đầy oán hận nhìn Trương Ngạn Triệu, bởi vì Trương Ngạn Triệu nên bọn họ không chỉ không được nhận 300 triệu tiền thưởng, mà hiện tại công việc cũng mất, Trương Ngạn Triệu đúng là đẩy bọn họ vào hố lửa mà. Nhất là mấy người vốn không định từ chức, nhưng bởi vì nghe Trương Ngạn Triệu nói thì nhất thời kích động từ chức, hiện tại hối hận đến mức muốn khóc cũng không được. Trương Ngạn Triệu đồ đáng chết, có phải anh cố ý hại chúng tôi đúng không? Hiện tại thì tốt rồi, chúng tôi vừa từ chức, địa ốc Vân Hải lại phá sản, anh nói sau này chúng tôi sống thế nào đây? Đám người ầm, trách măng trương ngạn triệu. Tôi, tôi cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Sao địa ốc Vân Hải tự nhiên lại phá sản, Trương Ngạn Triệu nói, còn nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện. Những người đó đầy hối hận nhìn về phía Lâm Thanh Diện, không ít người bắt đầu cầu xin Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, Trước đó là chúng ta ngu ngốc mới tin đô ngốc này nói, anh có thể vì chúng tôi đã góp công sức cho công ty mà cho chúng tôi ở lại được không? Không tăng tiền lương cũng không sao, chỉ cần chúng tôi được ở lại thôi. Lâm Thanh Diện nhìn bọn họ nói, trên thế giới này có rất nhiều cơ hội, đánh mất thì không còn nữa, chúc mấy người có thể tìm được công việc tốt hơn, tiền bồi thường từ chức sẽ được gửi vào thẻ, nếu không còn chuyện gì khác thì mấy người có thể đi rồi. Vẻ mặt mọi người đầy tuyệt vọng, ý của Lâm Thanh Diện là không thể thương lượng trong lòng bọn họ đầy ngột ngạt, tức giận muốn chút ra ngoài, đúng lúc bọn họ nhìn thấy Trương Ngạn Triệu ngồi dưới đất, chuyện này do Trương Ngạn Triệu xúi dục, cho nên lửa giận trong lòng lập tức chút lên người Trương Ngạn Triệu. Trương Ngạn Triệu, tại tên ngốc nhà anh, bởi vì anh mà công việc của ông đây không còn, anh phải chịu trách nhiệm chuyện này, hôm nay anh cần phải cho chúng tôi một câu trả lời, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo với anh. Không sai, cần phải cho chúng tôi một câu trả lời. Mấy người còn lại cũng ồn ào nói nếu mấy người muốn xử lý anh ta thì mời đi ra ngoài, đừng ở trong công ty chúng tôi, mấy người làm hư đồ thì phải bôi thường đấy, Lâm Thanh Diện mở miệng. Một đám người lập tức bắt Trương Ngạn Triệu mang ra khỏi phòng họp, kéo anh ta xuống lầu tính sổ. Sau khi đám người kia đi, Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía hứa Bích Hoài cười nói, em chỉnh sửa lại máy hợp đồng này đi, sau này có thể em sẽ rất bận rộn một thời gian, công ty cũng cần tuyển thêm một số người, chuyện này cũng phải làm phiền em rồi hứa bích hoài oán trách nhìn lâm thanh diện một cái mở miệng nói hiện tại đã gần trưa rồi chẳng lẽ còn không cho người ta ăn cơm sao lâm thanh diện không nhìn được bật cười nói đúng 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 ăn cơm trước đi thôi em mời anh hôm nay công ty của em có chuyện tốt cô gái nhỏ này sẽ mời anh ăn một bữa thật lớn hứa bích hoài nói đã kết hôn nhiều năm rồi không còn là cô gái nhỏ nữa em đúng là không biết xấu hổ lâm thanh diện cười nói Hứa Bích Hoài lập tức chừng mắt, đưa tay nhéo eo Lâm Thanh Diện, Lâm Thanh Diện nhanh chóng chạy ra ngoài giống như một đứa bé đùa dai. Mấy người trong phòng họp thấy vậy thì trên mặt lập tức nở nụ cười bất đắc dĩ, hiện tại bọn họ không nghĩ Lâm Thanh Diện vẫn là một tên vô dụng, vừa rồi Lâm Thanh Diện đưa ra những thứ kia hoàn toàn làm cho bọn họ xem Lâm Thanh Diện giống như vị cứu thế. Mà Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài rất xứng đôi, cho nên bọn họ thấy Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài ngọt ngào thì vẻ mặt đầy hâm mộ. Giữa trưa Hứa Bích Hoài mời Lâm Thanh Diện ăn cơm. Buổi chiều hai người đến công ty xử lý một số chuyện trước mặt, không còn sự uy hiếp của Địa ốc Vân Hải nên những chuyện còn lại của công ty dễ xử lý hơn rất nhiều. Tình cảm của Hứa Bích Hoài với Lâm Thanh Diện đã chuyển sang ngưỡng mộ. Một người phụ nữ bắt đầu ngưỡng mộ một người đàn ông thì có nghĩa là cô hoàn toàn khuất phục người đó. Cô cảm giác mình ngày càng phụ thuộc vào Lâm Thanh Diện. Hơn nữa Lâm Thanh Diện ưu tú làm cô sinh ra cảm giác lo lắng. Đôi khi cô sẽ cảm thấy mình không đủ tài giỏi, không xứng với Lâm Thanh Diện. Cảm giác lo lắng này làm cho cô không ngừng hoàn thiện bản thân, tuy rằng cô không thể làm cho Địa Ốc Vân Hải phá sản giống như Lâm Thanh Diện vậy, nhưng hiện tại cô có thể giúp Lâm Thanh Diện quản lý tốt công ty nhà họ Hứa. Chỉ cần không gặp phải những âm mưu đen tối giống như Địa Ốc Vân Hải thì Hứa Bích Hoài vẫn có thể nhẹ nhàng xử lý mấy chuyện về chuyên môn. Nhưng Hứa Bích Hoài cảm thấy vẫn chưa đủ cô rất sợ ngày nào đó Lâm Thanh Diện gặp phải một cô gái tài giỏi hơn thì sẽ vứt bỏ mình. Cho nên cô cần phải nghĩ cách giữ Lâm Thanh Diện ở bên cạnh mình. Ngoại trừ cố gắng để bản thân trở nên tài giỏi thì còn có cách nào giữ Lâm Thanh Diện ở bên cạnh mình. Sinh con, chương 314, giành giật bắt hoa cưới trạng vạng tối, Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài chạy về nhà. Dọc đường đi dường như hứa Bích Hoài có tâm sự nên vẫn luôn cúi đầu, khuôn mặt đỏ lên không biết suy nghĩ cái gì lâm thanh diện nhìn hứa bích hoài như vậy thì khó hiểu mở miệng hỏi công ty còn chuyện này không giải quyết được sao sao anh cảm giác em giống như có tâm sự vậy hứa bích hoài nghe anh hỏi thì khuôn mặt càng đỏ lên nhanh chóng lắc đầu nói không có em chỉ là chỉ là cái gì lâm thanh diện hỏi chỉ là không nói cho anh biết hứa bích hoài kiêu ngạo ngẩng đầu lên lâm thanh diện dở khóc dở cười không nghĩ tới hứa bích hoài lại còn giấu anh lâm thanh diện lần trước anh nói bởi vì anh tắm thuốc nên không thể làm chuyện này phải cần một tháng hiện tại một tháng đã hết chưa hứa bích hoài đột nhiên hỏi lâm thanh diện sửng sốt sau đó trong lòng hiểu được bạch hứa bích hoài suy nghĩ cái gì biếu cảm trên mặt mừng như điên hứa bích hoài hỏi chuyện này rõ ràng cố muốn làm chuyện đó với anh nhưng lâm thanh diện lại bất đắc dĩ vì thời gian tắm thuốc một tháng còn mấy ngày nữa cho nên hứa Bích Hoài hỏi chuyện này thì anh cũng không thể làm. Nhưng mấy ngày nữa mà thôi, đối lâm thanh diện không sao cả, anh nhẫn nhịn nhiều năm như thế thì nhịn thêm mấy ngày nữa cũng không sao. Còn mấy ngày nữa, có phải em không nhịn được đúng không? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Hứa Bích Hoài lập tức đưa tay đánh Lâm Thanh Diện một cái, tức giận nói, anh mới không nhịn được, em chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, đúng là không biết xấu hổ. Khuôn mặt em đã bán đứng em, Lâm Thanh Diện vinh vào nói. Hứa Bích Hoài lập tức đưa tay che mặt, tức giận hừ một tiếng, nghĩ thầm Lâm Thanh Diện đúng là tài giỏi, nhưng bản chất trai thẳng lại rất rõ ràng, lúc này không phải anh nên nói lời ngọt ngào dỗ mình sao? Sao anh lại thích vạch trần cô như thế hơn nữa trên mặt đây đắc ý, đáng đời anh phải nhịn mấy năm nay? Hai người đi ngang qua một nhà khách sạn, nhìn thấy trước cửa khách sạn có cống hoa cưới, trước cửa còn dán chữ hỉ, chắc là có một cặp đôi đang tổ chức hôn lễ. Hứa Bích Hoài đi qua chỗ này thì bước chân chậm lại, Hai mắt nhìn vào bên trong, trên mặt lộ ra cảm xúc phức tạp. Lâm Thanh Diện cũng dừng bước theo Hứa Bích Hoài, anh nhìn thấy ánh mắt Hứa Bích Hoài lộ ra cảm xúc thì trong lòng Lâm Thanh Diện khẽ động, lập tức biết được Hứa Bích Hoài suy nghĩ cái gì. Năm đó hôn lễ của anh và Hứa Bích Hoài không hoàn mỹ như những người khác, toàn bộ quá trình hôn lễ đối với Hứa Bích Hoài là một loại tra tấn. Bởi vì lúc ấy Lâm Thanh Diện là tên vô dụng nổi tiếng Hồng Thành, Hứa Bích Hoài là người đẹp nhất Hồng Thành. Đáng lẽ cô phải gả cho một người có năng lực hơn người, người đàn ông hiếm có khó tìm, kết quả lại bị ép gả cho một tên vô dụng, những người tham gia hôn lễ đều chê cười cô, không có ai chân thành chúc phúc cho cô. Tuy rằng hiện tại Hứa Bích Hoài biết Lâm Thanh Diện không phải là một tên vô dụng, ngược lại anh còn tài giỏi hơn rất nhiều người, nhưng đối với cô thì hôn lễ lúc trước là một sự tiếc nuối. Trong lòng mỗi cô gái luôn hy vọng mình có một hôn lễ lãng mạn, Hứa Bích Hoài cũng không ngoại lệ cho nên hiện tại cô nhìn bên trong khách sạn bên đang tổ chức hôn lễ thì hứa bích hoài sinh ra cảm giác kích động lâm thanh diện nhìn ra được suy nghĩ của hứa bích hoài anh đi tới một bước cười nói muốn vào xem không hứa bích hoài thở dài nói thôi bỏ đi người ta không mời chúng ta chúng ta cứ đi vào như thế thì không thích hợp lắm đi vào xem một chút thôi hôm nay là ngày vui nên chú rể cô dâu sẽ không từ chối người khác chúc mừng cho mình Lâm Thanh Diện nói xong thì kéo tay hứa Bích Hoài đi vào trong khách sạn. Khách mời ngồi ở giữa sảnh lớn khách sạn, náo nhiệt thảo luận về đôi mới cưới hôm nay. Lúc này chú rể và cô dâu đang đứng trên sân khấu, người chủ chỉ nói mấy lời chúc mừng, chúc mừng hai người có cuộc sống mới. Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài đi vào khách sạn thì đứng ở một nơi hẻo lánh nhìn chú rể và cô dâu cử hành xong hôn lễ. Sau đó đến phân cô dâu tung hoa cưới, Lâm Thanh Diện thấy thể thì nhanh chóng kéo Hứa Bích Hoài đi qua. "Lâm Thanh Diện, anh làm gì vậy?" Hứa Bích Hoài có chút kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện. "Không phải nói ai có thể bắt lấy được hoa cưới thì hôn lễ tiếp theo sẽ là người đó sao, anh muốn chuẩn bị cho em một hôn lễ thật long trọng." Lâm Thanh Diện cười mở miệng. Hứa Bích Hoài lập tức đỏ mặt, cô không nghĩ tới Lâm Thanh Diện mang cô tới chỗ này là vì muốn bắt hoa cưới, hơn nữa Lâm Thanh Diện nói muốn chuẩn bị cho cô một hôn lễ thật long trọng. Chuyện này làm cho Hứa Bích Hoài có chút mơ màng. Người này cũng có lúc lãng mạn sao? Cô dâu đưa lưng về phía mọi người, hai tay tung hoa cưới về phía sau, phía dưới có không ít người nóng lòng muốn bắt hoa cưới của cô dâu, muốn giành giật hoa cưới vào trong tay mình. Mọi người đưa tay muốn bắt lấy hoa cưới trên không trung thì một bóng người nhảy lên, vượt qua mọi người bắt được bó hoa cưới vào trong tay mình. Bóng người kia rơi xuống đất, tất cả mọi người kinh ngạc kêu lên một tiếng. Bởi vì vừa rồi tốc độ của người kia thật sự quá nhanh, những người muốn bắt hoa cưới vốn không kịp phản ứng thì người khác đã bắt được bó hoa cưới. Lâm Thanh Diện bắt lấy hoa cưới thì đi đến trước mặt Hứa Bích Hoài, sau đó anh quỳ một gối xuống đất, một bàn tay đưa hoa cưới lên, hai mắt thâm tình nhìn Hứa Bích Hoài nói: "Em có đồng ý tổ chức hôn lễ với anh một lần nữa không?" Hứa Bích Hoài đầy kích động, cảm xúc lập tức dâng lên trong lòng, cô vẫn dùng tay che miệng mình, hốc mắt lập tức có nước mắt chảy ra. Một lúc lâu, hứa Bích Hoài mới chậm chạp đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay Lâm Thanh Diện nói, em đồng ý. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài, bọn họ thấy hứa Bích Hoài nhận bó hoa cưới thì lập tức vỗ tay nhiệt liệt. Chú rể cô dâu cũng tràn đầy hạnh phúc ôm nhau, lúc này bọn họ đã truyền lại niềm hạnh phúc cho người khác, đối với bọn họ mà nói thì đó là quà chúc mừng tốt nhất. Người chủ chỉ thấy thế cũng nhanh chóng nói, làm cho bầu không khí sôi nổi lên tặng người khác một bó hoa hồng, trên tay còn lưu lại hương thơm, niềm hạnh phúc của chú rể cô dâu đã tỏa ra xung quanh và truyền đến anh bạn này. Tôi tin rằng anh bạn đã bắt được hoa cưới chắc chắn có thể cưới cô gái xinh đẹp này về nhà. Lúc này, trong bữa tiệc có một người uống say nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diệt, khi ông ta nhìn thấy Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài thì hai mắt lập tức mở to, sau đó đứng lên. Lâm Thanh Diệt, sao tên vô dụng như cậu lại đến chỗ này? Hôm nay là ngày vui của người ta, tên vô dụng như cậu lại đến đây, không lẽ muốn mang tới sự xui xẻo cho người ta sao? Người kia mở miệng nói to. Người này là ba của hứa trai hiệp, hứa quốc đống. Sau khi hứa Bích Hoài đuổi hứa trai hiệp ra khỏi công ty thì cuộc sống nhà bọn họ bắt đầu xuống dốc không phanh. Hứa quốc đống tự nhiên coi cả nhà lâm thanh diện hứa Bích Hoài là cái đinh trong mắt. Chẳng qua hứa quốc đống và hứa quốc hoa giống nhau, cũng không có năng lực gì. Hứa trai hiệp không đấu hứa Bích Hoài và lâm thanh diện, ông ta thì có cách gì tìm hứa bích hoài và lâm thanh diện gây phiền toái? Bởi vì hứa trai hiệp chiếm đoạt tài sản của người khác nên tịch thu toàn bộ tiền trong tài khoản. Sau đó hứa trai hiệp không tìm được công việc, cả ngày chỉ biết nghĩ cách nịnh nọt mấy cậu chủ nhà giàu, cuộc sống của bọn họ trở nên nghèo khó. Hôm nay là hôn lễ của bạn con trai hứa quốc đống, bởi vì nhà bọn họ xa sút nên hứa quốc đống cũng không nhận được thiệp mời. Nhưng hứa quốc đống nghĩ mình lâu rồi chưa được ăn ngon cho nên mặt dày bỏ bao thư ba chục nghìn trà trộn vào ăn tiệc. Hiện tại ông ta ăn uống no say mới có tâm trạng nhìn ngó xung quanh, kết quả lại thấy Lâm Thanh Diện quỳ xóng tặng hoa cho hứa bích hoài. Lúc này ông ta đã uống rượu, lửa giận trong lòng lập tức bùng nổ, lớn tiếng kêu to về phía Lâm Thanh Diện. Mọi người đừng vỗ tay cho tên vô dụng này, người này chính là Lâm Thanh Diện nổi tiếng vô dụng ở Hồng Thành, chắc là mọi người đã nghe nói qua về cậu ta cho dù loại người này đi đến đâu cũng sẽ mang xui xẻo cho người khác bọn họ tới hôn lễ này không phải thật lòng chúc mừng cho người khác hứa quốc đống đứng lên trên mặt cười lạnh nhìn lâm thanh diện mọi người nghe thấy hứa quốc đống nói thì lập tức dừng vô tay sôi nối bàn tán thì ra là tên vô dụng nổi tiếng kia sao anh ta lại xuất hiện ở chỗ này đúng vậy sao tên vô dụng này lại đến hôn lễ chứ người ta không mời anh ta mà anh ta còn bắt lấy hoa cưới không phải có ý đồ cướp lấy không khí vui mừng của người khác sao? Đúng là đáng ghét, không phải anh ta đã kết hôn rồi à, sao còn chạy tới bắt lấy hoa cưới chứ, không lẽ định gây sự sao? Lâm Thanh Diện đứng lên, quay đầu nhìn hứa quốc đống một cái, lạnh lùng nói, tôi đến đây để muốn được dính không khí vui mừng của chú rể cô dâu mà thôi, ông nói như vậy đúng là hơi quá đáng rồi đó. Hứa quốc đống cười nhạo một tiếng nói, cậu đến đây để dính không khí vui mừng. Ai cho phép cậu tới, chú rể cô dâu có quan hệ với cậu sao, đúng là không biết xấu hổ. Chú rể thấy mọi người bắt đầu bàn tán Lâm Thanh Diện thì cũng không muốn phá hủy bầu không khí nên mở miệng nói, không sao không sao, người tới là khách, không được mời cũng được chào đón, hai người cũng ngồi vào bàn uống ly rượu mừng, góp không khí vui mừng với chúng tôi. Hứa quốc đống thấy chú rể không ngại Lâm Thanh Diện tới hôn lễ của mình thì lập tức chừng mắt nói, không được, tên nhóc này không mang theo tiền mừng, dựa vào cái gì có thể ngồi đây uống rượu mừng, những người đang ngồi đều có tiền mừng. Đúng vậy, không có tiền mừng thì sao có thể uống rượu mừng, không ít người ghét bỏ danh tiếng của Lâm Thanh Diệt, cho nên nghe thấy hứa quốc đống nói thì cũng lập tức nói theo. Mấy người đừng mong chờ cậu ta có thể đưa tiền mừng, cậu ta có thể lấy ra 15.000 đã không tệ rồi, tôi thấy nên đuổi cậu ta đi thôi, hứa quốc đống cười nhạo, dường như đã quên mình cũng chỉ bỏ bao thư 30.000 rồi trà trộn đi vào. Lâm Thanh Diện thấy chú rể cũng không định đuổi bọn họ đi thì trong lòng cũng có ấn tượng tốt với anh ta.ít nhất người này không giống như Hứa Quốc Đống cần người lung tung. Hiện tại anh nghe mọi người muốn anh đưa tiền mừng, anh thấy mình đã bắt lấy hoa cưới của cô dâu dính một chút không khí vui mừng của người ta thì cũng nên đưa tiền mừng. Cho nên anh nhìn chú rể một chút cười nói, tôi xin lỗi đã đột nhiên xuất hiện, nhưng nếu chú rể mời chúng tôi uống rượu mừng, vậy thì không thể thiếu tiền mừng. Tôi sẽ gọi điện thoại nói người đưa tiền mừng tới anh nói xong thì lấy điện thoại ra gọi đi. Hôm nay phát xong tiền thưởng thì tiền mặt còn dư lại bao nhiêu? Anh giúp tôi gói lại rồi đưa đến khách sạn Đông Phong, chương 315, tôi có thể mang đến may mắn cho anh. Hứa quốc đống nghe thấy Lâm Thanh Diện nói muốn đưa tiền mừng thì trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười tràn phúng nói, Lâm Thanh Diện, cậu đang làm trò hê ở đây sao? Cậu muốn đưa tiền mừng thì chứ đưa là được, sao còn phải gọi điện thoại cho người khác đến đưa chứ? Nếu không thì cậu gửi tiền qua ví điện tử là được, cậu không muốn đưa thì thôi, tôi thấy cậu nói người kia mang tiền mừng tới thì sợ là bữa tiệc kết thúc rồi cũng không thấy. Mọi người cũng cười theo, cảm thấy Hứa Quốc Đống nói rất có lý. Chú rể xấu hổ, mở miệng nói, mọi người không cần lo lắng chuyện tiền mừng, mau ngồi xuống ăn tiệc đi, hôm nay là ngày vui của tôi nên mọi người đừng phá hỏng bầu không khí là được. Lâm Thanh Diện cũng không muốn so đo với Hứa Quốc Đống dù sao hôm nay cũng là hôn lễ của người ta anh cũng không muốn bầu không khí của hôn lễ xấu đi vì mình anh kéo hứa bích hoài ngồi xuống một bàn tiệc chờ người đưa tiên mừng tới hứa quốc đống đã uống say vốn không nghĩ đến chuyện có phá hỏng bầu không khí hay không hiện tại ông ta chỉ muốn chút giận lên người lâm thanh diện không được sao chưa đưa tiền mừng đã được ngồi xuống ăn tiệc chứ chú rể này lâm thanh diện sẽ mang đến xui xẻo cho cậu cậu có chắc mình muốn cho cậu ta tiếp tục ở lại hôn lễ của mình không theo tôi thấy thì hiện tại cậu nên đuổi cậu ta ra ngoài đi, hứa quốc đống nói. Sắc mặt của chú rể vô cùng khó coi, không ngờ có người mượn rượu làm bậy trong hôn lễ của mình. Chú này, chú nên ngồi xuống ăn tiệc đi, tôi không ngại chuyện của Lâm Thanh Diệt, người tới là khách, không có tiền mừng cũng không sao, chỉ cần vui vẻ là được. Chú rể lại kiên nhẫn nói một câu. Hứa quốc đống càng hang hái nói, chú rể, cậu không hiểu, Lâm Thanh Diệt đưa hứa bích hoài đến chỗ này là có nguyên nhân cậu không biết năm đó Lâm Thanh Diện và hứa Bích Hoài kết hôn đã trở thành trò cười ở Hồng Thành thế nào đâu. Hôm nay bọn họ tới chỗ này là vì hâm mộ hai người. Lâm Thanh Diện nghe mọi người nói thì trong lòng khẽ động. Lúc nãy anh nhìn thấy trên ngực chú rể có ghi là Trương Đào, cho nên anh lập tức điện thoại gửi tin nhắn cho hướng Vấn Thiên. Có phải chỗ của anh có người tên là Trương Đào đúng không? Hình như có người như thế ở bộ phận bán hàng, nghe nói tháng trước đạt doanh số bán hàng cao nhất, tôi định cho cậu ta thăng chức, nhưng giám đốc bộ phận nói Trương Đào này không muốn thăng chức, chỉ muốn cả đời bán hàng, lúc đó tôi còn cảm thấy người này đúng là kỳ lạ, hướng vấn Thiên trả lời nói. Lâm Thanh Diện nhìn thấy hướng vấn Thiên trả lời thì trong lòng lập tức đoán được chắc chắn giám đốc bộ phận đã cố ý nói Trương Đào không muốn thăng chức, ai ngu ngốc đến mức từ bỏ cơ hội thăng chức chứ, giám đốc bộ phận này làm như thế đúng là thiếu đạo đức. Đuổi việc giám đốc bộ phận này đi, cho Trương Đào làm chức vị đó, giám đốc bộ phận đã lừa anh anh ta cố ý không cho Trương Đào thăng chức, bây giờ tôi đang ở trong hôn lễ của Trương Đào, lát nữa anh gọi điện thoại cho anh ta nói về chuyện thăng chức. Cũng coi như chúc phúc cho hôn lễ của anh ta, Lâm Thanh Diện gửi tin nhắn cho Hướng Vấn Thiên. Hướng Vấn Thiên nhanh chóng trả lời, được. Một lát sau, chú rể đã mời rượu xong, người chủ trì mời bạn bè người thân phía dưới muốn nói lời chúc phúc tới chú rể cô dâu thì có thể đi lên nói. Người phía dưới khá xấu hổ, nửa ngày cũng không có ai bằng lòng đi lên nói. Lúc này Lâm Thanh Diện đứng lên đi lên sâu khấu, anh nhận lấy micro trong tay người chủ trì cười nói, nếu không ai lên thì tôi sẽ nói hai câu. Chú rể cũng không để ý, ngược lại còn cảm ơn Lâm Thanh Diện, dù sao không ai lên nói thì có vẻ cũng rất xấu hổ, Lâm Thanh Diện đúng lúc cứu giúp. Tuy rằng tôi và chú rể chỉ mới biết nhau hôm nay, nhưng qua cử chỉ lời nói của anh ta thì tôi phát hiện anh là ấy là người rất có khí phách, thái độ đúng mực chứng minh sau này anh ta sẽ có tương lai rộng mở cô dâu gả cho người như vậy cũng nhất định sẽ được hạnh phúc cả đời. Anh vừa nói xong, hứa quốc đống vừa ăn vừa nói một câu, cậu cứ khoác loác đi, cho dù người ta có cơ hội thì bởi vì cậu mang đến xui xẻo, mà trở nên nghèo rất mùng tôi, bởi vì cậu nên nhà tôi mới biến thành như vậy. Chú rể và cô dâu nghe thấy hứa quốc đống nói thì lập tức nhíu mày, không phải đang nguyền rủa bọn họ sao, loại người này nói chuyện không biết suy nghĩ. Lâm Thanh Diện nhìn hứa quốc đống lạnh lùng nói, nhà ông xa sút là do nhà ông, không liên quan đến tôi. Ha ha, không liên quan đến cậu mới là lạ. Hứa quốc đống cho rằng nhà mình biến thành như vậy là vì Lâm Thanh Diện mang đến xui xẻo. Lâm Thanh Diện không quan tâm ông ta mà nói với mọi người, tôi cảm thấy mình phải giải thích một chút. Vừa rồi ông ta nói tôi sẽ mang lại xui xẻo cho người cây SSC, mà tôi lại cảm thấy ngược lại. Con người tôi vẫn có chút may mắn, hôm nay tôi đến chỗ này thì không chừng sẽ mang một chút may mắn cho chú rể, ví dụ như có thể thành công trong công việc. Lâm Thanh Diện vừa nói xong thì người ngồi phía dưới lập tức cười lên, bọn họ cảm thấy Lâm Thanh Diện giống như đang nói giỡn. Lâm Thanh Diện, cậu đúng là mặt dày, tên vô dụng như cậu còn mặt dày nói có thể mang đến may mắn cho người khác, cậu có thể mang lại may mắn cho người khác được sao? Hứa quốc đống lập tức mở miệng nói. Nói rất đúng, cho dù anh không mang xui xẻo cho người khác, thì cũng đừng nói có thể mang lại may mắn cho người khác chứ, đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, anh có thể mang lại may mắn gì chứ, chẳng lẽ anh có thể làm cho chú rể thăng chức tăng lương à? Chú rể cũng cảm thấy Lâm Thanh Diện nói lời này có chút khó tin, dù sao ai cũng không dám nói mình có thể mang lại may mắn cho người khác. Nhưng đúng lúc này điện thoại của chú rể vang lên, anh ta cầm lên xem thì phát hiện là một dãy số lạ. Anh là Tôi là hướng vấn thiên, bên kia truyền đến giọng nói của hướng vấn thiên. Sắc mặt chú rể thay đổi, lập tức đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm chú rể, không biết đã xảy ra chuyện gì. Không lẽ Lâm Thanh Diện mang đến xui xẻo cho người ta chứ, bây giờ đã có tác dụng, xem sắc mặt của chú rể giống như bị dọa sợ, có người nhỏ giọng thì thầm nói. Chắc chắn là như thế, tôi đã nói tên vô dụng Lâm Thanh Diện chỉ biết mang xui xẻo cho người khác, không thể nào có may mắn, chuyện này đã thành sự thật, tôi đã nói đuổi cậu ta ra ngoài rồi mà mấy người còn không nghe, hứa quốc đống nói chắc chắn. Chủ, chủ tịch hướng, sao anh lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi? Chú rể lo lắng nói một câu. Bởi vì lúc nãy mọi người bàn tán nên chú rể cũng hơi nghi ngờ có phải Lâm Thanh Diện mang đến xui xẻo cho mình hay không, anh ta sẽ bị đuổi việc trong ngày đám cưới. Dù sao anh ta còn chưa bao giờ tiếp xúc với hướng vấn thiên, hướng vấn thiên gọi điện thoại cho anh ta nên chắc chắn không phải là chuyện tốt. Mọi người nghe thấy chủ tịch gọi cho chú rể thì lập tức chắc chắn công việc đã xảy ra chuyện gì, dù sao lúc nãy Lâm Thanh Diện nói tương lai của chú rể sẽ thành công, nếu xui xẻo đó chính là bị đuổi việc. Lâm Thanh Diện đúng là miệng thối, làm cho công việc của chú rể cũng biến mất, lần này xem cậu ta giải thích thế nào, hứa quốc đống cười lạnh nói. Nghe nói hôm nay cậu kết hôn, hướng vấn thiên mở miệng. Vâng, đúng vậy, chú rể lo lắng mở miệng nói. Tôi gọi điện thoại cho cậu là muốn chúc mừng cậu kết hôn, hy vọng cậu và nửa kia có thể trăm năm hạnh phúc, gắn bó với nhau. Hướng vấn thiên nói tiếp. Cảm ơn chủ tịch đã chúc phúc, chú rể mở miệng nói, anh ta biết đây là lời khách sáo, chuyện quan trọng thật sự còn ở phía sau. Tôi muốn nói chuyện thứ hai cũng là một lời chúc mừng, chúc mừng cậu, sau này cậu sẽ trở thành giám đốc phòng kinh doanh của công ty, coi như món quà lớn mừng cậu kết hôn, hy vọng cậu có thể quý trọng, được rồi, tôi nói nhiều rồi, cậu cứ làm việc của mình đi, hướng vấn thiên nói xong thì cúp điện thoại. Chú rể lập tức mở to mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía lâm thanh Diệt, anh ta nghĩ thầm người này cũng quá linh, thật sự có thể mang lại may mắn cho người khác. Audio điện tử võ tấn bền chương 316, 5 tỷ 660 triệu tiền mừng Mọi người phía dưới khán đài không hề biết hướng vấn thiên nói gì trong điện thoại, nhưng bọn họ nhìn thấy mặt mũi chú rể đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diệt trong lòng mọi người đều cảm thấy những gì bọn họ nói chắc chắn liên quan đến công việc hơn nữa nhìn dáng vẻ khiếp sợ của chú rể dường như không phải chuyện tốt chú rể tôi đã sớm nói với cậu tên phế vật Lâm Thanh Diệt này không thể mang điều may mắn gì đến cho cậu nhìn dáng vẻ của cậu có lẽ là đã xảy ra việc gì với công việc rồi đúng không chuyện này đều là trách nhiệm của Lâm Thanh Diệt cậu nhất định không thể bỏ qua cho hắn ta. Hứa quốc đồng cười trên nỗi đau của người khác nói. Những người xung quanh nghe thấy lời ông ta nói, cũng đều nhao nhao hùa theo. Nói rất đúng, nếu cậu thật sự vì tên Lâm Thanh Diện này mà mất đi công việc, vậy hôm nay nhất định không thể tha cho hắn tai. Hóa ra Lâm Thanh Diện có thể mang xui xẻo đến cho người khác là thật nha, thật sự vô cùng đáng sợ, tôi phải cách xa hẳn ta một chút. Lâm Thanh Diện này thật sự là miệng quạ đen, lần này xem hắn ta còn dám nói lung tung không, Chú rể có lẽ sẽ hung hăng đánh cho hắn ta một trận nữa. Chú rể không nhìn vào những người đang bàn luận ở phía dưới sân khấu, vẻ mặt đầy kích động đi đến trước mặt Lâm Thanh Diệt, nói: "Lâm Thanh Diệt, anh thật sự quá thân thông, miệng của anh chỉ vừa mới mở lời, vừa rồi chủ tịch của công ty chúng tôi vừa gọi điện đến, nói tôi được thăng chức làm quản lý bộ phận tiêu thụ, thật sự quá lợi hại." Lâm Thanh Diệt cười với chú rể, nói: "Đây là do anh dựa vào sự nỗ lực của bản thân mà có được." lời nói của tôi cũng chỉ là nói đùa, lấy một chút bầu không khí vui mừng mà thôi. Mặc dù biết trên thế giới này không tồn tại nữ thần may mắn, nhưng sau khi chú rể được thăng chức sau những lời nói của Lâm Thanh Diệt, điều này vẫn khiến cho anh ta chịu sự chấn động rất lớn. Đám người dưới khán đài nghe thấy những lời chú rể nói thì đều ngây ngẩn cả người, bọn họ đều tưởng rằng chú rể gặp phải vấn đề trong công việc lại không ngờ đó là thăng chức, hơn nữa còn trực tiếp được thăng lên làm quản lý bộ phận tiêu thụ tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía lâm thanh diệt lộ ra vẻ mặt không thể tin được với anh ôi trời ơi chú rể anh không nhầm đấy chứ anh thật sự được thăng chức bởi một câu nói của tên này sao một người mở miệng hỏi chú rể cười cười nói đúng thế xem ra lâm thanh diện thật sự mang đến vận may cho người khác hôm nay bọn họ đến dự tiệc cưới thật sự là vinh hạnh của tôi ánh mắt những người phía dưới nhìn về phía lâm thanh diện lập tức thay đổi mà người lúc ấy nói muốn cách xa Lâm Thanh Diện một chút bây giờ lại hận không thể trực tiếp nhào vào người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện này thật sự có thể cho người ta vận may nha, tôi phải ở gần anh ta một chút, để cũng dính một chút vận may của anh ta. Thật sự là không thể tin nổi, cho dù có phải thật sự hay không, tôi cũng phải dính một chút vận may, nói không chừng may mản của tôi ngày mai sẽ thay đổi tốt hơn. Hứa quốc đống vốn đang cười trên nỗi đau của người khác, lúc nhìn thấy cảnh này khuôn mặt lập tức trở nên xanh xám, ông ta không ngờ Lâm Thanh Diện lại thật sự mang may mắn đến cho chú rể, hơn nữa còn trực tiếp để anh ta thăng chức làm quản lý bộ phận tiêu thụ, đây quả thực là hung hăng đánh vào mặt ông ta một cái. Hiện tại Lâm Thanh Diện cũng không mang đến xui xẻo cho chú rể, cũng có nghĩa là gia đình của hứa quốc đống suy tàn cũng chỉ là vấn đề của riêng ông ta mà thôi. Hừ, chó ngáp phải rồi thôi, có cái gì mà kỳ lạ, chỉ là trùng hợp đụng phải mà thôi. Chẳng lẽ các người thật sự cho rằng Lâm Thanh Diện có thể mang may mắn đến cho người khác? buồn cười, hắn ta là người mà đến ngay cả một phần tiên cũng không móc ra nổi. Hứa quốc đống oán hận nói. Lời này của ông ta vừa nói xong, ngoài cửa liên có hai người mặt đồ vest nam tiến vào, trên tay còn cầm một cái túi. Mọi người thấy hai người kia trên mặt đều mang vẻ nghi ngờ. Xin hỏi các người làm gì vậy? Chú rể hướng về phía hai người kia khỏi. Chúng tôi tới tìm ông chủ của mình. Hai người kia đồng thanh nói. Lúc này Lâm Thanh Diện từ trên khán đài đi xuống, đi đến bên cạnh hai người kia, cười nói, hai người bọn họ là do tôi gọi đến để đưa tiền. Hứa quốc đống nhìn chằm chằm vào cái bao tải kia, mặt mũi đầy vẻ khinh bỉ, Lâm Thanh Diện, cậu đừng nói trong túi này chính là tiền mừng mà cậu muốn cho, cậu sẽ không mang đến đây một bao tải chứa mấy tờ một hai nghìn đồng đấy chứ, chẳng lẽ cái này là hàng ngày cậu lượm ve chai kiếm được sao? Đám người cũng vô cùng tò mò tiến đến, muốn nhìn xem trong bao bố kia rốt cuộc là chứa cái gì, mặc dù vừa rồi Lâm Thanh Diện khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn không quên Lâm Thanh Diện chỉ là một tên phế vật, trong lòng luôn cảm thấy Lâm Thanh Diện không có khả năng lấy ra quá nhiều tiền tới đây. Lâm Thanh Diện nhìn hai người kia một chút, mở miệng hỏi còn lại bao nhiêu tiền. Sau khi trả thưởng xong, tất cả còn lại 5 tỷ 700 triệu, tất cả đều ở đây, một người trả lời. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía chú rể nói vì lý do thời gian không thể gói thành lì xì si. nong cậu bỏ qua cho đây chính là phần tiền lần này tôi chuẩn bị cho cậu cũng coi là vui mừng cho cậu không cần không cần anh mang đến vận may cho tôi đã là món quà tốt nhất với tôi rồi tiền mừng có cầm hay không cũng không sao chú rể vội vàng nói tôi đến đây dự lễ cưới của cậu tiền mừng đương nhiên là phải có nếu không người ta sẽ chê cười lâm thanh diện quay đầu nhìn về phía hứa cuộc đống một chút Hứa quốc đống khinh thường nói, mang một đống tiền lẻ tới, cậu cũng có mặt mũi để nói, thật sự là mất hết thể diện. Lâm thanh diện không đáp lại hứa quốc đống, mà cầm lấy bao tải kia đi lên phía trên khán đài. Hẳn đem tiền toàn bộ đổ ra, một chồng lại một chồng tiền mặt hiện ra ở trước mắt mọi người, đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Cái này, cái này sao có thế? Tôi không hoa mắt chứ, tiền anh ta đổ ra đều là tờ 500.000 nha, hơn nữa còn là từng cọc tiền, chỗ này công lại có lẽ phải hơn 3 tỷ nha. Mẹ ơi, đây cũng quá đáng sợ đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người mừng đám cưới hơn 3 tỷ. Hứa quốc đống nhìn thấy số tiền mặt kia cũng trợn mắt há mồm, trong cổ họng ông ta phát ra âm thanh ứng ực, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời, thậm chí cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau hai bước, suy chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Lâm Thanh Diện nhặt hai cọc tiền mặt từ trong đống tiền này, sau đó nhìn về phía chú rể nói, ngoại trừ 40 triệu này, còn lại chắc là 5 tỷ 6 chầm 60 triệu, góp một con số may mắn, còn 40 triệu này tôi lấy cho bà xã đi mua đồ ăn. Chú rể nhìn chằm chằm vào núi tiền mặt ở trên mặt đất kia, nuốt nước bọt, một hồi lâu sau mới nói, không, không được, cái này tuyệt đối không được, thế này thật sự là quá quý giá, tôi không thể nhận được. Nhận lấy, những thứ này cầm trở về cũng nặng, cũng không cầm về nữa. Lâm Thanh Diện cười nói. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người ngại cầm nhiều tiền vì quá nặng và không muốn lấy về. Tin đồn đồ bỏ đi hoàn toàn không phải giống như trong tưởng tượng của bọn họ, có thể lập tức bỏ ra hơn 3 tỷ tiền mừng, sao có thể là một nhân vật đơn giản được, xem ra những lời đồn bên ngoài kia đều là giả. Lúc này một người đàn ông đi về phía chú rể, đưa cho anh ta một cái hồng bao, nói, đây là hồng bao mà người đàn ông say rượu kia đưa cho lúc hắn ta đưa hồng bao cho tôi ánh mắt cứ mông lung, tôi liên chú ý hơn một chút, bây giờ anh vẫn nên nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền đi. Chú rể cầm lấy hồng bao và mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ có 30.000, anh ta lập tức ngấn đầu nhìn về phía hứa quốc đống, trong mắt hứa quốc đống khinh thường nói, mang một đống tiền lẻ tới, cậu cũng có mặt mũi để nói, thật sự là mất hết thể diện. Lâm thanh diện không đáp lại hứa quốc đống, mà cầm lấy bao tải kia đi lên phía trên khán đài hẳn đem tiền toàn bộ đổ ra, một chồng lại một chồng tiền mặt hiện ra ở trước mắt mọi người, đem tất cả mọi người cho nhìn ngây người. Cái này, cái này sao có thế? Tôi không hoa mắt chứ, tiền anh ta đổ ra đều là tờ 500.000 nha, hơn nữa còn là từng cọc tiền. Chỗ này công lại có lẽ phải hơn 3 tỷ nha. Mẹ ơi, đây cũng quá đáng sợ đi, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người mừng đám cưới hơn 3 tỷ. Hứa quốc đống nhìn thấy số tiền mặt kia cũng trợn mắt há mồm, trong cổ họng ông ta phát ra âm thanh ửng ực, một lúc lâu sau cũng không nói ra lời, thậm chí cũng không khỏi tự chủ lùi về phía sau hai bước, suy chút nữa đặt mông ngồi xuống đất. Lâm Thanh Diện nhặt hai cọc tiền mặt từ trong đống tiền này, sau đó nhìn về phía chú rể nói, ngoại trừ 40 triệu này, còn lại chắc là 5 tỷ 6 chầm 60 triệu, góp một con số may mắn, còn 40 triệu này tôi lấy cho bà xã đi mua đồ ăn. Chú rể nhìn chằm chằm vào núi tiền mặt ở trên mặt đất kia, nuốt nước bọt, một hồi lâu sau mới nói, "Không, không được, cái này tuyệt đối không được, thế này thật sự là quá quý giá, tôi không thể nhận được." Nhận lấy, những thứ này cầm trở về cũng nặng, cũng không cầm về nữa. Lâm Thanh Diện cười nói. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người ngại cầm nhiều tiền vì quá nặng và không muốn lấy về. Tin đồn đồ bỏ đi hoàn toàn không phải giống như trong tưởng tượng của bọn họ, có thể lập tức bỏ ra hơn 3 tỷ tiền mừng sao có thể là một nhân vật đơn giản được, xem ra những lời đồn bên ngoài kia đều là giả. Lúc này một người đàn ông đi về phía chú rể, đưa cho anh ta một cái hồng bao, nói đây là hồng bao mà người đàn ông say rượu kia đưa cho. Lúc hắn ta đưa hồng bao cho tôi ánh mắt cứ mông lung, tôi liên chú ý hơn một chút, bây giờ anh vẫn nên nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền đi. Chú rể cầm lấy hồng bao và mở ra xem, phát hiện bên trong chỉ có 30.000, anh ta lập tức ngấn đầu nhìn về phía hứa quốc đống, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Anh ta không phải tức giận vì chuyện hứa cuộc đống cho ít tiền, mà vì ông ta cho ít tiền như vậy lại còn ở chỗ này hùng hồn chỉ trích Lâm Thanh Diện, thật sự quá mất thể diện. Ba chục này so với 5 tỷ 660 triệu của Lâm Thanh Diện đã tạo thành sự tương phản quá lớn, anh ta thật sự không biết hứa cuộc đống lấy thể diện ở đâu, tiền mừng chỉ có ba chục mà dám ở đây chỉ điểm gian sơn. Chú, không ngờ tiền mừng của chú chỉ có ba chục, lúc ấy nghe chú nói rất hùng hồn, tôi còn tưởng rằng chú cho rất nhiều, chú lại còn muốn đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, người ta vậy mà trực tiếp cho 5 tỷ 660 triệu, thật sự không biết chú lấy mặt mũi ở đâu, chú rể trừng mắt với hứa quốc đống nói. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hứa quốc đống, lộ ra vẻ khinh bỉ với ông ta. Hứa quốc đống vô cùng sấy hổ, vội vàng nói, anh nói bậy, hồng bao đó không phải tôi đưa, các người chắc chắn tính sai, tôi đã bỏ vào cho mấy người một cái hồng bao rất lớn ông đúng có bao biện, lúc ông đưa hồng bao, tôi đã trực tiếp ước lượng trong túi của mình, sao có thể tính sai, người đàn ông kia nói. Gương mặt già nua của hứa quốc đống kìm nén đến mức đỏ bừng, dưới ánh mắt khinh bỉ của mọi người, rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa, liền vội vàng quay người, chật vật trốn ra khôi khách sạn. Lúc đi ra còn mắng một câu, thật sự là suối quẩy, đến ăn cưới lại còn bị nói xấu, nói cho ba cậu biết, sau này tôi không còn là bạn của ông ta nữa chú rể vô cùng tức giận, lời này phải là anh ta nói mới đúng. Chú rể quay người nhìn về bốn phía, muốn nói với Lâm Thanh Diện một câu, để anh lấy hơn 5 tỷ này trở về. Nhưng lúc anh ta qua xoay người lại không tìm thấy Lâm Thanh Diện đâu nữa, hứa Bích Hoài vốn trước đó còn ngồi trước bàn rượu cũng đã biến mất. Hai người đã lặng lẽ rời đi khi sự chú ý của tất cả mọi người đặt lên người của hứa quốc đống. Chú rể hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cô dâu, đi đến ôm lấy cô dâu, Nói, ngày hôm nay đối với anh mà nói thật sự là một ngày quá quan trọng, anh tin rằng có sự chúc phúc của Lâm Thanh Diện, hai chúng ta sau này nhất định có thể sống đến đầu bạc. Cô dâu cũng gật đầu liên tục, khuôn mặt vô cùng kích động, nghĩ sau này có nên làm một bức ảnh chân dung của Lâm Thanh Diện để đến ngày kỷ niệm kết hôn liên bái cúi đầu hay không, bây giờ Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn trở thành Lâm Thanh Diện trong lòng cô ta. Chương 317, nhận nhiều đau khổ cũng đáng giá. Lâm Thanh Diện anh thật sự chuẩn bị một hôn lễ khác cho em trên đường trở về hứa bích hoài có chút kích động hỏi lâm thanh diện đó là đương nhiên hôn lễ lúc trước cho dù là em hay anh cũng đều là một điều tiếc nói nếu có cơ hội anh nhất định sẽ chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng cho em lâm thanh diện trả lời hứa bích hoài lộ ra chút ngượng ngùng trên khuôn mặt trong mắt đều là vẻ chân tình cho dù lâm thanh diện có thể tổ chức hôn lễ cho cô hay không chỉ cần có câu này của lâm thanh diện trong lòng hứa bích hoài đã cảm thấy rất thỏa mãn. Cô vươn tay nắm lấy tay Lâm Thanh Diện, nắm rất chặt, giống như sợ Lâm Thanh Diện chạy mất vậy. Lâm Thanh Diện cũng không có tiếp tục nói chuyện, nằm chặt tay hứa bích hoài, cùng cô đi về phía vịnh Đằng Long. Trong biệt thự, Tống Nguyên Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện và hứa bích hoài nắm tay nhau trở về, trên khuôn mặt lập tức trở nên âm châm. Hoài, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, bảo con đừng có quá gần gũi với tên phế vật này, lần này anh ta đã chọc vào công ty địa ốc hải vân công ty địa ốc hải vân của người ta nếu quả thật muốn tìm tới cửa sẽ khiến cho chúng ta bị liên lụy tống huyền khanh nhíu mày nói lâm thanh diện hướng tống huyền khanh cười cười nói mẹ mẹ không cần tiếp tục lo lắng chuyện công ty địa ốc hải vân công ty địa ốc hải vân đã phá sản bọn họ sẽ không đến đây gây rắc rối cho con tống huyền khanh sững sờ lập tức lộ ra một ánh mắt khinh bỉ với lâm thanh diện nói cậu ở đây lừa ai chứ tại sao công ty địa ốc Hải Vân lại đột nhiên phá sản, cậu nói dối cũng không chấp mắt, còn muốn lửa gạt tôi sao? Mẹ, Lâm Thanh Diện không nói dối mẹ, công ty địa ốc Hải Vân thật sự phá sản. Hứa Bích Hoài nói, Hoài nhị, tại sao con lại học được cách cùng tên phế vật này nói dõi mẹ, công ty địa ốc Hải Vân đây chính xí nghiệp tốt nhất ở Hồng Thành của chúng ta. Tống Huyền Khanh vẫn mang dáng vẻ không tin, nhưng lúc này trên TV đúng lúc thông báo chuyện này. Tin nhanh hôm nay, Công ty Địa ốc Hải Vân, một xí nghiệp nổi tiếng ở thành phố của chúng ta đã phá sản vào buổi sáng ngày hôm nay. Công ty Địa ốc Hải Vân, công ty bất động sản hàng đầu của Hồng Thành, mấy năm gần đây phát triển một cách nhanh chóng, không biết vì sao lại đột nhiên phá sản. Sau khi Tống Huyền Khanh nghe được tin tức này, đôi mắt lập tức tròn xoe, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi, lại thật sự phá sản. Đã nói với mẹ là Lâm Thanh Diện không nói dối mẹ, mẹ còn không tin, bây giờ công ty Địa ốc Hải Vân đã phá sản lần này mẹ không cần phải lo lắng sẽ có người đến tìm chúng ta gây rắc rối hứa bích hoài nói tống huyền khanh kinh ngạc một hồi lâu một lát sau mới quay đầu nhìn về phía lâm thanh diện lẩm bẩm nói thật không biết cậu có vận may gì thậm chí có thể gặp phải việc công ty địa ốc hải vân phá sản lâm thanh diện cười không nói rốt cuộc có phải là vận may hay không chỉ có trong lòng lâm thanh diện biết rõ không đúng đây không phải vận may của cậu đây thật sự là vận xui lớn của cậu Công ty địa ốc Hải Vân cũng là vì có liên quan đến cậu nên mới gặp phải xui xẻo lớn như vậy. Thậm chí hải toàn bộ công ty đều phá sản. Con gái, chúng ta không thể đế tên này ở nhà, nếu không cậu ta sẽ mang đến vận đen lớn cho chúng ta. Tông Huyền Khanh hoảng sợ nói. Lâm Thanh Diện vốn tưởng rằng Tống Huyền Khanh vì chuyện lần này công ty địa ốc Hải Vân phá sản nên liên tưởng đến một số chuyện khác. Mơ hồ đoán được một chút thực lực của Lâm Thanh Diện, nhưng anh ta đã đánh giá thấp mạch máu não của Tống Huyền Khanh. Quả nhiên khi một người nhận định một người không tốt, cho dù có nỗ lực cố gắng hơn nữa, cũng sẽ bị hiểu lâm bởi rất nhiều lý do khác nhau. Hứa Bích Hoài cũng nhìn Tống Huyền Khanh không nói nên lời, trực tiếp nắm tay Lâm Thanh Diện đi về phòng. Đừng để ý đến bà ấy, bà ấy bị chứng hoang tưởng, trở về em phải đưa bà ấy đi gặp bác sĩ. Hứa Bích Hoài nói, đứa bé thối này, còn nói ai có chứng hoang tưởng, lời mẹ nói chính là sự thật. Tống Huyền Khanh lập tức xù lông lên, đi vào trong phòng, hứa bích hoài đóng cửa lại đôi mắt nhìn về phía lâm thanh diện một cách nghiêm túc cô hỏi lâm thanh diện anh nói cho em biết công ty địa ốc hải vân phá sản có phải anh làm hay không lâm thanh diện hướng hứa bích hoài cười cười mở miệng nói là bạn của anh làm lại là bạn của anh hứa bích hoài nghi ngờ nhìn chằm chằm vào lâm thanh diện lâm thanh diện anh nói thật với em thật ra anh căn bản không hề có bạn bè gì đúng không đây đều là do một mình anh làm từ khi mới bắt đầu đã là như vậy Trải qua nhiều chuyện như vậy, hứa Bích Hoài đã bắt đầu nghi ngờ Lâm Thanh Diệt. Mỗi lần Lâm Thanh Diệt đều nói là bạn của mình giúp đỡ giải quyết. Hứa Bích Hoài đã gặp Trần Tài Anh và hướng Vấn Thiên. Nhưng lúc hai người đang nói chuyện về Lâm Thanh Diệt, căn bản không giống như bạn bè đang nói chuyện, ngược lại càng giống như đang làm việc cho Lâm Thanh Diệt. Dù sao không có người nào có thể vì bạn bè mà khiến cho một xí nghiệp hàng đầu phá sản. Trước đó hứa Bích Hoài đã sớm có chút nghi ngờ Lâm Thanh Diện nói những người này là bạn của anh, chẳng bằng nói những người kia là thủ hạ của anh, dù sao từ trước đến nay Hứa Bích Hoài chưa bao giờ thấy mấy người bạn đó của Lâm Thanh Diện không dám giúp anh chuyện gì. Chỉ có điều trước đó Lâm Thanh Diện không muốn nói, Hứa Bích Hoài cũng không hỏi nhiều. Nhưng nhưng bây giờ đã khác, Hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện đã ở mức độ quan hệ vợ chồng bình thường, cô cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp Lâm Thanh Diện chia sẻ một số bí mật, làm bà xã của Lâm Thanh Diện, cô tuyệt đối không thể bán rẻ chuyện của Lâm Thanh Diện lâm thanh diện nhẹ ho khan hai cái mặc dù hứa bích hoài đã biết thân phận người nhà họ lâm của anh một số bí mật anh nói cho hứa bích hoài cũng không thành vấn đề nhưng xuất phát từ việc bảo vệ hứa bích hoài anh vẫn không muốn để hứa bích hoài biết quá nhiều sao có thể một mình anh làm sao có thể làm được nhiều chuyện như vậy đều là lòng tốt của những người bạn này của anh lâm thanh diện nói hứa bích hoài hít mắt lại trực tiếp tiến lên một bước dán lên người lâm thanh diện trên mặt lập tực lộ ra nụ cười riêu cợt một tay nhẹ nhàng vẽ trên lông ngực của Lâm Thanh Diệt. Thật sao, sao em lại có cảm giác người nào đó đang nói dối vậy? Hứa Bích Hoài nhón chân lên, ghé vào bên tai Lâm Thanh Diệt, thổi một ngụm hơi nóng, đầu lưỡi còn liếm liếm vào vành tai Lâm Thanh Diệt. Lần này Lâm Thanh Diệt bị Hứa Bích Hoài làm cho thân thể đột nhiên giật mình, anh không thể nghĩ ra được, Hứa Bích Hoài xinh đẹp lại còn có một vẻ quyến rũ như vậy. Em, em đừng như vậy, Lâm Thanh Diệt miệng đảng lưỡi khô, nuốt nước bọt, một lúc lâu sau mới phun ra một câu. Em muốn nghe người nào đó nói thật. Nếu như không nói, hôm nay em sẽ không khách khí. Nghe nói khoảng cách một tháng của anh còn kém mấy ngày nữa, nhưng người ta đã có chút không nhịn được rồi. Hứa Bích Hoài liếm môi một cái, một tay cũng chậm chậm hướng xuống phía dưới hoạt động. Lâm Thanh Diện làm sao có thể chịu được loại quyến rũ thế này? Đối với anh bây giờ mà nói, chính là một loại tra tấn. Bà xã đại nhân, bỏ qua cho anh đi anh nói, anh nói, em đừng như vậy. Lâm Thanh Diện vội vàng mở miệng. Hứa Bích Hoài thấy Lâm Thanh Diện nói như vậy, lập tức cười ha ha, cách xa Lâm Thanh Diện một chút, giọng điệu cũng biến thành bình thường một chút, bây giờ mối quan hệ giữa Hoàng đế ngâm trần tài anh của Hồng Thành và anh là thể nào? Miễn cưỡng, coi như là lão đại của cậu ta, Lâm Thanh Diện nói. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng sau khi hứa Bích Hoài nghe được lời này của Lâm Thanh Diện, trong lòng vẫn cảm thấy kinh hãi trần tài anh là hoàng đế ngầm của hồng thành bây giờ có thể coi như mặt trời giữa trưa quyền lực anh ta nắm trong tay cơ quản không khác gì nhà họ cổ mà lâm thanh diện lại là lão đại của trần tài anh điều này đủ để chứng minh sự lợi hại của lâm thanh diện vậy lần này anh làm thế nào để công ty địa ốc hải vân phá sản có phải việc này có liên quan đến hướng vấn thiên hứa bích hoài hỏi tiếp lâm thanh diện nhẹ gật đầu hướng vấn thiên là chủ tịch tập đoàn thiên dương anh và ông ta có quan hệ thế nào hứa bích hoài mở to hai mắt nhìn xem như là ông chủ phía sau của ông ta đi lâm thanh diện nói hứa bích hoài hít sâu một hơi cô vốn cho rằng lần này lâm thanh diện sẽ nói hướng vấn thiên là đối tác nào đó của anh nhưng lâm thanh diện lại nói anh là ông chủ phía sau của hướng vấn thiên điều này có nghĩa là toàn bộ tập đoàn thiên dương đều thuộc về lâm thanh diện chẳng trách tên này đàm phán các hạng mục với tập đoàn thiên dương hóa ra anh chính là ông chủ của tập đoàn thiên dương thì có hạng mục nào không đàm phán được chứ hứa bích hoài vẫn cảm thấy mình đã đủ nỗ lực lúc trước còn ghét bỏ lâm thanh diện không chịu tiến bộ ai ngờ lâm thanh diện bất trí bất giác lại có thể có được vốn liếng mạnh như vậy cô nhớ tới thái độ lúc trước của mình với anh liền cảm thấy có chút buôn cười nhưng nghĩ đến việc lâm thanh diện là người của nhà họ lâm ở kinh đô có thể có những thành tích này cũng không có gì kỳ lạ Vậy mấy năm gần đây anh thường xuyên ra ngoài một mình, có phải chính là đang phát triển thế lực của mình?" Hứa Bích Hoài hỏi. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu. Ánh mắt Hứa Bích Hoài nhìn về phía Lâm Thanh Diện đột nhiên có chút đau lòng, mấy năm nay lúc Lâm Thanh Diện ở trong nhà, có rất nhiều việc phải làm, làm xong anh còn phải đi ra ngoài bận rộn việc của mình, có thể nghĩ ra áp lực trên người anh lớn đến mức nào. Nhưng từ trước đến nay Lâm Thanh Diện chưa từng phàn nàn hơn nữa lúc đối mặt với sự lạnh nhạt của cô và tống nguyên khanh cũng chưa từng nói bất cứ điều gì nghĩ như vậy hốc mắt hứa bích hoài lập tức đỏ lên cô cảm thấy mình mắc nợ lâm thanh diện quá nhiều cô ôm lấy lâm thanh diện nói lâm thanh diện mãi năm nay anh chịu khổ rồi lâm thanh diện cũng đưa tay ôm lấy hứa bích hoài cười nói vì em nhận nhiều đau khổ cũng đáng giá ngày hôm sau ở cống lớn của công ty địa ốc hải vân hứa trai hiệp đi đến đây muốn đến tìm Kim Tôn để xem chuyện của Kim Tôn và Hứa Bích Hoài thế nào. Anh ta cũng chưa xem tin tức nên vẫn chưa biết chuyện công ty địa ốc Hải Vân đã đóng cửa. Bây giờ trong lòng vẫn còn tưởng rằng Hứa Bích Hoài chắc chắn đã bị Kim Tôn bắt lại. Ngày sụp đổ của công ty nhà họ Hứa chắc chắn không còn xa. Mãi ngày nay anh ta cũng không hề liên lạc với Kim Tôn. Trong nhà đã nghèo đói. Hai ngày nay anh ta ra ngoài làm chút việc vặt. Lúc này mới có thời gian đến công ty địa ốc Hải Vân một chuyến. Đêm qua sau khi ba anh ta trở về nhà liền nổi trận lôi đình, mắng hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện các loại, vì hứa quốc đống uống rượu say, sau khi không hỏi được điều gì, chỉ cho là ba anh ta đang phát tiết sự oán hận đối với Lâm Thanh Diện. Vì để cho người nhà của mình thở vào nhẹ nhõm một hơi, anh ta đã sớm đến công ty địa ốc Hải Vân, chính là để sớm có thể nghe được tin tức hứa Bích Hoài và Lâm Thanh Diện xong đời. Bước vào phía trong tòa nhà của công ty địa ốc Vân Hải, điều khiến anh ta cảm thấy kỳ lạ chính là bên trong tòa nhà vắng vẻ một cách kỳ lạ, tiến vào đại sảnh cũng không thấy một bóng người. Hơn nữa toàn bộ đại sảnh đều trống rỗng, hoàn toàn không giống bầu không khí náo nhiệt trước kia của công ty địa ốc Vân Hải. Lúc này có mấy người khuân đồ từ trên lầu di xuống, hứa Tra hiệp bước nhanh qua, mở miệng hỏi, chỗ này sao vậy, tại sao lại trở nên vắng vẻ như vậy? Mấy người khiêng đồ làm gì? Người kia nhìn hứa Tra hiệp một chút nói, anh không xem tin tức sao? công ty địa ốc Vân Hải đã tuyên bố phá sản, những thứ này lấy ra để bán. Hứa trai hiệp lập tức ngây ngẩn cả người, lẩm bẩm nói, phá sản. Làm sao có thể, ông chủ Kim và cậu Kim ở đây không? Tôi muốn gặp bọn họ. Người kia nhếch miệng, nói cái gì mà ông chủ với cậu chủ, công ty địa ốc Hải Vân phá sản, hai người bọn họ đã không bằng cái rắm, có lẽ bây giờ bọn họ đã về nhà làm ruộng rồi. Nói xong, mấy người kia cũng không quan tâm đến hứa trai hiệp nữa, tiếp tục khuân đổ đi. Hứa trai hiệp ngơ ngác đứng một mình trong đại sảnh không một bóng người, dáng vẻ hơi cô đơn và chật vật. chương 318, không biết tốt xấu. Hai ngày sau, Vịnh Đằng Long, biệt thự trung tâm. Tuyệt đối không được, năm đó hai đứa tổ chức lễ kết hôn, người một nửa hồng thành đều đến chê cười, chẳng lẽ hai đứa còn muốn bị chê cười thêm lần nữa. Mẹ không đồng ý, hai đứa muốn tổ chức hôn lễ lần nữa, không có cửa đâu. Tống Huyền khanh khí thế bừng bừng nhìn Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài, như muốn ăn hai người. Hứa Quốc Hoa cũng sắc mặt khó coi nhìn hai người, nói: "Bích Hoài, mẹ con bây giờ không ép hai đứa ly hôn đã không tệ rồi, hai đứa đừng gây ra chuyện gì nữa." Hứa Bích Hoài cắn môi nhìn ba mẹ mình, trước đây họ chê cười chúng ta là vì họ không biết Lâm Thanh Diện tốt, bây giờ không giống vậy nữa, anh ấy đã làm rất nhiều việc vì ba mẹ, con và anh ấy tổ chức hôn lễ lần nữa thì sao? con gái ngốc của mẹ lâm thanh diện có gì tốt chứ chẳng lẽ chính vì khoảng thời gian trước nó nói mình là người nhà họ lâm nên nó liền tốt rồi sao cho dù nó là người nhà họ lâm cũng là kẻ bị bỏ rơi của nhà họ lâm tài sản của nhà họ lâm không có chút liên quan nào tới nó chúng ta bây giờ điều kiện sinh hoạt quả thực tốt rồi nhưng đó cũng chỉ là vì lúc nó bị đuổi ra có mang theo một ít chút này đủ làm gì chứ nó sao có thể so được với người kế thừa thật sự của nhà họ lâm tống huyền khanh phản bác Lâm Thanh Diện cho dù không phải người thừa kế của nhà họ Lâm, cũng ưu tú hơn đa số mọi người, anh ấy là. Hứa Bích Hoài có chút kích động, xém chút nói ra việc Lâm Thanh Diện là ông chủ của tập đoàn Thiên Dương. Nhưng cô vẫn nhịn được, Lâm Thanh Diện đã dặn dò cô, trên thế giới này có quá nhiều hiểm ác, làm người không thể quá kiêu ngạo, giấu tài có lúc là chuyện tốt. Nếu cô nói ra chuyện Lâm Thanh Diện là ông chủ của tập đoàn Thiên Dương, có lẽ có thể khiến Tống Huyền Khanh tâm phục khẩu phục nhưng với cái miệng rộng của bà, nhất định sẽ lan truyền chuyện này. Lâm Thanh Diện bây giờ không tính là an toàn tuyệt đối, nhà họ Lâm ở Kinh Đô cho rằng anh đã chết rồi, nếu lúc này chuyện này bị chuyên ra, phía nhà họ Lâm nhất định sẽ biết anh không chết, hơn nữa chuyện Triệu Xuân Diệu bị bắt nhất định cũng sẽ bại lộ. Nó là cái gì, nói không ra đi, tên này cũng chỉ mang theo chút tài sản lúc bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm, ngoài ra còn có ưu điểm gì, con gái mẹ ưu tú như vậy, cũng chỉ có người kế thừa thật sự của nhà họ lâm có thể xứng với con tống huyền khanh khinh thường nói hứa bích hoài cắn môi dường như muốn gào lên với tống huyền khanh lúc này lâm thanh diện vươn tay đỡ vai cô nói đừng tranh cãi với bà ấy nữa anh sẽ làm hôn lễ nhưng vẫn không vội tình huống trước mặt vẫn chưa thích hợp làm chuyện này đợi thời cơ tới rồi làm cũng không muộn lâm thanh diện cho rằng thời cơ còn chưa tới đương nhiên là vì nhà họ lâm ở kinh đô nếu Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài lại cử hành hôn lễ, nhất định sẽ trở thành tin tức lớn ở Hồng Thành, Lạc Hân biết Triệu Xuân Diệu ở Hồng Thành, nhất định sẽ theo dõi tin tức bên này. Cho nên Lâm Thanh Diện muốn cử hành hôn lễ lần nữa với Hứa Bích Hoài, nhất định phải đợi sau khi giải quyết xong rắc rối bên nhà họ Lâm ở kinh đô. Hứa Bích Hoài nghe thấy Lâm Thanh Diện khuyên nhủ mới không cãi với Tống Huyền Khanh nữa. Tống Huyền Khanh khinh thường nhìn Lâm Thanh Diện, nói còn đợi thời cơ tới nữa tôi thấy cả đời này cậu cũng không có thời cơ này đâu, cậu bỏ cuộc đi. Hứa Quốc Hoa nhìn Lâm Thanh Diện, mặt lộ ra nụ cười, nói, Lâm Thanh Diện, chuyện hôn lễ chúng ta thư thả rồi nói, mấy ngày gần đây lưng ba vẫn đau, ngày nào tới nửa đêm cũng không ngủ được, con không phải biết thần y từ tài sao, con đến chỗ ông ấy xin cho ba mấy hộp thuốc cao dán đi. Hứa Bích Hoài chừng mắt hứa Quốc Hoa, nói ba, ba còn có mặt mũi kêu anh ấy đi xin thuốc cao giúp ba, Vừa nãy ba cùng mẹ con chỉ trích anh ấy vô dụng sao không nghĩ xem mình sẽ nhờ anh ấy. Hai người đã cảm thấy anh ấy là phế vật, vậy thì tự mình đi xin đi, còn nhờ anh ấy làm gì? Hứa Quốc Hoa lập tức lộ ra nụ cười khổ, nói: "Ba không phải là nghe lời mẹ con sao, ba cũng không dám đối chọi với bà ấy, tính tình bà ấy con không phải không biết, hơn nữa lưng ba đau thật, quá khó chịu, Lâm Thanh diện tốt xấu gì cũng là con rể ba, đi xin chút thuốc cao giúp là việc nên làm mà." Hừ lúc nhờ anh ấy thì anh ấy là con rể lúc không nhờ được thì hai người liền nghĩ cách muốn đuổi anh ấy đi hai người thật sự quá đáng hứa bích hoài đòi lại công bảng cho lâm thanh diện tống huyền khanh tức giận trợn tròn mắt hứa bích hoài con nói chuyện với chúng ta vậy sao cái này sao là nhờ cậu ta đây vốn chính là việc cậu ta nên làm chúng ta còn cần nhờ sao là cậu ta thiếu nhà chúng ta chúng ta kêu cậu ta làm việc cậu ta phải làm mẹ Hứa Bích Hoài bị Tống Huyền Khanh chọc tức đứng bật dậy, cô nghĩ không ra tại sao mình lại có ba mẹ không nói lý như vậy. Lâm Thanh Diện thấy họ tranh cãi có chút đau đầu, vươn tay giữ cánh tay Hứa Bích Hoài, kéo cô ra ngoài biệt thự, nói đừng cãi nhau với họ, anh đi tìm từ tài xin thuốc cao, chuyện hôn lễ tạm thời đừng thảo luận với họ, đến lúc đó anh sẽ nghĩ cách. Hứa Bích Hoài thở dài, em thật sự cảm thấy họ quá đáng quá, họ sao có thể đối xử với anh như vậy. Quan niệm thành kiến mà thôi, sớm muộn gì cũng có ngày họ sẽ nhận ra mình sai lầm, Lâm Thanh Diện cười cười. Hứa Bích Hoài gật đầu, hít sâu một hơi, nói thuốc cao của ba em anh đừng quản ông ấy, để tự ông ấy nghĩ cách, không thể để họ quen thói như vậy. Lâm Thanh Diện cười, chỉ là nhấc tay một cái mà thôi, hơn nữa anh vừa khéo cũng phải đi tìm từ tài một chuyến, lần trước giúp ông ấy đánh cờ, ông ấy còn chưa cảm ơn anh đâu, không thể để ông ấy được lợi như vậy. Thấy Lâm Thanh Diện nói vậy, Hứa Bích Hoài cũng chỉ đành gật đầu, đợi anh đi rồi, một mình cô đi dạo trong vườn hoa biệt thự. Lâm Thanh Diện lái xe điện ra khỏi Vịnh Đằng Long, chạy đến y quán của Từ Tài. Vì y quán của Từ Tài ở trong hẻm, Lâm Thanh Diện đổ xe điện trong hẻm hơi chướng ngại, cho nên bèn đỗ xe bên đường cái. Lúc này một chiếc Mercedes G-Class cũng lái về phía này, cửa sổ xe hạ xuống, người lái là một người trẻ ăn mặc thời trang, người ngồi bên ghế phụ lại là một người trung niên tóc mai đã bạc, hai người có chút giống nhau này đẩy cái xe điện rách của anh sang một bên cho tôi tôi muốn dừng xe ở đây thanh niên không khách sáo hét to với lâm thanh diện lâm thanh diện quay đầu nhìn thanh niên trên xe nói khu vực này dùng để đỗ xe điện và xe đạp anh muốn đỗ xe thì tìm chỗ khác đi thanh niên nghe thấy lời của lâm thanh diện lập tức mắng anh mẹ nó mù sao chỗ khác nào có chỗ đỗ xe ông đây muốn đỗ xe ở đây mau đẩy cái xe điện rách của anh đi nếu không tôi trực tiếp ép anh lâm thanh diện nhíu mày không nghĩ tới người này lại ngang ngược như vậy ánh mắt anh thoáng chốc trở nên sắc bén lạnh lùng nói xe điện của tôi hôm nay để ở đây tôi xem ai đám động vào mẹ nó không biết tốt xấu phải không thật sự cho rằng ông đây không dám làm gì xe anh phải không thanh niên gào lên với lâm thanh diện người không biết tốt xấu là các người lâm thanh diện lạnh lùng nói sau đó bèn xoay người đi tới hẻm bên cạnh cũng không quan tâm thanh niên đó sẽ phản ứng thế nào. Nếu đây là chỗ đỗ xe, vậy Lâm Thanh Diện có thể rời xe một chút, nhưng nơi này để đỗ xe điện và xe đạp, Lâm Thanh Diện không đổ sai chỗ, cho nên không cần nể mặt thanh niên đó. Đồ thấp hèn thúi tha này, lại dám ra vẻ trước mặt tôi, thật cho rằng lý hữu tôi dễ chọc sao, xe điện này anh đừng hòng lấy nữa. Lý hữu thâm mảng một tiếng, tiếp đó trực tiếp đạp ga xe, đè lên xe điện của Lâm Thanh Diện. Người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phụ thấy Lý Hữu như vậy, không ngăn cản, chỉ nói một câu, Hữu, tính tình của con Vân quá táo bạo, sau này phải kiềm chế một chút. Ba, cần gì kiềm chế với loại thấp hèn này, ở xã hội này, có tiền mới là đại gia, mặc dù chúng ta ở ngoài tới, nhưng chúng ta có người thân ở Hồng Thành, ba không phải gia tộc họ cổ đệ nhất Hồng Thành là thân thích phương xa của nhà chúng ta sao, lần này không phải ba còn muốn thăm hỏi người ta, có gia tộc đệ nhất này làm chỗ dựa, ai còn dám chọc vào chúng ta lý hữu khinh thường nói người đàn ông trung niên lắc đầu không có ý trách móc nói dừng xe trước đi đi thăm hỏi nhà họ cổ chỉ là thứ yếu mục đích chủ yếu lần này vẫn là tìm thần y từ giúp con chị Bệnh, lần này để có thể mời thần y từ ra tay ba đã tốn cái giá lớn lát nữa đi con phải ngoan ngoãn nghe người ta nói chuyện được rồi con biết rồi ba lý hữu không kiên nhân nói lâm thanh diện không biết xe điện của mình đã bị người khác đẻ anh tới y quán của Từ Tài, sau khi vào, nhìn thấy Từ Tài và Tú đang đun thuốc. Đây là ai bị bệnh, sao lại nấu thuốc? Lâm Thanh Diện cười hỏi. Từ Tài và Tú đều quay đầu nhìn sang, phát hiện là Lâm Thanh Diện, hai người đồng thời mở miệng, đây là... Ngoặc kép. Hai người nhìn nhau, Từ Tài cười, nói, con nói xem, mỗi lần Lâm Thanh Diện tới, con lại trở nên thích biểu hiện, sao người khác tới không thấy con nhiệt tình như vậy? Tú lập tức hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt trái xoan lộ ra dạng đỏ ngượng ngùng, nói ai muốn nói chứ, con mới không nói đâu. Lâm Thanh Diện giờ khóc giờ cười nhìn một già một trẻ, lòng nghĩ họ có thể trở thành thầy trò e là cũng không phải không có nguyên nhân. Đây là thuốc một người trả số tiền lớn nhờ tôi phối, hôm nay người ta sẽ tới lấy thuốc, thuận tiện để tôi khám bệnh giúp con trai ông ta, tôi nấu thuốc này trước, đến lúc đó để họ trực tiếp mang đi, từ tài nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, cười nói, lão từ, lần trước tôi giúp ông thắng người nhà họ Tân, chẳng lẽ cứ vậy thôi sao, chẳng lẽ ông không nên biểu hiện một chút sao? Từ tài cười ha hả, nói tôi không phải nói để Tú làm vợ nhỏ cậu sao, cậu cũng không cần, không trách được tôi. Tú nghe thấy lời của từ tài, lập tức trừng mắt ông ấy, căn răng nghiến lợi nói thầy, lưng thầy lại ngứa đi, con đấm lưng cho thầy nhé. Không cần không cân, thấy còn muốn sống thêm vài năm, từ tài vội nói. Lâm thanh diện bất đắc dĩ, biết mình muốn đòi chỗ tốt là không thể nào, chỉ có thể xin vài hộp thuốc cao thay hứa quốc hoa. Chính vào lúc ba người đang nói nói cười cười, ngoài y quán có hai người đi tới, chính là Lý Hữu và ba anh ta, Lý Ngọc Thư. Từ thần y, chúng tôi đến lấy thuốc, không biết bây giờ có tiện không? Lý Ngọc Thư nói to một câu, chương 319, quỳ xuống xin lỗi tôi. Từ tài đang nấu thuốc trong sân nghe thấy tiếng gọi phía trước liên nói với Lâm Thanh Diện, tới rồi, tôi ra ngoài tiếp đãi một chút lâm thanh diện gật đầu không để ý anh nhìn tú đang canh chừng trước âm thuốc phát hiện cô gái này quả thực lung linh vóc dáng xuất sắc quỳ trên mặt đất đường cong rõ ràng khiến người ta mơ màng tú thấy lâm thanh diện nhìn mình như vậy mặt thoáng chốc đỏ bừng nói nhìn cái gì mà nhìn lưu manh thúi lâm thanh diện cười lắc đầu nói tôi là sư tổ của cô cô dám bất kính với sư tổ có phải muốn chịu phạt không tú nghe thấy lời này của anh trong lòng bông nhiên không vui nhưng ban đầu cô quả thực vì thua lâm thanh diện cờ vây nên nhận anh làm sư tổ cô không phải loại người chết cũng không chịu nhận tôi tôi sai rồi được chưa thật là nhỏ nhen tú u oán nói đã biết sai vậy thì đến đấm lưng cho tôi để tôi cũng hưởng thụ đãi ngộ của sư tổ một chút lâm thanh diện nói tú mặt đầy không tình nguyện đi về phía lâm thanh diện giơ nắm tay nhỏ của mình hung hằng đập hai phát lên lưng anh lâm thanh diện lập tức xoay người vươn tay giữ lấy tay cô, đau đến hít hà, cô muốn đánh chết tôi sao? Tú làm mặt quỷ với anh, là anh kêu tôi đấm, anh không nói phải dùng sức thể nào. Lúc này, tử tài dẫn hai người Lý Hữu và Lý Ngọc Thư ở bên ngoài vào trong sân, cười nói thuốc sắp nấu xong rồi, hai người đợi ở đây một chút đi. Lý Hữu và Lý Ngọc Thư vào sân, đều khá cung kính với tử tài. Nhưng rất nhanh họ đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện đang giữ lấy cánh tay của Tú, bộ dáng muốn dạy dỗ cô ấy. Lý Hữu nhìn thấy Lâm Thanh Diện, lại nhìn tú như hoa như ngọc, lập tức mắng một câu, mẹ nó, tên thấp hèn này lại còn dám đến chỗ thân y trêu gẹo con gái, thật không muốn sống nữa, tôi đến dạy dỗ hắn. Nói rồi, Lý Hữu bèn xông về phía Lâm Thanh Diện, trực tiếp đá tới. Lâm Thanh Diện thấy vậy, không chút khách sáo với hẳn ta, xoay người, xoạt chân, trực tiếp đá chân Lý Hữu ra. Lý Hữu không đứng vững, ngã nhào xuống đất, đau đến miệng méo sạch. Đi em em, mày dám ra tay với tao mày không muốn sống nữa sao lý hữu mắng to ai ra tay trước lâm thanh diện lạnh giọng nói tao có thể ra tay với mày mày con mẹ nó không thể ra tay với tao thứ nghèo hèn như mày có tư cách gì ra tay với tao mày biết ông là ai không sau lưng tao có chỗ dựa lớn lý hữu gào lên lâm thanh diện nhếch môi trong lòng nghĩ lại là một thiếu gia nhà giàu hống hách phách lối chỉ là loại người này lâm thanh diện căn bản không để trong mắt ở Hồng Thành, Lâm Thanh Diện là trời, có chỗ dựa lớn cũng vô dụng. Lý Ngọc Thư thấy con trai mình bị đánh ngã, sắc mặt cũng trở nên khó coi, vội đi tới, đỡ hắn ta dậy. "Cậu tìm chết sao, con trai tôi cậu cũng dám đánh?" Lý Ngọc Thư dáng vẻ bảo vệ con trai. Lúc này Từ Tài hừ lạnh một tiếng, nói: "Hai vị, các người có ý gì, vừa tới đã ra tay với khách chỗ tôi?" Lý Ngọc Thư có chút kinh ngạc nhìn Từ Tài, không nghĩ tới Lâm Thanh Diện lại là khách của ông ấy thần y tên này chỉ là đồ nghèo kiết xác sao có thể có tư cách làm bạn với ông lúc nãy hẳn ta lái xe điện rách tới tôi kêu hắn nhường chỗ cho tôi hắn lại còn không chịu tôi trực tiếp đè xe hắn lý hữu có chút đắc y nói sau đó ánh mắt hẳn ta rơi trên người tú ánh mắt có chút tham lam rõ ràng đã bị sắc đẹp của cô ấy thu hút lâm thanh diện nghe thấy lời của lý hữu trong lòng lập tức sinh ra lửa giận anh không nghĩ tới lý hữu này lại thật sự đè xe của mình một chiếc xe điện lâm thanh diện đương nhiên không để ý, nhưng Lý Hữu làm vậy, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt anh, hôm nay không cho Lý Hữu này ăn chút khổ sở, vậy lâm thanh diện cũng không phải lâm thanh diện nữa. Xe điện đó theo tôi hơn 3 năm, tôi đỗ nó ở vị trí bình thường, anh lại đè nó, chuyện hôm nay, anh phải giải thích với tôi, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Lý Ngọc Tư nhìn thấy sắc mặt từ tài vì hai người mà trở nên khó coi, ông ta sợ từ tài vì vậy không khám bệnh cho Lý Hữu nữa, bèn vội nói, vừa nãy đều là Hiếu Lâm, nơi này là y quán của từ thần y, xảy ra xung đột thế này sẽ khiến từ thần y không vui, nếu không thế này đi, tôi bồi thường cho cậu 15 triệu, đủ để cậu mua một chiếc xe điện mới rồi, chuyện này bỏ đi như vậy đi. Nói rồi, Lý Ngọc Thư lấy sắp tiên giấy khỏi ví tiên của mình, đưa cho Lâm Thanh Diện. Lý Hữu còn muốn nói gì đó, bị Lý Ngọc Thư trừng mắt, họ hôm nay tới khám bệnh, tốt nhã đừng xung đột với người khác. Lâm Thanh Diện nhìn tiên của Lý Ngọc Thư, nhếch môi, lạnh giọng nói, tôi không thiểu tiên, nếu các người muốn kết thúc chuyện này thì kêu hắn ta quỳ xuống xin lỗi tôi. Lý Hữu lập tức nổi giận, gào lên, mày CMN bớt không biết tốt xấu ở đây đi, nghèo kiết xác như mày còn không thiếu tiền. Ở đây ra vẻ thanh cao gì chứ, thật buồn cười. Lý Ngọc Thư thấy Lâm Thanh Diện không chịu, cũng có chút tức giận, nói cậu đã không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách tôi, nhóc con mặc dù chúng tôi không phải người hồng thành nhưng với quan hệ của chúng tôi cậu muốn động vào chúng tôi tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt a à, vậy sao lâm thanh diện lộ ra nụ cười lạnh lý ngọc thư thấy anh nói vậy bèn quay đầu nhìn từ tài nói từ thần y ông cũng thấy rồi tôi đã cho tên này đủ mặt mũi rồi là tự hẳn không nhận ông vẫn là mau đuổi hẳn đi tôi còn muốn nhờ ông khám bệnh cho con trai tôi đâu hôm nay có tôi ở đây ông đừng mơ kêu từ tài trị bệnh cho con trai ông trừ phi kêu hắn quỳ xuống xin lỗi tôi lâm thanh diện nói mày cho rằng mày là ai lại còn ở đây giả bộ từ thần y hắn bất kính với ông như vậy ông đuổi hắn đi đi lý lụ nói từ tài nhìn hai người một cái cũng cảm thấy hai ba con này có chút phách lõi vừa tới đã mắng lâm thanh diện lâm thanh diện có ơn với ông ông đương nhiên phải nghe lời của lâm thanh diện hai vị xin lỗi lâm thanh diện là khách quý của tôi có ơn với tôi, cậu ta không cho tôi trị bệnh cho con trai ông, vậy tôi đương nhiên sẽ không trị, thuốc của hai người đã nấu xong rồi, tôi nhận tiền của hai người, thuốc này đương nhiên sẽ đưa hai người, chỉ là bệnh của con trai ông tôi sẽ không trị, từ tài nói. Sắc mặt Lý Hữu và Lý Ngọc Thư đều biến đổi, hai người họ nào nghĩ tới, thần y từ tài tiếng tăm lừng lẫy lại thật sự nghe lời của Lâm Thanh Diệt, chuyện này khiến họ có chút kinh ngạc. Với danh vọng của từ tài, người có thể kết giao với ông, Nhất định đều là người có máu mặt, thấp hèn như Lâm Thanh Diện nào có tư cách kết giao với Từ Tài, vừa nãy họ vào, còn cho rằng Lâm Thanh Diện đột nhập vào sân trêu chọc con gái. Ai ngờ Từ Tài lại nói Lâm Thanh Diện là khách quý của ông, còn có ơn với ông, chuyện thoáng chốc trở nên phiên phức. Lý Ngọc Thư lần này đã trả số tiền lớn không phải vì số thuốc đó, mà mục đích thật sự là để Từ Tài trị bệnh cho con trai ông ta. Chỉ là bệnh này của con trai ông ta có chút mất mặt, bản thân Lý Hữu cũng ngại ngùng. Cho nên lúc Lý Ngọc Thư liên lạc với Từ Tài, chỉ nói muốn phương thuốc bồi bổ thân thể, trị bệnh cho con trai ông ta chỉ là phụ thêm. Từ Tài đồng ý thuận tiện khám bệnh giúp con trai ông ta, ông ta mới trả tiền. Nếu bây giờ Từ Tài vì Lâm Thanh Diện mà không khám bệnh cho con trai ông ta, vậy lần này họ đã tới vô ích rồi. Ông ta quay đầu nhìn Lý Hựu, ánh mắt trách móc, nếu hôm nay nó thành thực tới thì sao sẽ xảy ra tình huống này. Thần y, người anh em, thực xin lỗi chúng tôi thật sự không biết người anh em là khách quý của thân y, mới có chút mạo phạm, người anh em tuyệt đối đừng tức giận, nếu cậu cảm thấy bồi thường 15 triệu không đủ, chỉ cần nói một con số, tôi nhất định sẽ trả, Lý Ngọc Thư nghĩ rồi lại câu xin một chút. Tôi nói rồi, kêu hẳn ta quỳ xuống xin lỗi tôi, Lâm Thanh Diện nói. Lý Ngọc Thư cần răng, nghiêng đầu nhìn Lý Hữu, trong lòng có chút không nhẫn tâm. Ba, con mới sẽ không quỳ xuống xin lỗi hẳn ta đâu, hắn có tư cách gì chứ? Lý Hựu tức giận nói. Lý Ngọc Thư đạp lên mông hẳn, nói, đã lúc này rồi, mày còn ra vẻ ở đây, mày quên chúng ta lần này tới làm gì rồi sao? Nếu từ thần y không trị bệnh cho mày, bệnh của mày không khỏi được, nhà họ Lý tao sẽ tuyệt hậu. Họa này cũng do mày tự chuốc lấy, hôm nay mày phải quỳ cho tao. Lý Hựu nắm chặt nắm tay, mặc dù hắn không muốn quỳ xuống, nhưng trong lòng hắn cũng biết bệnh của mình nghiêm trọng, do dự nửa ngày rồi hắn chỉ có thể quỳ xuống trước mặt Lâm Thanh Diện xin, xin lỗi. chương 320, vợ của Lâm Thanh Diện không thể chọc. Tôi nói tính tình sao có thể táo bạo được như vậy chứ, hóa ra là có vấn đề ở phương diện kia. Cũng khó trách, người bất lực thì yêu thích nhất chính là biểu hiện, cậu cứng đầu như thế là vì che giấu khuyết điểm của mình chứ gì. Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Hữu quỳ xuống, mở miệng nói ra. Con mẹ nó chứ, anh nói ai bất lực hả? Mặt mũi Lý Hữu tràn đầy lửa giận, rõ ràng là bị đâm vào chỗ đau bệnh của cậu mà chị không hết thì nhà của cậu sẽ tuyệt hậu, chẳng lẽ không phải là phương diện kia có vấn đề à? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn chầm chầm anh ta. Sắc mặt của Lý Ngọc Thư cũng khó coi, nhưng nghĩ đến Lâm Thanh Diện là bạn của Từ Tài, cho nên cũng không phát giận. Cậu bạn à, con trai của tôi cũng đã đến đây để xin lỗi cậu rồi, cậu cũng không cần phải đâm trọt nó nữa, Lý Ngọc Thư nói. Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, với hành động cứng đầu này của Lý Lục, Hôm nay Lâm Thanh Diện có chặt mất chân của anh ta cũng không có vấn đề gì. Có điều đây là nơi của Từ Tài, anh cũng không muốn làm lớn chuyện lên, cho nên cũng không ra tay. Lấy cho ba vợ của tôi mấy lọ thuốc mỡ trị đau lưng đi, tôi cũng sẽ không ở đây lâu thêm nữa." Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn về phía Từ Tài. Từ Tài nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng đi lấy mấy lọ thuốc mỡ cho Lâm Thanh Diện, ông ta cũng không muốn để Lâm Thanh Diện đánh nhau với người ta. Sau khi Lâm Thanh Diện cầm thuốc mỡ thì liền rời khỏi phòng khám, không so đo với ba con của Lý Ngọc Thư. Từ tài cũng cảm thấy tức giận, nhìn về phía Lý Hữu, lên tiếng nói, khí sắc của cậu thiếu âm, tính tình nóng này, quả thật có thể có vấn đề ở phương diện kia, nói thử xem đã có chuyện gì xảy ra. Mặt mũi của Lý Hữu lập tức tràn đầy xấu hổ, lên tiếng nói cái đó, trước đó bị người ta đạp một cái, sau đó cũng không thể cứng lên được, đã đi khám rất nhiều bác sĩ rồi mà cũng vô dụng, cho nên mới đến tìm ông. Ngoặc kép, đứa con trai này của tôi quả thật là không biết kiêm chế, trước đó chọc ghẹo con gái nhà người ta, cho nên mới bị đạp một đạp. Thần y từ, nhất định phải chữa khỏi cái bệnh này cho nó nha, tôi không muốn nhà họ Lý tuyệt hậu đâu, Lý Ngọc Thư cũng đứng ở một bên mở miệng nói. Sau khi Tú nghe thấy lời nói của hai người bọn họ, lớn tiếng nói phi, thật sự mất mặt mà, cái này là đáng đời của anh thôi, cho dù có chữa cho anh rồi thì hôm nào đó anh cũng sẽ bị người ta đạp gãy nữa. Khuôn mặt của Lý Hữu chợt đỏ bừng, hai mắt nhìn về phía Tú, trong lòng sinh ra một suy nghĩ tả ác. Lý Hữu trời sinh đã có tính tình ngang bướng, từ nhỏ đã được nuông chiều, cái tính cứng đầu này có thể được nói là do Lý Ngọc Thư đã nuông chiều quen mà thành, anh ta ở nhà của anh ta cũng không coi ai ra gì, hoàn toàn bá đạo. Sở dĩ anh ta bị đạp gãy mệnh căn là bởi vì đùa giỡn cô con gái của ông chủ lớn ở chỗ của bọn họ, ông chủ lớn đó có chút quyền thế, cũng ngang hàng với nhà họ Lý. Nhưng mà Lý Hữu vẫn muốn đùa giỡn con gái nhà người ta như cũ, đủ để thấy anh ta phách lối rồi. Nếu như không phải bởi vì sức ảnh hưởng của ông chủ lớn đó, sau khi Lý Hữu bị đạp gãy mệnh căn, chỉ sợ là đã đánh chết cô con gái kia rồi. Bây giờ anh ta muốn cầu cạnh từ tài, cho nên mới lộ ra cung kính một chút, thật ra thì trong lòng của anh ta căn bản cũng không đặt từ tài vào trong mắt, cảm thấy ông ta bất quá cũng chỉ là một người khám bệnh mà thôi. Bây giờ Tú lại nói anh ta như vậy, đương nhiên là trong lòng của anh ta khó chịu, nghĩ đến lúc chờ sau khi từ tài chữa khỏi cho anh ta rồi thì anh ta nhất định phải để Tú nếm thử sự lợi hại của anh ta. Con nhóc thối, cũng dám nói tôi như vậy, chờ đó cho tôi, căn bệnh này của ông đây được chữa, người đầu tiên biết tay chính là cô đó, Lý hữu thầm nhủ trong lòng. Lâm Thanh Diện cầm thuốc mỡ đi đến ngã tư, bất đắc dĩ thở dài nhìn thấy chiếc xe điện của mình đã bị ép thành sắt vụn. Không có xe điện, bây giờ anh cũng chỉ có thể bắt một chiếc xe trở về. Lúc này có một chiếc xe Range Rover dừng ở bên cạnh anh, cửa số xe hạ xuống, Lâm Thanh Diện nhìn vào bên trong, phát hiện là cổ thanh chiết của nhà họ cổ. Cậu Lâm, thật là khéo, cậu đang đứng đây để đợi xe à? Mặt mũi của cổ thanh chiết tràn đầy cung kính nói. Kể từ sau khi biết Lâm Thanh Diện chính là thế hệ sau của nhà họ Lâm ở kinh đô, Cổ Thanh Chiết liền đem Lâm Thanh Diện trở thành đối tượng quan trọng nhất. Trong lòng của ông ta rất rõ ràng, ở hồng thành này, cho dù đắc tội ai đi nữa thì cũng không thể đắc tội Lâm Thanh Diện. Hơn nữa, cho dù Lâm Thanh Diện không có thân phận người thừa kế của nhà họ Lâm, Cổ Thanh Chiết cũng ý thức được sự kinh khủng của Lâm Thanh Diện. Sau khi cũng biết đến chuyện công ty địa ốc Vân Hải phá sản, ông ta cũng biết trước khi công ty địa ốc Vân Hải phá sản vấn đề duy nhất mà bọn họ đã làm là làm khó dễ công ty nhà họ hứa. Công ty nhà họ hứa là công ty của vợ Lâm Thanh Diệt, liên kết hai chuyện này lại, cho dù cổ Thanh Chiết có ngốc đi nữa thì cũng biết được mối quan hệ trong đó. Đúng vậy, Lâm Thanh Diệt trả lời một câu. Cậu đi đâu, để tôi đưa cậu đi, khỏi phải đợi ở chỗ này, cổ Thanh Chiết nhiệt tình nói. Lâm Thanh Diện suy nghĩ, ngu hay sao mà không đi, đúng lúc anh cũng lười đi bắt xe, liên cười nói một câu với cổ thanh chiết vậy làm phiền gia chủ nhà họ cổ thanh chiết rồi lâm thanh diện lên xe nói điểm đến của mình tài xế lập tức lái xe đi về phía vịnh đằng long mặc dù là vịnh đằng long cùng với nơi mà cổ thanh chiết muốn đi cũng không tiện đường nhưng mà cho dù cổ thanh chiết có đi đường vòng thì cũng phải đưa lâm thanh diện trở về trước số lần tiếp xúc của lâm thanh diện với ông ta cũng không nhiều đương nhiên phải nắm bắt lấy từng cơ hội vụ phá sản của công ty địa ốc Vân Hải ồn ào hai ngày nay, chắc là có liên quan đến cậu Lâm nhỉ. Cổ thanh chiết quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Lâm Thanh Diện không nhìn ông ta, chỉ là thản nhiên nói, đó là do Kim Văn Ngạo không có mắt, bắt vợ của tôi uy hiếp tôi, loại tai họa như thế này không nên ở lại hông thành. Cổ thanh chiết giật mình ở trong lòng, lúc đầu ông ta cũng chỉ coi là có liên quan đến Lâm Thanh Diện, không ngờ đến Lâm Thanh Diện lại trực tiếp thừa nhận, giọng điệu còn thờ ơ như thế giống như là tiêu diệt một công ty địa ốc vân hải đối với anh mà nói bất quá cũng chỉ là diệt một con kiến mà thôi phải biết rằng quy mô của công ty địa ốc vân hải có thể sánh vai với nhà họ cổ lâm thanh diện có thể tiện tay tiêu diệt công ty địa ốc vân hải điều này chứng minh anh cũng có thể tiêu diệt nhà họ cổ của ông ta nghĩ như vậy trên trán của cổ thanh chiết toát ra mồ hôi lạnh dù sao lúc trước con của ông ta đã bị lâm thanh diện đánh gãy chân cũng là bởi vì vợ của lâm thanh diện Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Lâm Thanh Diện không bởi vì chuyện này mà trực tiếp tiêu diệt nhà họ Cổ thì cũng đã là phúc phần rồi. Xem ra ở Hồng Thành, ngoại trừ không thể chọc Lâm Thanh Diện thì vợ của Lâm Thanh Diện cũng không thể chọc được. Trên đường đi, Cổ Thành Chiết đều đang chìm trong một loại không khí khẩn trương, ông ta muốn nói gì đó với Lâm Thanh Diện, nhưng mà lại sợ mình nói sai, trong lòng rất gấp gáp, hai tay cũng ra đây mồ hôi trên người của Lâm Thanh Diện mang theo loại khí thế kinh người mà cổ thanh chiết ít thấy trong đời này. Đương nhiên nguyên nhân lớn là do sau khi cổ thành chiết nghe thấy Lâm Thanh Diện thờ ơ nói là mình đã loại trừ công ty địa ốc Vân Hải, nên cảm giác đó mới sinh ra ở trong lòng. Không bao lâu sau, tài xế lái xe đến cổng Vịnh Đằng Long. Lâm Thanh Diện bước xuống từ trên xe, nói cảm ơn với cổ thanh chiết, sau đó cũng không nói nhảm liên trực tiếp đi vào Vịnh Đằng Long. Lúc này cổ thanh chiết mới có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm, ngồi cùng một chỗ với loại người có cấp bậc như là Lâm Thanh Diện đối với ông ta mà nói đó chính là một loại khảo nghiệm. Lâm Thanh Diện mới đi vào không bao lâu, cổ thành chiết nhận được một cuộc điện thoại, là của Lý Ngọc Thư gọi tới. Anh họ, tôi với hữu đến Hồng Thành rồi, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi, trong điện thoại chuyên đến giọng nói của Lý Ngọc Thư. Cổ thanh chiết cười cười, mở miệng nói, không thành vấn đề. So với việc ở cùng một chỗ với Lâm Thanh Diện, Cổ Thanh Chiết càng thích liên lạc với người như là Lý Ngọc Thư hơn. Tuy nói Lý Ngọc Thư là người thân của ông ta, hơn nữa ở chỗ của bọn họ cũng được coi như là một nhân vật, nhưng mà căn bản của không so sánh được với Cổ Thanh Chiết. Cổ Thanh Chiết ở trước mặt của loại người này thì còn có thể ra oai, ít nhất là khi đối mặt với Lý Ngọc Thư, Cổ Thanh Chiết cũng không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như là ở trước mặt của Lâm Thanh Diệt, hơn nữa cho dù mình có phát giận thì Lý Ngọc Thư chắc chắn cũng không dám nói cái gì. Lâm Thanh Diện trở về trong biệt thự, Tống Huyền Khanh nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi bộ trở về thì lập tức lên tiếng hỏi, "Xe điện đâu rồi?" "Bị hỏng rồi, còn đã đưa nó cho người thu mua phế liệu." Lâm Thanh Diện viện một cái lý do, "Xe điện kia cũng đã được sử dụng nhiều năm, quả thật cũng đã đến lúc hư rồi." Tống Huyền Khanh lập tức quay đầu lại nhìn Hứa Quốc Hoa, lên tiếng nói, "Tôi nói chứ cái tên Lâm Thanh Diện này cũng chỉ biết mang đến xui xẻo cho người khác, ông xem xem cậu ta lái xe điện mà cũng có thể làm cho hỏng được." sau này đồ ở trong nhà chắc không để cho cậu ta dùng thì mới tốt. Hứa Quốc Hoa nhìn thuốc mỡ Lâm Thanh Diện đang cầm ở trong tay, trong lúc nhất thời không giúp Tông Huyên Khanh nói chuyện, lên cười đi đến, lên tiếng nói, xe điện đó cũng đã được sử dụng nhiều năm rồi, cũng chỉ là bị hỏng bình thường mà thôi. Bà cũng đừng cứ cảm thấy là do Lâm Thanh Diện. Nói xong, ông ta cầm lấy thuốc mỡ ở trong tay của Lâm Thanh Diện, cười hỏi, đây là thuốc mỡ ở chỗ thần y từ hả? Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng gật đầu. Bà nhìn xem Lâm Thanh Diện vẫn rất đáng tin cậy, người khác đi đến chỗ của thần y từ muốn thuốc, chưa chắc là ai cũng có thể lấy được, hứa quốc hoa cười nói. Xía, đó là do cậu ta may, Tống Huyền Khanh vốn còn nói Lâm Thanh Diện cũng chỉ là do may mắn, nhưng mà nghĩ đến mới lúc nãy bà ta còn nói Lâm Thanh Diện mang đến xui xẻo cho người khác, Lâm Thanh Diện mà có may mắn cái gì. Cho nên lời nói đến khóe miệng thì lập tức lại nuốt xuống. Mẹ, thật ra thì vận may của con rất tốt, có đúng không? Lâm Thanh Diện cười nói với Tống Huyền Khanh một câu. Tống Huyền Khanh lập tức nhếch miệng lên tiếng nói, vận khí của cậu tốt cái rắm, tôi cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, không chừng thuốc đó của cậu là nhặt được ở nơi nào đó. Hứa quốc hoa, ông đừng dùng thuốc của cậu ta, có chết cũng đừng có kêu tôi khóc tang cho ông. Khuôn mặt của hứa quốc hoa lập tức trở nên xanh chành, nghĩ thầm cái miệng này của vợ mình đúng là không tha cho người khác tí nào, loại lời nói này mà cũng có thể tùy tiện nói ra như vậy. Lâm Thanh Diện cũng bất đắc dĩ lắc đầu, anh có thể để cho gia chủ nhà họ cổ ngồi trên bàn trông, nhưng mà lại không có bất kỳ cách gì với mẹ vợ của mình. Quả nhiên là đạo hạnh của mẹ vợ vẫn sâu hơn một chút. Buổi tối, trong một nhà hàng ở Hồng Thành, hai người Lý Hữu và Lý Ngọc Thư ngồi trong một căn phòng xoa hoa chờ đợi cổ thanh chết đến. Ba, hôm nay con đã điều tra tin tức thằng nhóc bắt con phải quỳ xuống, thằng nhóc này chính là một tên ngu xuẩn, anh ta chính là tên phế vật nổi tiếng ở Hồng Thành, một kẻ ăn bám. Con còn tưởng rằng anh ta lớn lên có năng lực được bao nhiêu, không ngờ đến lại là một tên rác rưởi, thật sự tức chết con rồi. Loại phế vật này mà cũng dám bắt con quỷ xuống với anh ta, con nuốt không trôi cục tức này, Lý Hữu nói. Lý Ngọc Thư nghe thấy lời của Lý Hữu thì hơi sửng sờ, lên tiếng hỏi, thằng nhóc kia không phải là bạn của thân y từ à, sao lại là một tên phế vật được. Lý Hữu đưa điện thoại di động của mình cho Lý Ngọc Thư, lên tiếng nói, tự ba xem đi, Thằng nhóc này tên là Lâm Thanh Diện, con vừa mới tìm được chút thông tin của cậu ta ở trên mạng. Cái tên này ăn bám mà ăn đến nỗi nổi tiếng luôn rồi, người ở trên tấm ảnh giống với cậu ta như đúc, cái này còn có thể là giả được à? Lý Ngọc Thư nhận lấy điện thoại ở trong tay của Lý Hựu, sau khi nhìn một chút thì cũng mở to hai mắt mà nhìn, lên tiếng nói, không ngờ đến lại là thật, loại người này sao có thể làm bạn bè với thần y từ được? Sời, cái ông thần y từ gì đó, con nhìn cũng thấy bình thường thôi. Tuy là nói ông ta kê thuốc cho con, nói là uống xong thì có thể khỏe lên, nhưng mà con cảm giác cũng không thần kỳ như là mọi người đã nói. Nhưng mà cái tên đồ đệ kia cũng trông rất là xinh đẹp đó, ba, con muốn chụp được cái tên đồ đệ đó của ông ta, ba thấy như thế nào? Lý Hữu hỏi. Lý Ngọc Thư nhìn Lý Hữu, cười nói, dù sao thì ông ta cũng đã trị bệnh cho con rồi, chúng ta cũng không cần ông ta nữa, cứ theo ý con đi. Bởi vì có cái gọi là ba nào con nấy, Lý Hữu Phách lối cứng đầu như vậy không phải là không có nguyên nhân, con người của Lý Ngọc Thư cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Hắc hắc, con nhóc thối đó còn dám chê cười con, đến lúc đó con sẽ làm cho cô ta nếm thử sự lợi hại của con. Đã như vậy rồi, vậy thì con làm luôn một thể, thuận tiện dạy dỗ cái tên nhóc không biết sống chết đó một trận. Lát nữa cân mấy người của ba với chú cổ, con tin tưởng là có chút chuyện như vậy, chú ấy nhất định sẽ giúp chúng ta, Lý Hữu nói lý ngọc thư nhẹ nhàng gật đầu cũng không phản đối rất nhanh cổ thanh chiết liền đến phòng báo mấy người bọn họ nói chuyện vài câu lý ngọc thư có thể nói là cung kính cực điểm dối với cổ thanh chiết anh họ con của anh đâu rồi sao không dẫn theo thắng bé đến đây luôn lý ngọc thư hỏi cổ thanh chiết xấu hổ cười cười nói không lâu trước đó nó té gãy chân đang ở nhà tĩnh dưỡng không cẩn thận như vậy à vậy mà làm gãy cả chân lý ngọc thư nói một câu cũng không nghĩ gì nhiều. à đúng rồi anh họ, hôm nay bọn tôi đụng phải chút phiền toái nhỏ, có một tên ngu xuẩn đã kêu con trai của tôi quỳ xuống với câu ta. tôi muốn mượn anh mấy đường để đi dạy dỗ cái tên ngu xuẩn đó một trận. Lý Ngọc Thư nói, cũng dám kêu cháu trai của tôi quỳ xuống, thật sự là không muốn sống nữa mà. người của tôi, cậu cứ tùy tiện dùng đi. ở Hồng Thành này, không có ai dám chọc nhà họ của tôi đâu. Cố Thanh Chiết lập tức hào phóng ngất trời mà nói. Lúc đầu ông ta muốn nhắc nhở Lý Ngọc Thư một chút, kêu ông ta chỉ cần đừng trêu chọc Lâm Thanh Diện là được, nhưng mà nghĩ đến Lý Ngọc Thư và Lý Hữu ở Hồng Thành cũng có mấy ngày, đoán chừng cũng sẽ không trêu chọc đến Lâm Thanh Diện, cho nên cũng không nói nữa. Lý Hữu cảm thấy mình lại quỳ xóng với một tên vô dụng là có chút mất mặt, cho nên cũng không nói với Lý Ngọc Thư người mà mình muốn xử lý là ai, chỉ nói là một tên rác rưởi không có bản lĩnh gì, tự bọn họ giải quyết là được rồi audio điện tử võ tấn bền hết chương 320